Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 37. Bùm bùm bùm, lại mấy tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, kim quang trên người Vạn Thiên Tuyệt biến mất hoàn toàn. Vạn Thiên Tuyệt nhíu mày thành chữ hỏa, trong mắt tràn đầy lửa giận, nhìn Mạc Phàm với vẻ hung dữ. Tuy ông ta không phải bản thể của Vạn Thiên Tuyệt, nhưng cũng do ngũ hành linh vật luyện thành, chưa bao giờ gặp phải tình huống như tối nay, muốn đi cũng không đi được, muốn bản thể hàng lâm cũng không hàng lâm được, hoàn toàn như chuột gặp phải mèo, bị đùa giỡn trong lòng bàn tay. Mạc Phàm, cậu cho rằng tối nay cậu không cho bản thể của lão phu hàng lâm, là có thể tránh thoát bản thể của tôi sao? Vạn Thiên Tuyệt nổi giận đùng đùng nói. Mạc Phàm ẩn vào trong tia lửa trên bầu trời, cười nhạt. Hắn hoàn toàn có thể để Vạn Thiên Tuyệt hàng lâm, xem bản thể của Vạn Thiên Tuyệt mạnh cỡ nào. Nhưng để Vạn Thiên Tuyệt hàng lâm tối nay hay không là do hắn, không phải do Vạn Thiên Tuyệt. Hắn muốn Vạn Thiên Tuyệt tới, thì ông ta có thể tới. Không muốn, vậy Vạn Thiên Tuyệt không thể tới. Hiện giờ đám Bạch Kình Thương tự tin với Vạn Thiên Tuyệt như vậy, vậy Vạn Thiên Tuyệt đừng tới. Trốn, tôi cần trốn ông ta sao, Vạn Thiên Tuyệt đến đây, tôi giết ông ta là được. Trái lại là ông, tôi nhận. Mạc Phàm thản nhiên nói. Bóng dáng hắn nhoáng lên một cái đến bên cạnh phân thân của Vạn Thiên Tuyệt, một chưởng giống như Thái Sơn áp đỉnh đánh về phía ông ta. Vạn Thiên Tuyệt tức đến mức toàn thân phát run, trong lòng biết không phải đối thủ của Mạc Phàm, nên trong mắt ông ta hiện lên vẻ điên cuồng. Tiểu tử, cho dù tôi tự bảo, cũng sẽ không để cậu đạt được, tôi là của Vạn Thiên Tuyệt. Vạn Thiên Tuyệt cao giọng nói. Ông ta vừa nói xong, trong hai mắt hiện lên vẻ giận dữ, một ấn ký đỏ như máu xuất hiện ở chỗ mi tâm ông ta. Ken két, âm thanh giống như có cơ quan chuyển động truyền từ trong cơ thể ông ta ra, trên mặt và trên tay ông ta lập tức xuất hiện vết rạn, giống như đồ sứ bị vỡ, khí tức cường đại thô bạo tỏa từ người ông ta ra. Cho dù tự bạo không thương tổn được Mạc Phàm, ít nhất có thể khiến Mạc Phàm không chiếm được phân thân này. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, ánh mắt phát lạnh. Cho dù bản thể của ông tới, ông muốn tự bạo, cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý không. Muốn tự bạo trước mặt y tiên bất tử hắn, làm sao có thể? Hắn nói xong, ngọn lửa huyết sắc trong mắt hắn cháy mạnh hơn, giống như hai đạo laser bắn ra, biến mất trong mắt Vạn Thiên Tuyệt. Miệng Vạn Thiên Tuyệt há to, thân thể không ngừng vùng vẫy, nhưng cho dù ông ta vùng vẫy thế nào, đều không thoát khỏi tay Mạc Phàm ấn trên đầu ông ta. Chỉ trong phút chốc Vạn Thiên Tuyệt im lặng. Không chỉ vết rạn trên người khép lại, cả người cũng nhanh chóng thay đổi. Không còn bộ dạng lão giả lúc trước, mà là một chàng thanh niên. Mái tóc đen như thác nước của chàng thanh niên tung bay, mặc bộ đồ trắng, chỗ ngực thêu một chữ Y, gương mặt tinh xảo đến mức khiến người ta không tìm được khuyết điểm, toàn thân lộ ra khí tức siêu trần thoát tục, đúng là bộ dạng của Mạc Phàm khi đến tiên thiên. Đám người Bạch gia hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn Mạc Phàm kỳ lạ hơn nhiều. Phân thân của Vạn Thiên Tuyệt ở dưới tay Mạc Phàm không chỉ không thể hàng lâm, ngay cả tự bạo cũng không thể thành công, còn bị Mạc Phàm luyện chế thành thân ngoại hóa thân của mình. Nếu là ra tay giết phân thân của Vạn Thiên Tuyệt, thật sự không có gì. Nhưng Mạc Phàm làm đến nước này, kẻ địch như vậy cũng quá đáng sợ rồi. Mãi đến khi hóa thân này biến thành bộ dạng của Mạc Phàm hoàn toàn, lúc này Mạc Phàm mới thu lại hồng liên nghiệp hỏa trong mắt. Từ nay về sau tôi là tôi. Cậu làm chuyện tôi nên làm, đi nơi tôi nên đi. Mạc Phàm nhìn hóa thân này, lạnh nhạt nói. Có hóa thân này, lần sau lại có người dám ra tay với Mạc gia, hắn hoàn toàn có thể khiến bản thể hàng lâm, còn không ai ngăn cản được. Từ nay về sau tôi là cậu, tôi làm chuyện cậu nên. Hóa thân kia lặp lại lời Mạc Phàm nói một lần, một cái thể ấn phức tạp lóe lên chỗ mi tâm hắn rồi biến mất. Mạc Phàm nhìn thấy thể ấn này. Khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua đám Bạch Kình Thương cách đó không xa, cuối cùng nhìn đám Bạch Tiểu Phi, Triệu Minh Phi vây quanh Bạch Tiểu Tuyết, ánh mắt như mùa đông lạnh giá, rét thấu xương. Các người vây quanh Tiểu Tuyết, là muốn làm gì? Giọng nói lạnh như băng khiến tất cả mọi người run run. Cả đám người giống như gà trống bại trận, trên mặt đều là tuyệt vọng, không có một chút nhuệ khí. Bọn họ tưởng rằng Vạn Thiên Tuyệt sẽ hàng lâm, ai biết bị Mạc Phàm cản lại. Chuyện này giống như bọn họ sắp chết đuối, thấy một khúc gỗ bơi về phía bọn họ, kết quả là một cơn sóng đánh qua, không chỉ đánh khúc gỗ thành mảnh nhỏ, cũng đập bọn họ xuống đáy nước, hy vọng đều mất sạch. Nhất là đám Bạch Kình Thương,
vừa rồi bọn họ còn cung nghênh Vạn Thiên Tuyệt đến. Kết quả vui vẻ chưa tới một phút, đã bị Mạc Phàm tát vào mặt. Tuy không đánh vào mặt thật, nhưng trên mặt nóng rát đau đớn. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Có người nhìn Mạc Phàm chậm rãi đi xuống, lẩm bẩm. Vạn Thiên Tuyệt không tới, ai cũng không cứu được bọn họ. Mạc Phàm chậm rãi quay về đảo giữa hồ trong trang viên Bạch gia. Bạch Kình Thương, còn cần tôi mời các ông xuống sao? Mạc Phàm khẽ liếc đám Bạch Kình Thương còn đứng trên hộ trang đại trận nói. Sắc mặt đám Bạch Kình Thương khó coi, do dự một lát rồi quay về đảo giữa hồ. Bọn họ đã thấy tia lửa Mạc Phàm giấu trong không trung, chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý, đừng nói là vài người bọn họ, cả Giang Nam cũng có thể bị hủy diệt. Trừ phi bọn họ có bản lĩnh di chuyển tức thời ra khỏi Giang Nam, nếu không không có khả năng sống sót. Rõ ràng là bọn họ không có bản lĩnh này. Mạc tiên sinh, là lão hủ có mắt như mù, mong Mạc tiên sinh nể mặt Tiểu Tuyết, cho Bạch gia tôi một cơ hội. Bạch Kình Thương gần như không do dự chắp tay nói. Ông ta đã bỏ lỡ cơ hội thông qua Tiểu Tuyết bám vào Mạc Phàm, bây giờ chỉ có thể thông qua Tiểu Tuyết cúi đầu với Mạc Phàm. Lúc này biết nể mặt Tiểu Tuyết, vừa rồi thế nào hả? Không đợi Mạc Phàm mở miệng, An Hiểu Hiên không bỏ qua nói. Lúc Vạn Thiên Tuyệt sắp hàng lâm, Bạch Kình Thương đâu nhớ Tiểu Tuyết là người Bạch gia, chỉ mới một lát đã nghĩ tới rồi. Cô lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy người không biết vô liêm sỉ, còn là Bạch gia ngàn năm. Tiểu Phàm, chúng ta đi thôi, em muốn gặp cô và Tiểu Ngọc. Bạch Tiểu Tuyết kéo An Hiểu Hiên một cái, nói với Mạc Phàm. Ngụ ý là cô không muốn truy cứu chuyện này. Tiểu Tuyết, sao cậu dễ mềm lòng như vậy? Vừa rồi đám cầm thú này đối xử với cậu thế nào, không phải cậu không thấy, nhất là kẻ tiện nhân Triệu Minh Phi và Bạch Tiểu Phi. An Hiểu Hiên bất mãn nói. Hiên Hiên! Bạch Tiểu Tuyết tức giận liếc An Hiểu Hiên một cái. Cho dù Bạch gia đối xử với cô thế nào, cô vẫn là người Bạch gia. An Hiểu Hiên bĩu môi, hai tay vòng quanh bộ ngực cao ngất, vẻ mặt khó chịu. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm. Rất lâu sau, lúc này Mạc Phàm mới mở miệng. Tôi nhớ rõ ông từng nói, cho dù tôi là Mạc Đại Sư, đúng lúc giải quyết mâu thuẫn trước đó giữa Bạch Gia và tôi đúng không? Sắc mặt Bạch Kình Thương tái mét, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Tuy Mạc Phàm không nói rõ, nhưng rất rõ ràng Mạc Phàm không có ý định tha cho bọn họ. Chuyện này, với thực lực của Mạc Phàm, nếu Bạch Gia ông ta làm tốt quan hệ với Mạc Phàm, không lâu sau có khả năng Bạch gia sẽ thành gia tộc số một Hoa Hạ, dù sao Mạc Phàm mới tu luyện hơn một năm, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. So với Mạc Phàm, thần điện không đáng là gì, Mạc Phàm mới là chỗ dựa vững chắc của bọn họ. Nhưng ông ta đã bỏ lỡ cơ hội này, hối hận xuất hiện trong đầu ông ta. Mạc tiên sinh, tôi. Mạc Phàm không thèm nhìn Bạch Kình Thương, trực tiếp cắt ngang lời ông ta nói. Tuy ông cũng họ Bạch, nhưng lại dùng Tiểu Tuyết đổi lấy tuổi thọ với thần điện, ông không xứng nói hai chữ Tiểu Tuyết với tôi, lại càng không xứng nhận được tha thứ, nhưng dù sao ông cũng là cụ Tiểu Tuyết, tôi cho ông hai lựa chọn, tiếp một chiêu của tôi, nếu ông có thể sống sót, tôi sẽ để ông rời đi. Bạch Kình Thương nuốt nước bọt, gần như không do dự nói. Tôi lựa chọn phương án 2. Miyamoto Takeshi không đỡ được một chiêu của Mạc Phàm, ông ta càng không có bản lĩnh này, ông ta không muốn chết. Thứ hai là nể mặt Tiểu Tuyết, tội chết của ông có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, làm người bình thường đi. Cái gì? Sắc mặt Bạch Kình Thương thay đổi. Mạc Phàm không để Bạch Kình Thương phản kháng, ngón tay khẽ búng, một hạt giống ngọn lửa bay từ móng tay hắn ra, biến mất vào trong cơ thể Bạch Kình Thương, đốt tu vi của Bạch Kình Thương không còn. Bạch Kình Thương có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là nhờ tu vi. Đã không có tu vi, tóc Bạch Kình Thương lập tức bạc trắng. Làn da cũng như cây già. Cơ thể cao lớn nếu không có trượng gỗ chống đỡ, ngay cả đứng ông ta cũng không đứng nổi, không còn bóng dáng thái thượng trưởng lão mạnh mẽ vang dội lúc trước. Mạc tiên sinh tha mạng. Mấy trưởng lão còn lại vội vàng cầu xin Mạc Phàm tha thứ. Mạc Phàm không nhìn đám người này, lạnh lùng nhìn lướt qua Triệu Minh Phi đứng cách đó không xa. Triệu Minh Phi bị Mạc Phàm nhìn thoáng qua, gương mặt vốn trắng xanh lại trắng hơn vài phần. Bà ta không do dự quỳ xuống. Mạc đại sư tha mạng, tôi biết sai rồi, đừng giết tôi, cậu bảo tôi làm nữ nô bồi ngủ cũng được. Triệu Minh Phi cuống quýt nói,
không quan tâm cái gì gọi là vô liêm sỉ. Bà ta còn có chút tư sắc, nếu không sao thành phu nhân của Bạch Vô Thành, rất nhiều chuyện Bạch Vô Thành đều nghe lời bà ta. Còn nữa, không phải đàn ông hiện giờ đều thích kích thích sao, bà ta làm bồi ngủ cho Mạc Phàm, một con rồng hai phượng, chắc chắn kích thích hơn mình Tiểu Tuyết, chỉ cần Mạc Phàm là đàn ông, sẽ không từ chối. Triệu Minh Phi, cô đúng là không biết vô liêm sỉ. Sắc mặt Bạch Vô Thành khó coi nói. Dù sao Triệu Minh Phi cũng là vợ ông ta, vậy mà nói như vậy trước mặt nhiều người Bạch gia như thế. Bạch Vô Thành, ông ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, còn mặt mũi nói tôi. Vẻ mặt Triệu Minh khinh thường, sau đó bỏ qua. Mạc Đại Sư, tư thế nào tôi cũng có thể. Mạc Phàm lắc đầu, cười khinh thường. Tư sắc Triệu Minh Phi như vậy cũng muốn quyến rũ hắn, đúng là buồn cười. Khi ở tu chân giới, có không biết bao nhiêu tiên tử, nữ yêu, ma nữ, quỷ cơ nổi tiếng dùng tất cả biện pháp quyến rũ hắn đều không thành công, bọn họ không chỉ xinh đẹp hơn Triệu Minh Phi vô số lần, phương pháp bọn họ dùng cũng kích thích hơn bà ta nhiều. Hắn không động tâm với những người đó, huống chi là Triệu Minh Phi. Bà không phải người Bạch gia, cũng không phải mẹ đẻ của Tiểu Tuyết, lúc trước tôi từng nhắc nhở bà một lần, nói thêm một chữ tôi sẽ giết bà không nhớ kỹ lời tôi nói, cho nên bà chỉ có thể chết. Trong mắt hắn chớp lóe sắc bén, ngọn lửa màu lam giấy lên trên người Triệu Minh Phi. A, tiếng kêu thảm thiết truyền từ miệng Triệu Minh Phi ra. Không ít người nhìn Triệu Minh Phi vùng vẫy trong ngọn lửa, sắc mặt khó coi, không nói gì thêm. Ngọn lửa tắt, Triệu Minh Phi không còn cả cặn. Mạc Phàm nhìn thoáng qua người Bạch gia khác ở xung quanh một cái, ánh mắt đến đâu, vẻ mặt mọi người đều thay đổi, giống như sợ Mạc Phàm nhìn chăm chú. Mạc Phàm liếc mắt nhìn một vòng, vẻ mặt lạnh nhạt. Bây giờ tôi muốn dẫn Tiểu Tuyết đi, còn ai có ý kiến không? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không một ai dám lên tiếng, nhường một đường cho đám Mạc Phàm đi. Lúc này còn ai dám ngăn cản Mạc Phàm, cho dù muốn ngăn cản cũng không có bản lĩnh này. Mạc Phàm liếc nhìn một vòng, thấy không ai dám lên tiếng, vươn một tay về phía Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, chúng ta đi thôi. Ừm. Tiểu Tuyết đáp, đưa tay cho Mạc Phàm, hai người đi khỏi đảo giữa hồ. An Hiểu Hiên, đám Bạch Tiểu Hàn theo phía sau. Trong đám người, đầu Bạch Tiểu Phi đầy mồ hôi lạnh, thở phào nhẹ nhõm một hơi. May mà Mạc Phàm không tìm anh ta gây phiền phức, nếu không kết cục của anh ta không khá hơn Triệu Minh Phi. Phù. Anh ta mới thở phào xong, bỗng nhiên Mạc Phàm dừng bước. Đúng rồi, Bạch Tiểu Phi sớm đã biết tôi là Mạc Đại Sư, xem ra anh ta không nói cho các ông. Mạc Phàm hơi quay đầu nói. Ánh mắt tất cả người Bạch gia phát lạnh, nhìn về phía Bạch Tiểu Phi. Nếu bọn họ biết Mạc Phàm là Mạc Đại Sư, dù thế nào cũng không ép Tiểu Tuyết gả cho Carter, càng không nói chuyện với Mạc Phàm như trước. Nói không chừng Bạch gia gả Tiểu Tuyết cho Mạc Phàm. Mạc gia sẽ thành chỗ dựa vững chắc cho Bạch gia. Mà không phải giống hiện giờ, Mạc gia thành kẻ địch của Bạch gia, tất cả mọi chuyện đều do Bạch Tiểu Phi. Bạch Tiểu Phi, cậu giải thích chuyện này ngay. Bạch Vô Thành buồn bực nói. Bạch gia bọn họ vốn có cơ hội tốt quật khởi, cứ thế bị Bạch Tiểu Phi làm hỏng rồi. Sắc mặt Bạch Tiểu Phi lập tức khó coi, không có một chút huyết sắc. Gia chủ, ông nghe tôi giải thích. Bạch Tiểu Phi vội vàng nói. Gia chủ, ném cậu ta vào thủy lao trước, sau đó lại thu thập cậu ta. Có người đề nghị, còn những người mở miệng là người Bạch gia các ông, tôi không muốn nhìn thấy bọn họ, các ông xem rồi làm đi. Mạc Phàm nói thêm một câu, dẫn đám Tiểu Tuyết rời đi. Sắc mặt đại trưởng lão chấp pháp và mấy người mở miệng khó coi, trực tiếp sụi lơ trên đất. Mạc Phàm nói những lời này, cơ bản là phán bọn họ tử hình, cho dù không phải tử hình cũng không khác mấy. Bọn họ hoàn toàn xong rồi. Cho dù Bạch gia không thu thập bọn họ, Mạc Phàm cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Bắt hết đám người này lại. Bạch Vô Thành không do dự nói. Một đám người dẫn đám Bạch Tiểu Phi, đại trưởng lão mặt không còn chút máu đi. Cả trang viên Bạch gia mãi đến đêm khuya, mãi mà chưa yên tĩnh lại, nhất là mấy người đứng đầu Bạch gia, một đêm không ngủ. Trong thư phòng Bạch Vô Thành, nhị trưởng lão đẩy cửa vào. Đi đến bên cửa sổ đứng sau Bạch Vô Thành đang thất thần. Nhị trưởng lão nhíu mày, do dự rất lâu mới mở miệng. Gia chủ, cháu có tính toán gì không? Tuy Mạc Phàm không quá so đo với Bạch gia bọn họ, nhưng như vậy cũng không phải biện pháp,
dù thế nào cũng phải giải quyết. Bạch Vô Thành nhìn ngoài cửa sổ, chần chừ rất lâu, lúc này mới mở miệng. Bỗng nhiên một đêm xảy ra nhiều chuyện như vậy, cho dù ông ta là gia chủ Bạch gia vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Chú ba, chú cảm thấy chúng ta còn lựa chọn sao? Nhị trưởng lão là em trai ruột cha ông ta, thứ bậc là lão tam, cho nên lúc chỉ có hai người ông ta sẽ xưng với nhị trưởng lão là chú ba. Gia chủ, câu này của cháu có ý gì? Nhị trưởng lão cảm thấy khó hiểu hỏi. Mạc Phàm hiện giờ không thể trêu chọc, sau này lại càng không thể trêu chọc, chỉ có thể làm tốt quan hệ với Mạc gia. Bạch Vô Thành thở dài nói. Mạc Phàm chỉ chưa tới 20 tuổi, bây giờ đã có khí thế đứng đầu thế giới, càng không nói đến sau này, chắc chắn tiền đồ vô lượng. Đã trăm năm hoa hạ không có cao thủ thần cảnh xuất thế, cho dù Mạc Phàm không phải người đầu tiên, nhưng rất có khả năng là người trẻ tuổi nhất. Ý của gia chủ là, chưa chắc Vạn Thiên Tuyệt đã là đối thủ của Mạc Phàm. Nhị trưởng lão hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tuy Mạc Phàm ngăn Vạn Thiên Tuyệt hàng lâm, nhưng chắc chắn Vạn Thiên Tuyệt sẽ tìm tới Giang Nam, Mạc Phàm đấu với Vạn Thiên Tuyệt là không thể tránh được. Nếu Vạn Thiên Tuyệt giết chết Mạc Phàm, trái lại Bạch gia bọn họ sẽ không lo sau này. Chuyện này thì cháu cũng không biết, dù sao cháu còn chưa tới tầng đó. Nhưng cháu cảm thấy Vạn Thiên Tuyệt sẽ không giết được Mạc Phàm. Bạch Vô Thành thận trọng nói. Mạc Phàm không cần tốn nhiều sức đã thu được phân thân của Vạn Thiên Tuyệt, còn ngăn Vạn Thiên Tuyệt hàng lâm, chuyện này nói lên hai người cùng một tầng, kém cũng không kém bao nhiêu. Hai hổ đấu tất có một người bị thương, nhưng muốn giết một người trong đó thì khó có khả năng. Vậy chúng ta chỉ có thể làm thân với Mạc gia rồi. Chuyện này cũng không dễ, nhưng chỉ có thể làm vậy. Bạch Vô Thành lắc đầu, giận dữ nói. Bạch gia bọn họ đối xử với Tiểu Tuyết như vậy, muốn làm hòa với Mạc gia rất khó. Giống như ném vỡ gương, muốn gương vỡ lại lành là gần như không thể. Vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp từ chỗ Tiểu Tuyết, sáng mai chú sẽ sai người đưa quần áo và đồ cưới của Tiểu Tuyết đến Mạc gia. Nhị trưởng lão nhíu mày nói. Không chỉ Tiểu Tuyết, Lập Tiểu Hàn làm gia chủ kế tiếp của Bạch gia, Tiểu Manh làm trưởng lão. Sau này phụ nữ Bạch gia sẽ có đãi ngộ như đàn ông, có thể thu luyện bí pháp Bạch gia chúng ta bảo thủ lâu như vậy, không thể đi sai theo những người trước đó. Trong mắt Bạch Vô Thành chớp lóe tinh quang, nói. Bên phía Tiểu Tuyết nhất định phải xử lý thích đáng, Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh cũng không thể thiếu, nếu để hai bọn họ thành người thừa kế tiếp của Bạch gia, vậy sau này Mạc gia sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Bạch gia rồi. Nhị trưởng lão hít sâu một hơi khí lạnh. Ông ta không có thành kiến với nam nữ, nhưng không thể không nói cách nghĩ của Bạch Vô Thành rất lớn mật. Nam tôn nữ ti truyền thừa ở Bạch gia đến bây giờ Bạch Vô Thành lại muốn sửa tất cả. Nhưng không thể không nói, một chiêu này vô cùng cao. Bạch Tiểu Hàn có quan hệ không tầm thường với Mạc Phàm, đưa vị trí gia chủ cho Bạch Tiểu Hàn, lập tức giải quyết mâu thuẫn giữa Bạch gia và Mạc gia. Nhị trưởng lão gật đầu, ông ta vừa định rời khỏi thư phòng của Bạch Vô Thành. Lại nghĩ đến một chuyện. Chú lập tức bảo người thông báo cho Tiểu Hàn, nhưng bên phía thần điện. Bạch Kình Thương truyền tin cho thần điện, tuy người của thần điện chưa tới, nhưng thần điện giao dịch với Bạch Kình Thương ở đây. Chú ba, chú thật sự muốn Tiểu Tuyết làm tế phẩm của thần điện sao? Vẻ mặt Bạch Vô Thành lạnh lùng nói. Làm sao có thể, Tiểu Tuyết là chú nhìn lớn lên, sao chú có thể để Tiểu Tuyết đi chịu chết? Nhị trưởng lão hơi tức giận nói. Khi Bạch Kình Thương và Đại trưởng lão mới nói chuyện này, ông ta đã không đồng ý, nhưng bị Bạch Kình Thương và Đại trưởng lão đe dọa, dù sao ông ta chỉ là nhị trưởng lão. Bất luận là thực lực hay quyền lợi đều không so được với Đại trưởng lão, càng không so được với Bạch Kình Thương Thái Thượng trưởng lão. Vậy thì cảnh cáo thần điện, muốn phụ nữ Bạch gia, phải diệt Bạch Vô Thành cháu trước, muốn đánh thì đánh đi, trước đây Bạch gia chúng ta chưa từng sợ ai, bây giờ cũng không cần sợ người nào. Trong mắt Bạch Vô Thành chớp lóe tinh quang nói. Một tôn giáo nước ngoài, vậy mà dùng người hoa hạ làm tế phẩm, người bình thường không được, Bạch gia bọn họ càng không được. Ông ta thỏa hiệp với Bạch Kình Thương một lần này không muốn làm gia chủ ngay cả con gái mình cũng không bảo vệ. Chú lập tức đi làm. Nhị trưởng lão liếc mắt nhìn Bạch Vô Thành một cái, gật đầu. Bạch Vô Thành gật đầu, tiếp tục nhìn bên ngoài cửa sổ, trong mắt ông ta hiện lên vẻ lo lắng. Bạch gia đứng bên Mạc gia không phải không có một chút nguy hiểm, nếu Mạc Phàm bại bởi Vạn Thiên Tuyệt,
cuộc sống sau này của Bạch gia cũng không tốt lắm. Hy vọng Mạc Phàm có thể đánh bại Vạn Thiên Tuyệt. Lúc này, trong vùng biển quốc tế không xa Hoa Hạ, trên một hòn đảo nhỏ. Vạn Thiên Tuyệt ngồi khoanh chân trên một tảng đá cao nhất ở đảo nhỏ, hai mắt nhắm nghiền. Bên cạnh ông ta có bốn người đàn ông trẻ tuổi mặc trang phục luyện võ, trong mắt mỗi người đàn ông đều chớp lóe tinh quang, cảnh giác nhìn bốn phía. Xung quanh bọn họ là thi thể cự xà dài 50 mét, thô như cái vải, xếp thành một ngọn núi nhỏ. Nói là cự xà, không bằng nói là đầu long. Trên thân thể to lớn của cự xà không chỉ có móng vuốt dài, miệng cũng hô hấp như cá chép, trên người tràn đầy vảy ngũ sắc to bằng lòng bàn tay. Nếu trên đầu có thêm đôi sừng, thì không khác gì rồng trong truyền thuyết. Nhưng cho dù không phải rồng, một con hải xà có thể dài đến mức này, thực lực cũng không kém rồng chỗ nào. Nhưng đầu con yêu thú như vậy lại bị người ta cầm như đậu hủ, bóp nát liên tục, óc và huyết dịch chảy đầy đất. Rất lâu sau, lúc này Vạn Thiên Tuyệt mới mở to mắt, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh. Mạc Phàm cậu giỏi lắm. Sư phụ, làm sao vậy? Bốn người xung quanh nghe thấy lời Vạn Thiên Tuyệt nói, nghi ngờ hỏi. Bọn họ mới giết Hải Long này, Vạn Thiên Tuyệt lập tức nhắm mắt ngồi đây, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì. 10 năm trước ông ta đã phát hiện Hải Long ngàn năm này, lúc ấy ông ta đồng ý với Lâm Thiên Nam rời khỏi Hoa Hạ, còn chưa kịp thu thập Hải Long này. Ông ta tưởng rằng La Gia Mạc Bắc sẽ làm chậm trễ thời gian của Mạc Phàm một ít, nên ở đây giết Hải Long, dùng Long Nguyên của Hải Long này ngưng tụ kim đan. Ai biết Mạc Phàm đã quay về Giang Nam, không chỉ ngăn cản bản thể của ông ta hàng lâm, còn thu phân thân của ông ta. Tên tiểu tử kia đã quay về Giang Nam, cậu ta còn đoạt cả phân thân của sư phụ rồi. Vạn Thiên Tuyệt lạnh nhạt nói. Lá gan của tiểu tử này lớn như vậy, ngay cả phân thân của sư tôn cũng dám cướp. Sắc mặt bốn người đàn ông khẽ đổi, một người trong đó nói. Chuyện này không thể trách cậu ta, là phân thân của sư phụ xem thường cậu ta. Vạn Thiên Tuyệt đứng dậy, tuy phân thân bị cướp đi, nhưng trong mắt ông ta không có tức giận. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, đoạt phân thân của lão phu, cướp về là được. Vạn Thiên Tuyệt thản nhiên nói, giống như lấy lại phân thân của ông ta đơn giản như ăn cơm. Vậy bây giờ chúng ta... Một đồ đệ trong đó hỏi. Đến Giang Nam. Trong mắt Vạn Thiên Tuyệt chớp lóe sắc bén, nhìn về phía Giang Nam nói. Ông ta vốn định tới Giang Nam thu thập Mạc Phàm trước, nhưng còn chuyện 10 năm trước để lại chưa xử lý, nên không lập tức đi giết Mạc Phàm. Nếu Mạc Phàm dám lấy phân thân của ông ta, so với đi Giang Nam xử lý Mạc Phàm, chuyện này có cũng được mà không có cũng không sao. Có cần hạ chiến thư với tên tiểu tử Mạc Phàm kia trước không ạ? Đệ tử kia cung kính hỏi. Vạn Thiên Tuyệt cười nhạt, bộ dạng như đã sớm chuẩn bị. Đã sớm chuẩn bị chiến thư cho tên tiểu tử kia rồi, chỉ đợi cậu ta quay về, thì đưa cho cậu ta, nếu cậu ta quay về trước, vậy thì đưa cho cậu ta trước. Ông ta muốn khiêu chiến một người, sao chưa chuẩn bị xong chiến thư? Không chỉ có Mạc Phàm, ông ta đã chuẩn bị xong chiến thư với Lâm Thiên Nam, nhất định sẽ khiến bọn họ khiếp sợ. Sư phụ cao minh. Bốn đệ tử kia vội vàng nói. Các con đi xử lý Hải Long này, sư phụ đợi ở Long đảo Giang Nam. Vạn Thiên Tuyệt thản nhiên nói. Bốn người nhướn mày, lộ ra một chút bất ngờ. Sư phụ không định đến tháp Đông Phương trong nội thành Giang Nam khiêu chiến Mạc Phàm sao? Long đảo là một hòn đảo thuộc tỉnh Giang Nam, ở bến cảng vào Trường Giang và Đông Hải. Bởi vì trên đảo có nhiều độc xà, số lượng nhiều nên ngay cả chim biển cũng không dám đến gần hòn đảo này. Nghe nói trên hòn đảo này từng có cự xà hóa rồng, do đó tên là Long Đảo. Bọn họ cho rằng Vạn Thiên Tuyệt sẽ đến tháp Đông Phương kiến trúc đặc biệt ở Giang Nam chiến với Mạc Phàm, ở Tử Cấm thành thủ đô khiêu chiến Lâm Thiên Nam, không ngờ Vạn Thiên Tuyệt lại chọn Long Đảo một nơi hơi hẻo lánh. Mạc Phàm chỉ là con rắn nhỏ, còn chưa xứng để sư phụ khiêu chiến cậu ta ở tháp Đông Phương, khiêu chiến cậu ta, nơi nhỏ như Long Đảo đủ rồi. Vạn Thiên Tuyệt hơi nhếch miệng, khinh thường nói. Muốn chiến với ông ta ở tháp Đông Phương, phải có tư cách này mới được. Chỉ có Lâm Thiên Nam mới có tư cách này, Mạc Phàm hiện giờ còn chưa đủ. Sư tôn anh minh, chúng con lập tức đi xử lý Hải Long này. Trong mắt bốn đệ tử chớp lóe vui mừng, vội vàng nói. Đi đi. Vạn Thiên Tuyệt vẫy vẫy tay nói. Bốn người nâng thi thể to lớn của Hải Long kia, đi về phía bờ biển. Vạn Thiên Tuyệt cười nhạt,
nhắm hai mắt lại. Lúc này, trên quốc lộ cách trang viên Mạc Gia không xa. Đám Mạc Phàm tìm một chiếc mobile home ở Bạch Gia, đang lái về trang viên Mạc Gia. Tiểu Phàm, sao anh lại gặp được cô? Tiểu Tuyết tò mò hỏi. Mạc Phàm nói quá trình với đám Tiểu Tuyết, ái muội giữa hắn và Bạch Vô Song được hắn lược bỏ. Mạc Phàm, anh vừa đến Đại học Đông Hải đã bắt đầu theo đuổi Tiểu Tuyết nhà chúng tôi, có phải có liên quan đến cô Vô Song không? An Hiểu Hiên nhíu mày, vẻ mặt nghi ngờ nói. Từ lần gặp đầu tiên Mạc Phàm giống như rất quen thuộc với Tiểu Tuyết, lúc ấy cô cảm thấy trong chuyện này có quỷ. Hiện giờ rất có khả năng là vì cô Vô Song. An Hiểu Hiên nói xong, Bạch Tiểu Tuyết, Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh đều nhìn Mạc Phàm. Đợi cô gặp cô Vô Song, hỏi một câu thì biết. Mạc Phàm cười nhạt, không trả lời. Chuyện hắn trọng sinh là thiên cơ, chính hắn còn không rõ lắm, nên chưa thể nói cho đám Tiểu Tuyết, nếu không sẽ dẫn tới đại họa, không nên nói cho bọn họ biết tốt hơn. Tiểu Tuyết, cậu xem ra hỏa này đi, sắp thành chồng cậu rồi, còn che che giấu giấu nhiều bí mật như vậy, Tiểu Tuyết cậu cần phải suy nghĩ kỹ. An Hiểu Hiên bĩu môi, hơi tức giận nói. Cô ghét nhất điểm này của Mạc Phàm, cả ngày đều ra vẻ thần bí, vừa nói đến trọng điểm là rừng, cô ghét nhất là bị người ta dụ. Cảm giác này giống như bốp 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 đến điểm cao nhất, bỗng nhiên kết thúc. Ha ha, lúc có thể nói cho mình biết, chắc chắn anh ấy sẽ nói cho mình. Tiểu Tuyết cũng không tức giận, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cười quyến rũ nói. Tất nhiên cô nhìn ra Mạc Phàm có rất nhiều bí mật. Nhưng nếu một người đàn ông vì cô có thể không sợ tất cả, cho dù có bí mật cũng có nguyên nhân. Đến lúc nên biết, tất nhiên sẽ biết. Nghe thấy lời Tiểu Tuyết nói, An Hiểu Hiên càng bĩu môi cao hơn. Tiểu Tuyết, chúng ta còn là bạn thân nữa không, cậu còn chưa gả ra ngoài, khuỷu tay đã bắt đầu rẽ ra ngoài rồi. Hiên Hiên, Tiểu Tuyết còn chưa gả ra ngoài cô đã ăn dấm với Tiểu Phàm ca, hay là cô gả luôn cho Tiểu Phàm ca đi? Bạch Tiểu Manh dùng giọng nói đáng yêu, trêu ghẹo nói. Tiểu Manh cô giỏi lắm, cô cũng nói chuyện giúp người này, còn mở miệng nói Tiểu Phàm ca, hay là hai ta cùng gả cho gia hỏa kia luôn. An Hiểu Hiên nổi trận lôi đình nói. Tiểu Tuyết không đứng về phía cô còn chưa tính, nhà đầu ngốc Bạch Tiểu Manh cũng nói giúp, cô thấy bọn họ bị trúng huyễn thuật của Mạc Phàm rồi. Tiểu Phàm ca và Tiểu Tuyết là một đôi trời đất tạo nên, tôi không ghen như cô, tôi còn lâu mới lấy chồng. Bạch Tiểu Manh dựa vào đạo lý bảo vệ quyền lợi của mình. Tiểu Manh, vài ngày không thu thập cô cá tính hơn hẳn, xem tôi thu thập cô thế nào. An Hiểu Hiên nói xong vươn hai móng heo đến bên hông Bạch Tiểu Manh. Tiểu Hàn tỷ, nhanh cứu em, Hiên Hiên bắt nạt em. Bạch Tiểu Manh lập tức cầu xin. Bình thường cô rất mẫn cảm, sợ nhất bị người ta đụng chạm, càng không nói đến bị cù. Bạch Tiểu Hàn liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Trong mắt lóe lên phức tạp, nhưng nhanh chóng biến mất. Hiên Hiên đang tức giận, em bớt nói lung tung đi, cũng nên để Hiên Hiên trừng trị em một chút. Bạch Tiểu Hàn lạnh lùng nói. Bạch Tiểu Manh hơi sửng sốt, vậy mà Bạch Tiểu Hàn luôn che chở cô cũng không bảo vệ cô còn chưa suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân là gì, tay An Hiểu Hiên đã tới. Tiểu Tuyết, cứu em. Tiểu Tuyết dám đến, tôi thu thập cậu ấy luôn, bây giờ cô kêu thế nào cũng không có tác dụng. Nhận mệnh đi, Tiểu Manh. An Hiểu Hiên tức giận nói. Hai tay cù loạn trên người Bạch Tiểu Manh, khiến Bạch Tiểu Manh không chống đỡ được. Hiên Hiên, tôi sai rồi, tôi không nói cô ăn dấm nữa. Bạch Tiểu Manh còn chưa nói xong, khuôn mặt An Hiểu Hiên đỏ bừng, càng tức giận hơn. Sao cô có thể ăn dấm của Mạc Phàm, ăn ai cũng không ăn Mạc Phàm. Tiểu nha đầu chết tiệt này, cô còn dám nói dấm. Mạc Phàm nhìn An Hiểu Hiên và Bạch Tiểu Manh náo loạn, lắc đầu cười. An Hiểu Hiên này không thay đổi chút nào, kiếp trước hắn tặng quà cho An Hiểu Hiên nhận hay không đều không nể mặt hắn, vẫn bắt chẹt. Một đời này An Hiểu Hiên cầm công pháp hắn truyền thụ, vẫn làm theo ý mình. Lúc An Hiểu Hiên và Bạch Tiểu Manh náo loạn, Bạch Tiểu Tuyết tựa vào vai hắn. Tiểu Phàm, anh nắm chắc bao nhiêu đối phó được Vạn Thiên Tuyệt? Cô vừa nói xong. An Hiểu Hiên và Bạch Tiểu Manh lập tức dừng tay, vẻ lo lắng hiện lên trên mặt mọi người, bên phía Bạch Gia không có vấn đề, nhưng Vạn Thiên Tuyệt luôn là chướng ngại vật. Mạc Phàm nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra, cười nhạt. Vậy phải xem Vạn Thiên Tuyệt tới khi nào? Vẻ mặt đám Bạch Tiểu Tuyết mờ mịt, từ ngoài biển đến Hoa Hạ chỉ bay 15, 16 tiếng,
Vạn Thiên Tuyệt muốn tới Hoa Hạ hẳn là không lâu lắm. Thời gian ngắn như thế, sẽ có biến hóa gì? Chuyện này có liên quan gì? An Hiểu Hiên hỏi. Mạc Phàm vừa định trả lời, bỗng nhiên mắt hắn nheo lại, trong mắt chớp lóe sắc bén, hai chữ thốt ra từ miệng hắn. Đến đây. Vạn Thiên Tuyệt đến sao? Sắc mặt đám Bạch Tiểu Tuyết thay đổi. Tuy Mạc Phàm chưa nói gì, nhưng bọn họ đoán được một ít. Nếu cho Mạc Phàm chút thời gian, chắc chắn Mạc Phàm sẽ đối phó được Vạn Thiên Tuyệt. Dù sao Mạc Phàm chưa tới 20 đã có thực lực như bây giờ, tiền đồ Vạn Thiên Tuyệt không thể so sánh. Lúc này Vạn Thiên Tuyệt đến đây, chỉ sợ Mạc Phàm lành ít dữ nhiều. Dừng xe. Mạc Phàm không trả lời, mà nói với tài xế. Tiếng lốp xe ma sát mặt đất vang lên, xe dừng ở ven đường. Mọi người không cần đi xuống, không sao. Mạc Phàm cười nhạt, nói với đám Tiểu Tuyết. Dạ. Tiểu Tuyết lập tức gật đầu đáp. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong mắt bọn họ đều là lo lắng. Mạc Phàm mở cửa xe, vừa mới ra khỏi xe. Chỉ thấy bốn cột sáng hình tròn màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu vàng ở phía xa phóng lên trời. Mỗi một cột đều cao 100 mét, to 5-6 thước. Bên ngoài bốn cột sáng có kinh văn lưu chuyển, nhanh chóng hình thành đồ án thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Rõ ràng chỉ là mấy đồ án, nhưng giống như có bốn mãnh thú bên trong cột sáng nhìn trời gào thét, khí tức hung hãn, mênh mông, thô bạo ở bên trong tùy ý mà ra, khiến người ta không rét mà run. Cũng may lúc này đã là rạng sáng, còn ở vùng ngoại thành tỉnh Giang Nam, nếu không bỗng nhiên xuất hiện bốn cột sáng khiến người ta chú ý như thế, chắc chắn ngày mai sẽ lên đầu đề tin tức, tạo ra sóng to gió lớn. Đó là thứ gì thế? Trong xe, tuy đám Bạch Tiểu Tuyết không xuống xe, nhưng nhìn thấy bốn cột sáng chừng mấy trăm mét, tò mò hỏi. Tứ Tượng Yên Không Trận, một loại trận pháp hủy diệt vô cùng đáng sợ. Mắt An Hiểu Hiên mở to, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm nói. An gia cô là luyện khí thế gia, hiểu rất rõ các loại trận pháp, từ nhỏ cô đã thích trận pháp, nhất là trận pháp uy lực mạnh. Tứ Tượng Yên Không Trận này là một trận pháp hủy diệt rất nổi tiếng, uy lực còn mạnh hơn bốn hỏa tiễn của máy bay chiến đấu cùng nổ mạnh. Một hỏa tiễn của máy bay chiến đấu có thể phá hủy một tòa đại lâu dễ dàng, uy lực của bốn cái có thể nghĩ được. Hơn nữa một khi khởi động trận pháp, không thể dừng lại. Đó không phải là hướng trang viên Mạc gia sao? Vẻ mặt Bạch Tiểu Hàn ngẩn ra nhìn vị trí của bốn cột sáng, hỏi tiếp. Mạc gia chiếm được trang viên Viên gia, chuyện này không phải bí mật gì, cô thân là trưởng lão Bạch gia biết rõ chuyện này. Đúng vậy. An Hiểu Hiên gật đầu. Sắc mặt mọi người âm u, nhìn về phía Mạc Phàm đứng yên trước gió. Nếu chỉ là Tứ Tượng Yên Không Trận thì không có gì, vấn đề là vị trí của Tứ Tượng Yên Không Trận ở ngay trên không trang viên Mạc gia, có người bố trí Tứ Tượng Yên Không Trận ở quanh trang viên Mạc gia. Chuyện này, An Hiểu Hiên biết Tứ Tượng Yên Không Trận, sao Mạc Phàm có thể không biết? Tuy Tứ Tượng Yên Không Trận chỉ có trận pháp, hắn lấy bừa một trận pháp hủy diệt ra, cũng mạnh hơn trận pháp này rất nhiều. Nhưng nếu trận pháp này bùng nổ hoàn toàn, trận pháp động thiên Mạc gia không sao, nhưng chỉ sợ trang viên sẽ bị Tứ Tượng Yên Không Trận này hủy diệt. Trong mắt hắn chớp lóe sắc bén, hai tay nhanh chóng vũ động, một đám pháp ấn bay từ giữa ngón tay hắn ra. Những pháp ấn này mới bay vào không trung, những tia lửa giấu trong không trung lại xuất hiện, như ngọn đèn rực rỡ ở thành phố lớn sáng lên từng cái. Chỉ trong chớp mắt, trên bầu trời lại xuất hiện vô số ngọn đèn, chi chít giống đèn khổng minh trong Tết Nguyên Tiêu, tràn đầy bầu trời. Đi! Mạc Phàm khẽ quát. Những ngọn đèn này chỉ đợi lệnh, giống như sao băng phát ra âm thanh vèo trong không trung, nhanh chóng lao về trên không Mạc gia. Không đợi Tứ Tượng Yên Không Trận bùng nổ, những tia lửa này đã đến trên không trang viên Mạc gia. Tia lửa dựa theo vị trí cố định hạ xuống rất chính xác, làm thành trận pháp tương tự lưới cá, giữa mỗi vùng lưới cá có một đồ án thái cực bát quái. Trận pháp như vậy bao trọn trang viên Mạc gia bên trong. Trận pháp này vừa thành, trên bốn cây cột bắn ra quang mang, hào quang tụ thành một quang điểm giữa bốn cây cột. Gần quang điểm đều có thể nhìn thấy không gian giống như gợn sóng, dập dờn ra xung quanh, hình thành một vòng sáng trắng lại tiếp một cái. Dưới năng lượng khủng bố dao động, người xung quanh có cảm giác khó thở, giống như có tảng đá đè lên ngực bọn họ, hai chân cũng như rót chỉ không thể nhúc nhích, mồ hôi không tự chủ được chảy từ trán xuống. Trùng ngư điểu thú gần như không do dự,
nhao nhao rời khỏi cột sáng, giống như sắp có thiên tai tới. Chuyện này cũng quá đáng sợ rồi. Mắt An Hiểu Hiên mở to, lẩm bẩm. Cô đọc trên sách cổ miêu tả, tứ tượng yên không trận có thể sơn băng địa liệt, hà khô thạch lạn, uy lực như vậy đã đủ kinh người. Nhưng cô đứng ở nơi cách tứ tượng yên không trận không xa, cảm nhận được khí thức của tứ tượng yên không trận càng đáng sợ hơn trong sách ghi. Phía dưới trận pháp này, cho dù là một thành phố nhỏ cũng bị phá hủy. Tiểu Phàm ca, Mạc gia không sao chứ? Bạch Tiểu Manh lo lắng hỏi. Yên tâm đi, trận pháp này không hủy diệt được Mạc gia tôi đâu. Bên ngoài xe, trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng lạnh nhìn chằm chằm phía Mạc gia, thản nhiên nói. Muốn hủy diệt Mạc gia, đâu dễ như vậy. Nhất là dưới mí mắt của hắn, làm sao có thể. Ngón tay hắn lại động, một màn hào quang bao phủ chiếc xe. Hắn vừa làm xong chuyện này, vù một tiếng, bốn cột sáng như năng lượng bị hút khô, hào quang nhạt màu đi. Quang điểm giống như đến trạng thái bão hòa, giống giọt nước khẽ bay nhỏ giọt xuống dưới, rơi lên trận pháp Mạc Phàm vừa bố trí. Bùm, một tiếng thật lớn, giống như là điện trường nổ mạnh, vang lên trên bầu trời trong đêm khuya, không chỉ có thể phá vỡ màng tai người ta, còn có thể khiến người ta ngất đi. Trong tiếng đinh tai nhức óc, một đóa mây hình nấm hiện lên trên không Mạc gia, năng lượng dao động xung quanh mây hình nấm lan tràn ra. Cả bầu trời tỉnh Giang Nam chấn động, đất đai lắc lư, cho dù là xung quanh vùng ngoại thành cũng cảm nhận được. Chỉ trong chớp mắt, cả Giang Nam như đứa bé trong nôi bị người ta dùng lực đu đưa, ngoại trừ ngất đi, gần như đều tỉnh ngủ. Cũng đúng lúc này, trong mây hình nấm, một chữ chiến huyết sắc mang theo ý chí chiến đấu hừng hực bay lên, bay tới trên không bốn cột sáng, rất dễ trông thấy trong đêm tối. Chữ này vừa bay tới không trung, giọng nói lạnh lẽo, tràn ngập nghi ngờ vang lên. Mạc Phàm, ba ngày sau, đêm trăng tròn, đỉnh Long Đảo, có dám nhất chiến? Giọng nói trầm thấp, không nhiều chữ, âm điệu cũng không tính là quá to, nhưng truyền đi rất xa, trong phút chốc lại nhấc lên gió xoáy không thua gì Long Toàn Phong ở tỉnh Giang Nam. Chỉ trong chớp mắt, Bạch Gia chỉ vừa mới yên bình lại, sắc mặt Bạch Vô Thành thay đổi, bóng dáng chớp lóe xuất hiện trên đỉnh chóp thư phòng. Trong mắt ông ta hiện lên một vùng màu trắng, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, trong bốn thiên trụ, chữ chiến rồng bay phượng múa, đỏ như máu xuất hiện trong mắt ông ta không tự chủ được mở to, mãi mà không nói nên lời. Không cần phải giải thích thứ này, là chiến thư Vạn Thiên Tuyệt đưa cho Mạc Phàm. Chắc chắn Vạn Thiên Tuyệt sẽ đến, nhưng ông ta không nghĩ sẽ tới nhanh như vậy. Chuyện này, quả đấm của ông ta nắm chặt lại. Trong thủy lao Bạch Gia, người Bạch Gia bị giam giữ vốn đang ủ rũ, ảo não không thôi, nghe thấy âm thanh này lập tức vui vẻ. Báo ứng đó. Bạch Tiểu Phi kích động kêu lên. Mạc Phàm không chết bọn họ vĩnh viễn không thể xoay mình, hiện giờ cơ hội xoay mình của bọn họ đến rồi. Bạch Vô Thành nhanh thả chúng tôi ra ngoài, Mạc Phàm sắp xong đời rồi, cho dù bây giờ ông không thả chúng tôi, sớm muộn gì cũng phải thả. Có người kêu lên. Mạc Phàm hiện giờ có thể chèn ép được Bạch gia bọn họ, nếu Mạc Phàm chết trong tay Vạn Thiên Tuyệt, chắc chắn đến lúc đó Bạch Vô Thành không chịu được áp lực, phải thả bọn họ ra. Bây giờ thả chúng tôi, ông vẫn là gia chủ. Có người lại hung hãn nói. Cùng lúc đó, bên trong một miếu thờ tỉnh Giang Nam, một lão tăng nhìn lên trên trời, nhìn chữ chiến đầy chiến ý này, trong mắt ông ta xuất hiện vẻ rung động. Rất lâu sau ông ta cầm tràng hạt đặt trên ngực, sướng A-di-đà-phật với chữ chiến này. Sau Bạch Vô Thành và lão tăng này, gần như tất cả võ giả và pháp sư tỉnh Giang Nam không phải từ giường thì trong mật thất xuất hiện trên đỉnh, mái nhà, trên cây và những nơi có vẻ cao, đông đủ hơn bất luận thời điểm nào. Nhìn thấy chữ chiến này, vẻ mặt bọn họ không giống nhau. Có người lộ ra vui mừng, có người thì ưu sầu, có người thì khiếp sợ. Không ai không biết tên Vạn Thiên Tuyệt, nhưng bọn họ không ngờ chiến thư của Vạn Thiên Tuyệt bá đạo như thế, vấn đỉnh toàn tỉnh, muốn không biết cũng không được. Thật đáng sợ. Thân thể không ít người run rẩy, lẩm bẩm, giống như chuột thấy mèo. Ngoại trừ những tu sĩ này ra, vô số người bình thường cũng giật mình tỉnh lại, giống như mơ thấy ác mộng, toàn thân ướt đẫm, có người vẻ mặt mê mang, có một số người nhìn về phía trang viên Mạc gia theo bản năng, sắc mặt mỗi người đều rất khó coi. Sao lại thế này, có phải động đất hay không? Trong một tiểu khu, một mỹ phụ mặc áo ngủ khiếp sợ hỏi. Không phải chứ, hình như anh nghe thấy có người nói chuyện,
nhắc tới Mạc Phàm gì đó. Một người đàn ông bên cạnh nói. Anh không nghe lầm đâu. Mỹ Phụ vừa nói xong, trên ngọn lửa vây quanh chữ chiến, giọng nói của Vạn Thiên Tuyệt lại vang lên. Tiểu tử Mạc Phàm, ba ngày sau, đêm trăng tròn, đỉnh Long Đảo, có dám nhất chiến? Khiêu khích trắng trợn và khinh thường lọt vào tai, sắc mặt đôi vợ chồng này lập tức thay đổi. Mạc Phàm, là Mạc Đại Sư nổi tiếng Giang Nam gần đây về giàu có nhất sao? Chắc là vậy. Ai lớn mật như thế, vậy mà dám khiêu chiến Mạc Đại Sư? Chắc chắn không phải người bình thường. Sắc mặt người đàn ông khó coi, nói. Có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy, sao có thể là người bình thường? Chẳng lẽ Giang Nam sắp loạn rồi? Lâm gia tranh giành với Mạc gia, đã khiến Giang Nam không yên bình, bỗng nhiên bây giờ xuất hiện một người khiêu chiến Mạc Phàm. Hai, không biết lần này Mạc gia có thể sống sót hay không? T. Xước trang viên Mạc gia không xa, Mạc Phàm nhìn giọng nói của Vạn Thiên Tuyệt lại vang lên trên chữ chiến, hắn nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng như đao. Bốn các người còn không ra, muốn tôi mời các người ra à, hay là tôi đưa các người đến quỷ môn quan? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn vừa nói xong, bốn người cười mỉa đi từ dưới cột sáng tới. Trong bốn người này, một người đàn ông trung niên mặc trường bào hai màu trắng đen, tóc dài hoa dâm búi trên đỉnh đầu được một cây châm ngọc cố định lại, trên chân đi guốc gỗ, toàn thân là khí tức kỳ lạ, tựa như cổ nhân. Một lão giả mặc đồ của nhân viên thần chức, cao cao gầy gầy, mái tóc quăn màu vàng, trong hốc mắt hãm sâu có một đôi mắt lam, mũi cao hơn người Hoa Hạ nhiều, trên mặt đầy râu, vừa thấy đã biết không phải người Hoa Hạ. Một người dáng người nhỏ xinh, dựa vào thân thể hẳn là phụ nữ. Quần áo của người phụ nữ này giống với Thích Khách Gaia, khuôn mặt giấu trong mũ, nếu không nhìn kỹ rất dễ xem nhẹ sự tồn tại của cô ta. Người cuối cùng mặc trang phục dị tộc màu đen, trên đầu cũng đội mũ dị tộc, trên mũ có cắm lông chim ngũ sắc thật dài, gương mặt khô vàng, cằm nhô ra, giống người vượn chưa tiến hóa, trên mặt vẽ đầy hoa văn, cầm sọ người và xương chế thành cốt trượng trong tay. Bốn người nhìn Mạc Phàm, không chỉ không sợ hãi, trái lại trong mắt tràn đầy khinh thường, tựa như thú bị giam trong lòng. Bọn họ ở đây bố trí tứ tượng yên không trận, đã hẹn xong với Vạn Thiên Tuyệt rồi, không chỉ đánh bại Mạc Phàm, còn phải giết Mạc Phàm nữa. Đã hạ chiến thư xong, chỉ cần Mạc Phàm tiếp chiến thư, tất nhiên Mạc Phàm sẽ chết dưới tay Vạn Thiên Tuyệt. Một người sắp chết, không có gì phải sợ. Tiểu tử, vậy mà cậu phát hiện sự tồn tại của chúng tôi. Người đàn ông để râu khẽ nâng cằm, vẻ mặt cao ngạo, dùng tiếng Anh nói. Tứ tượng yên không trận có thể che giấu khí tức của bọn họ, bốn bọn họ cũng dùng bí pháp ẩn thân, không ngờ vẫn bị Mạc Phàm phát hiện. Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc, không để ý đám người nước ngoài này. Tứ tượng yên không trận này phải có bốn người chủ trì mới thành lập được, để bốn bọn họ bố trí thành công tứ tượng yên không trận đã là may mắn của bọn họ, nếu để bọn họ chạy thoát, hắn không xứng với cái tên Y Tiên Bất Tử. Trái lại hắn không muốn phát hiện bốn người này, đáng tiếc bọn họ không có bản lĩnh đó. Ánh mắt hắn phát lạnh, đảo qua từng người. Âm Dương Sư nhà Miyamoto Nhật Quốc, tế tự của Hắc Ám Giáo Đình, Pháp Sư Thích Khách của Thứ Thần, còn có. Anh là vô sư của vô thần giáo ở Thái Quốc. Ánh mắt Mạc Phàm nhìn người đàn ông mặc trang phục dị tộc hỏi. Lúc trước hắn nghe Tôn Huyền Cơ nói trong số người đối phó hắn, có một phần của vô thần giáo ở Thái Quốc. Lúc trước không thấy người của vô thần giáo ở Bạch Gia, hẳn là người này rồi. Phải thì sao? Người đàn ông mặc trang phục dị tộc cười mỉa nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng. Các người nghĩ các người là sứ giả hạ chiến thư. Tôi sẽ không giết các người sao? Mạc Phàm cao giọng nói. Bốn người nhướng mày, nhìn thoáng qua nhau, giọng nói khinh thường vang lên. Cậu có thể giết chúng tôi, nhưng cậu giết bốn chúng tôi, trước khi Vạn Đại Sư khiêu chiến với cậu, ông ấy sẽ nghĩ tất cả biện pháp giết 400 người nhà của cậu trước, nếu Mạc gia cậu không có nhiều như vậy, bạn bè cậu sẽ gặp xui xẻo rồi. Âm Dương Sư kia cười nói. Đúng rồi, Vạn Đại Sư còn muốn chúng tôi chuyển một câu. Nếu cậu không tiếp chiến thư này, Vạn Đại Sư sẽ giết từng người nhà của cậu, mãi đến khi cậu ứng chiến mới thôi, cậu muốn tiếp chiến thư không? Nữ thích khách kia cười, dùng tiếng Hoa Hạ hỏi. Nữ thích khách này vừa nói xong, mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm. Trong xe, sắc mặt đám Bạch Tiểu Tuyết khó coi. Ý của những người này là, bọn họ dùng tứ tượng yên không trận hủy đi trang viên Mạc gia,
Mạc Phàm còn không thể ra tay với bọn họ. Trừ chuyện đó ra, Mạc Phàm còn phải nhận khiêu chiến của Vạn Thiên Tuyệt, nếu không sẽ gặp tai ương diệt tộc. Chuyện này, Mạc tiên sinh, chúng tôi đã nói rất rõ ràng, cậu nghĩ kỹ chưa? Mạc Phàm hơi híp mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Chắc các người quen hay từng gặp Miyamoto Takeshi, Ken, Lôi Thần, Gaia và phân thân của Vạn Thiên Tuyệt rồi đúng không? Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Sắc mặt bốn người hơi đổi, nhanh chóng khôi phục như thường, cười khinh thường. Tất nhiên bọn họ quen những người Mạc Phàm nói, bọn họ phụ trách hạ chiến thư với Mạc Phàm, đám người kia đi bắt Bạch Tiểu Tuyết đến, tránh để Mạc Phàm không chịu ứng chiến, chắc lúc này đã quay về. Quen thì sao, không quen thì sao? Ê á á tế tự của Hắc Ám Giáo Đình kiêu ngạo, khinh thường nói. Trên đường quay về, tôi không cẩn thận giết bọn họ, Vạn Thiên Tuyệt sẽ đối phó người nhà tôi thế nào? Sắc mặt bốn người thay đổi, tuy Bạch Gia cách trang viên Mạc Gia không gần, lái xe phải mất một tiếng. Nhưng vừa rồi có năng lượng dao động mãnh liệt và động tĩnh lớn thế, bọn họ vẫn cảm nhận được. Bọn họ tưởng rằng là do Bạch Gia phản kháng tạo thành, chẳng lẽ là Mạc Phàm ra tay với mấy người kia gây ra? Cậu nói linh tinh, làm sao có thể? Âm Dương Sư nhà Miyamoto không tin nói. Đám Miyamoto Takeshi, Ken, Lôi Thần, Gaia kết hợp lại tuy không phải đối thủ của Vạn Thiên Tuyệt, nhưng không kém chỗ nào. Trừ chuyện đó ra, còn có phân thân của Vạn Thiên Tuyệt, bọn họ từng đấu với phân thân của Vạn Thiên Tuyệt rồi, không kém bản thể Vạn Thiên Tuyệt bao nhiêu. Vậy mà năm người đều chết trên tay Mạc Phàm. Tất nhiên bọn họ có cảm thấy kỳ lạ, vì sao năm người còn chưa quay về, trái lại Mạc Phàm quay về trước, nhưng vẫn không thể tin lời Mạc Phàm nói như trước. Ra đây! Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, nói khẽ. Trên xe, phân thân của Mạc Phàm đi xuống. Phân thân này vươn một tay ra, lướt qua từ mặt xuống dưới. Thân thể hắn lập tức biến từ thiếu niên thành bộ dạng Vạn Thiên Tuyệt lúc trước. Abeko, âm dương của ông không giỏi, cho nên thua tôi. Sắc mặt người đàn ông mặc trang phục âm dương sư màu trắng đen lập tức khó coi, ánh mắt âm tình bất định. Lúc trước ông ta rất thân thiết với phân thân Vạn Thiên Tuyệt, lúc thua trên tay phân thân Vạn Thiên Tuyệt liền nói những lời này, giọng điệu và âm điệu cũng giống hệt. Phân thân Mạc Phàm rời mắt nhìn tế tự để dâu, tràn đầy sức mạnh nói. Bá tước Rose, lực khống chế thuật pháp của ông quá yếu, tôi có thể khống chế dễ dàng triệu hồi ra bất luận thứ gì. Vẻ mặt tế tự của Hắc Ám Giáo Đình sửng sốt, trên mặt không còn kiêu ngạo gì. Ông là ai, vì sao lại biết? Phân thân của Mạc Phàm không thèm để ý, cười khẽ, rời mắt nhìn mỹ nữ thích khách và vu sư của Vu Thần Giáo. Thứ thần chỉ có Gaia và Moria có năng lực đáng gờm, nếu hai bọn họ có thể sống đến tuổi lão phu, nhất định sẽ danh chấn thế giới, những người khác đều không chịu nổi một chiêu, Vu Thần Giáo chưa chết nhưng không khác gì đã chết, trừ phi vu tổ của các cậu có thể sống lại, lui ra đi. Mấy câu nói vang lên, bốn người đều kinh ngạc đến ngây người. Nhất là nữ thích khách kia, cô ta nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Tuyết trong xe, trên mặt lại càng hiện lên vẻ khiếp sợ. Đó không phải là Bạch Tiểu Tuyết sao? Đám phân thân Vạn Thiên Tuyệt đi bắt Bạch Tiểu Tuyết, Bạch Tiểu Tuyết lại đến Mạc Gia với Mạc Phàm. Nói như vậy, cho dù bọn họ không tin cũng chỉ có một loại khả năng. Quả thật mấy người kia bị Mạc Phàm giết chết, phân thân của Vạn Thiên Tuyệt không chết, nhưng thành phân thân của Mạc Phàm. Chuyện này, trên mặt mấy người xanh mét, mãi mà không nói nên lời. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, hóa thân kia lập tức quay về bộ dạng ban đầu, đứng sang một bên. Hắn đoạt khối thân ngoại hóa thân của Vạn Thiên Tuyệt, nhưng không loại bỏ trí nhớ lúc trước, cho nên phân thân này có trí nhớ trước đây. Hắn sơ suất không đi tra trí nhớ của Vạn Thiên Tuyệt, lúc này mới khiến bốn người có cơ hội dựng tứ tượng yên không trận. Nếu không chỉ một ý niệm trong đầu hắn đã giết chết bốn người này còn không có tư cách nói chuyện với hắn. Bây giờ ai nói cho tôi biết, giết năm người bọn họ, Vạn Thiên Tuyệt sẽ đối phó Mạc Gia tôi thế nào? Mạc Phàm trầm giọng nói, uy áp cường đại đè về phía bốn người. Mạc Phàm, cậu muốn giết thì giết, nếu cậu không phải đối thủ của Vạn Thiên Tuyệt, thì đợi bị diệt tộc đi. Bá tước Rose của Hắc Ám Giáo Đình nhíu mày nói. Mạc Phàm giết chết được năm người kia, chắc chắn thực lực trên bọn họ, càng không quan tâm sống chết của bốn bọn họ. Giết các người sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng. Bốn người này dựng tứ tượng yên không trận trước trang viên Mạc Gia,
may mà hắn tới đúng lúc, nếu không mọi người ở ngoài động thiên sẽ gặp nguy hiểm, sao hắn có thể tha cho bốn người này? Giết bọn họ, lợi cho bọn họ quá. Mắt bốn người mở to, vẻ mặt sửng sốt. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì? Mạc Phàm không giết bọn họ, chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ. Không phải các người muốn diệt Mạc gia tôi sao, trước khi muốn diệt người khác phải chuẩn bị tâm lý bị diệt, bây giờ tôi không giết các người, tôi sẽ cho các người nhìn xem tôi diệt Vạn Thiên Tuyệt thế nào, sau đó lại diệt một đám. Mạc Phàm dừng một lát. Nhà Miyamoto ông. Mạc Phàm nhìn Âm Dương Sư nói. Hắc ám giáo đình ông. Thứ thần cô. Còn cả vô thần giáo của anh nữa. Những thế lực này gây sự với hắn không chỉ một hai lần, bọn họ nghĩ mình đang trêu chọc con mèo bệnh à. Một khi hắn đến Kim Đan Kỳ, sẽ phải đến tiên giới. Những thế lực này dám hủy trang viên của hắn, vậy thì diệt cả đám đi, để tất cả mọi người biết Y Tiên Bất Tử hắn không chỉ không dễ chọc, còn tuyệt đối không thể trêu chọc. Cái gì? Vẻ mặt bốn người ngẩn ra. Tuy Mạc Phàm không giết bọn họ, nhưng sắc mặt bọn họ không khá hơn chút nào. Lúc trước bọn họ cảm thấy chắc chắn Mạc Phàm không phải đối thủ của Vạn Thiên Tuyệt, nhưng sau khi gặp Mạc Phàm, mới cảm thấy Mạc Phàm đáng sợ thế nào, tựa như gặp lão hổ mới biết uy mãnh của lão hổ. Bất luận là thần sắc hay giọng điệu của Mạc Phàm, đều như đã dự liệu trước, không phải thật sự có thể địch nổi Vạn Thiên Tuyệt đấy chứ. Mạc Phàm nói xong, ngón tay khẽ búng, bốn ngọn lửa bay từ đầu ngón tay hắn ra, ánh lửa chớp lóe biến mất vào trong cơ thể bốn người. Đây là cái gì? Vẻ mặt bốn người bối rối, vội vàng kiểm tra cơ thể mình. Mạc Phàm không để ý đến bốn người, một tay vươn ra, bạch ngọc kiếm chu sát xuất hiện trong tay hắn, sắc bén chi ý xuất hiện. Hắn nhấc chân dẫm lên không khí, bước từng bước lên cao, lập tức đi đến chữ chiến to lớn trên bầu trời. Một lát sau, hắn đến bên cạnh chữ chiến. Vạn Thiên Tuyệt, tôi biết ông nghe thấy, ông đã muốn đấu với tôi, vậy ba ngày sau gặp ở đỉnh Long Đảo, tốt nhất là ông nên mang theo tất cả quân bài chưa lật, nếu không ông sẽ chết vô cùng khó coi. Nói đến phần sau, bỗng nhiên giọng Mạc Phàm cao hơn, hóa thành từng đạo sóng âm, lan truyền khắp Giang Nam. Bạch Ngọc kiếm chu sát trong tay hắn cũng dài ra, kiếm khí dài gần 20 trượng xuất hiện, giống như một thanh thiên kiếm, bay thẳng đến chữ chiến chém xuống. Bùm, một tiếng kinh thiên động địa, chữ chiến ngọn lửa bị chém thành hai. Chiến thư được tiếp nhận. Chữ chiến bị kiếm của Mạc Phàm chém thành hai, chiến ý tràn đầy biến mất, giọng nói của Vạn Thiên Tuyệt không còn vang lên ở Giang Nam nữa, bốn cột sáng cũng nhanh chóng biến mất trong trời đêm. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng lạnh, liếc mắt nhìn về phía biển Đông. Trên một hòn đảo nhỏ trong biển Đông, Vạn Thiên Tuyệt mở hai mắt, giống như cảm ứng được nhìn về phía Mạc Phàm ở xa xa, khóe miệng hơi nhếch lên. Tiểu tử, có can đảm, nếu cậu mạnh hơn chút nữa, có thể quyết đấu với tôi trên tháp Đông Phương, cậu bây giờ sao, chỉ có thể chết trên đỉnh Long Đảo. Vạn Thiên Tuyệt thản nhiên nói, trong giọng nói như có chút tiếc nuối. Chữ chiến này tồn tại ba ngày, mãi đến ngày gửi thư quyết chiến mới bị một kiếm của Mạc Phàm chém rụng, thực lực của Mạc Phàm nằm ngoài tưởng tượng của ông ta. Còn trẻ tuổi đã có tu vi này, thiên phú đúng là nghịch thiên. Khi ông ta ở độ tuổi Mạc Phàm, tuy đã bộc lộ tài năng, nhưng không thể theo kịp Mạc Phàm hiện giờ. Cho Mạc Phàm chút thời gian nữa, chỉ sợ chưa đến 10 năm là vô địch thế giới. Nhưng người trẻ tuổi không biết đạo lý cây cao vượt rừng gặp gió quật, vậy chỉ có thể chết hiểu. Một thiên tài như vậy sắp ngã trên tay ông ta, thân là tiền bối ít nhiều gì vẫn hơi tiếc hận. Dù sao có rất nhiều người tầm thường, người có thiên phú kinh thiên thì trong hàng tỷ khó mà có một. Trên mặt Mạc Phàm không có chút biểu cảm, trong mắt lóe lên ngọn lửa. Thế á, Vạn Thiên Tuyệt có thể cảm nhận được hắn sẽ không cảm nhận được Vạn Thiên Tuyệt sao? Tôi mạnh hơn một chút, ngăn cách không gian vẫn có thể giết chết ông. Thực lực của hắn hiện giờ Vạn Thiên Tuyệt không thể sánh được, đi về trước một bước nữa cho dù ngăn cách thiên sơn vạn thủy, hắn cũng có thể giết Vạn Thiên Tuyệt, không cần phải đến đảo nhỏ chỗ ông ta. Hô hô, tiểu tử, tôi hy vọng ba ngày sau, thực lực của cậu mạnh như khẩu khí, không uổng công lão phu chuẩn bị chiến thư riêng cho cậu. Vạn Thiên Tuyệt không tức giận, cười khinh thường nói. Người trẻ tuổi thôi mà, khó tránh khỏi khí thịnh. Tôi cũng hy vọng thanh danh và thực lực của ông xứng với cái tên thực, nếu không không chỉ ông, cả thanh bang tôi cũng diệt. Mạc Phàm lạnh lùng nói. So với nhà Miyamoto, Vu Thần Giáo, Hắc Ám Giáo Đình,
hắn càng muốn thu thập Thanh Bang. Đợi hắn giết Vạn Thiên Tuyệt, Thanh Bang cũng bị diệt. Vạn Thiên Tuyệt nheo mắt, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh, ông ta im lặng một lát, lúc này mới mở miệng lần nữa. Được lắm, tiểu tử, tôi đợi cậu. Đợi đi. Mạc Phàm thu hồi trường kiếm trong tay, quay về đứng trước người bốn người kia. Mạc Phàm, cậu cho thứ gì vào trong người chúng tôi? Bá Tước Rose tức giận hỏi. Đốm lửa vừa rồi của Mạc Phàm bay vào trong cơ thể bọn họ, với thực lực của bọn họ, sao không nhìn thấy? Bọn họ không biết đốm lửa đó là gì, nhưng chắc chắn không phải thứ tốt. Một thứ như vậy ở trong người, không khác gì bị người ta bắn tên độc không biết. Muốn biết là thứ gì, các người có thể rời khỏi tỉnh Giang Nam thử xem. Mạc Phàm liếc mắt nhìn bọn họ nói. Những thứ này là bốn hạt giống ly hỏa, chỉ cần bọn họ đi xa quá 100 mét, ly hỏa sẽ dấy lên trong cơ thể bọn họ. Muốn không chết, trừ phi có cao thủ kim đan kỳ trở lên mới cứu được bọn họ. Cái gì? Tuy Mạc Phàm không trả lời, nhưng gần như đã cho bọn họ đáp án. Đốm lửa tiến vào trong cơ thể bọn họ sẽ giết bọn họ, hiện giờ mạng nhỏ của bọn họ nằm trong tay Mạc Phàm. Lúc này sắc mặt Bá Tước Rốt xanh mét, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Ông ta đường đường là trưởng lão của Hắc Ám Giáo Đình, bá tước người thân của nữ vương Anh Quốc, địa vị ở Anh Quốc rất cao, ông ta từng tới Hoa Hạ, nhân viên Hoa Hạ tiếp đãi ông ta rất cung kính. Nhưng mạng nhỏ của ông ta lại bị một tiểu tử Hoa Hạ nắm, điều này làm ông ta rất khó chịu. Mạc Phàm, xem như cậu lợi hại, chúng tôi sẽ xem cậu dựa vào cái gì đánh bại Vạn Thiên Tuyệt, nếu cậu không phải đối thủ của Vạn Thiên Tuyệt, vậy đợi bị diệt môn đi. Rose hung dữ nói. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Rose một cái. Nếu tôi không phải đối thủ của Vạn Thiên Tuyệt, các người có thể sống sót rời khỏi Hoa Hạ. Hửm, mấy người bao gồm cả Rose trong đó lại sửng sốt. Mạc Phàm không chỉ không giết bọn họ, còn nói nếu thua bởi Vạn Thiên Tuyệt, sẽ thả bọn họ. Nếu đổi lại là những người khác, chắc chắn sẽ vui vẻ, dù sao có thêm cơ hội sống sót. Nhưng bốn bọn họ không cười nổi. Mạc Phàm dám nói như vậy. Đã nói lên Mạc Phàm nắm chắc đối phó được Vạn Thiên Tuyệt. Như vậy có vẻ đáng sợ rồi. Bọn họ chết trên tay Mạc Phàm là chuyện nhỏ, nếu Mạc Phàm có thể đánh bại Vạn Thiên Tuyệt, có khả năng Mạc Phàm sẽ đến mỗi nhà bọn họ, đến lúc đó là tai họa ngập đầu. Còn không đi, để tôi tiễn các người một đoạn sao? Mạc Phàm thấy bốn người thất thần tại chỗ, lạnh giọng hỏi. Lúc này Abeko, nữ thích khách và vô sư kia mới phản ứng kịp. Trong mắt tràn đầy dị sắc liếc nhìn Mạc Phàm một cái, nhanh chóng xoay người rời đi, không dám ở lại. Mặt Bá Tước Rốt xám xịt, không còn khí tức quý tộc tài trí hơn người lúc trước, chật vật rời đi. Bây giờ đi còn nghĩ được biện pháp xóa thứ quỷ quái trong cơ thể, với bảo nhà bọn họ chuẩn bị cẩn thận. Hiện giờ không đi, ngay cả cơ hội này cũng không có, sẽ bị Mạc Phàm giết chết ngay. Chỉ trong phút chốc, bốn người biến mất vô tung vô ảnh. Trước trang viên Mạc gia yên tĩnh lại, nhưng cả Giang Nam bắt đầu sôi trào hừng hực. Tỉnh Giang Nam là một đại đô thị, không chỉ tụ tập vô số nhà giàu có, thế gia trong và ngoài nước, còn có rất nhiều thế lực cấp thế giới chiếm cứ ở đây. Lần trước Vạn Thiên Tuyệt đến Hoa Hạ được chú ý khắp nơi, lần này xuất quan đi tới Hoa Hạ sao có thể kém lần trước. Nhất là đi khiêu chiến Mạc Phàm thanh danh đang lên cao ở tỉnh Giang Nam, chuyện này như hắt một chậu nước ấm vào trong chảo dầu. Lần này có trò hay để coi rồi. Một người đàn ông gương mặt châu Âu mặc áo ngủ, ôm một mỹ phụ Hoa Hạ mặc áo ngủ cùng loại nói. Mấy năm nay tốc độ Hoa Hạ quật khởi rất nhanh, vượt qua tưởng tượng của bọn họ, đại chiến bên trong Hoa Hạ một trận, chỉ có lợi không có hại với bọn họ. Có gì hay chứ, không phải là hai người đàn ông đánh nhau thôi sao, đẹp hơn em à. Mỹ phụ hơi ghen nói. Sao bọn họ có thể so được với em đẹp nhất. Người đàn ông châu Âu cười râm nói. Vậy chúng ta tiếp tục nhé. Trong mắt Mỹ phụ có gợn sóng, nói tiếp. Tuân mệnh, thân ái. Tâm tình người đàn ông châu Âu rất tốt, ném Mỹ phụ lên giường to, tiếng thở gấp vang lên trong phòng ngủ. Trong phòng khách xanh vàng rực rỡ khu nhà cao cấp khác, một đám người trẻ tuổi lắc ly rượu vang hơi nhếch miệng, trong mắt bọn họ tràn đầy khinh thường. Cuối cùng cũng đến, tên tiểu tử kia kiêu ngạo như thế. Xem lần này cậu ta có bản lĩnh gì, tôi cá một pháp khí thượng phẩm, chắc chắn tên tiểu tử kia thua. Tôi cá hai kiện, chắc chắn tên tiểu tử kia sẽ chết không thể nghi ngờ.
một người khác hả giận nói. Cộng thêm tôi nữa. Được, đều nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi đến nơi đó lấy vài thứ, không phải các anh không biết tầm quan trọng của nơi đó. Một người trong đó trong mắt chớp lóe vài phần ý cười, không nóng không lạnh nói. Lúc này mấy người mới không nói nữa, mỗi người đều quay về phòng mình. Nhưng Giang Nam là một đêm không ngủ. Trước trang viên Mạc gia, bốn người kia vừa rời đi, đám Tiểu Tuyết bước ra khỏi xe, vẻ mặt lo lắng đến bên cạnh Mạc Phàm. Đi thôi, dẫn mọi người đi xem trang viên Mạc gia tôi. Mạc Phàm thu lại sắc lạnh trên mặt, giống như chưa có gì xảy ra, cười nói với Tiểu Tuyết. Đám Tiểu Tuyết thấy Mạc Phàm làm như không có chuyện gì, vẻ lo lắng trên mặt càng dày đặc hơn. Mạc Phàm cười khẽ, ý niệm vừa động. Trên không trang viên Mạc gia, đốm lửa tạo thành lưới to như bóng đèn vừa bật, bên trên có vô số tia lửa không đếm được chậm rãi sáng lên. Một kích vừa rồi của tứ tượng yên không trận, cả tỉnh Giang Nam cũng có thể cảm nhận được uy lực của nó, nhưng không thể làm gì được cái lưới này, chỉ dập tắt tia lửa trên đó. Những tia lửa này vừa sáng lên, nhanh chóng tản ra. Một đám như đèn khổng minh thổi về phía bầu trời, biến mất trong trời đêm, lộ ra hộ trang đại trận trong trang viên Mạc gia. Hào quang trên hộ trang đại trận chớp lóe, màn hào quang chậm rãi mở ra, tách sang hai bên, cha mẹ Mạc Phàm và đám người Mạc gia đi từ trong đại trận ra. Bọn họ nhìn thấy đám Mạc Phàm cách đó không xa, lúc này vẻ mặt nghiêm trọng mới dịu đi chút. Trước mắt Tiểu Vũ sáng lên, thân thể nhỏ xinh chạy đến bên cạnh Mạc Phàm, giống như đứa con nít không lớn, nhào vào người Mạc Phàm. Anh, cuối cùng anh cũng trở về, Tiểu Hồ Ly và Chu Hiệt tỷ đâu ạ? Tiểu Vũ không thấy Tiểu Hồ Ly và Chu Hiệt, hơi lo lắng hỏi. Gia tộc bắt Tiểu Hồ Ly đã bị anh xử lý xong rồi, bây giờ Chu Hiệt đang ở Mạc Bắc giúp Phỉ Phỉ đóng phim, Tiểu Hồ Ly đến một nơi rất an toàn, lát nữa anh sẽ nói với em. Mạc Phàm lắc đầu cười, cưng chiều ôm lấy Tiểu Vũ nói. Ế ồ ế ế chuyện Tiểu Hồ Ly đến Thanh Khâu, một hai câu cũng không giải thích được, tìm cơ hội giải thích với Tiểu Vũ vậy. Bây giờ hắn càng có chuyện quan trọng phải làm hơn. Tiểu Vũ không hỏi nhiều, ngoan ngoãn đáp. Vậy anh đừng quên đó. Mạc Phàm cười véo má trắng nõn như búp bê sứ của Tiểu Vũ. Anh, vừa rồi nổ mạnh lợi hại thật, anh không sao chứ? Tiểu Vũ ân cần hỏi han. Động tĩnh lớn như vậy, ngoài tỉnh Giang Nam cũng cảm nhận được, trang viên Mạc gia bọn họ đứng mũi chịu sào, tất nhiên không có khả năng không biết. Tuy bọn họ ở bên trong động thiên, nhưng cảm nhận được động thiên lắc lư, càng không nói Mạc Phàm ở bên ngoài. Anh không sao, yên tâm đi, sẽ không có lần sau. Mạc Phàm cảm thấy ấm áp, cười nhạt nói. Lần này để mấy người bố trí thành công tứ tượng yên không trận là may mắn của bọn họ, không có khả năng có lần sau. Khi hắn nói chuyện với Tiểu Vũ, đám cha mẹ Mạc Phàm lo lắng đi tới. Tiểu Phàm, bọn họ là... Lão mẹ Mạc Phàm thấy Mạc Phàm không sao, nhìn thấy đám Tiểu Tuyết bên cạnh Mạc Phàm, hỏi. Muộn như vậy mà Mạc Phàm đưa mấy cô gái về Mạc gia, chắc chắn quan hệ không tầm thường. Cô ấy là... Mạc Phàm hơi nhếch miệng, còn chưa nói hết. Bạch Vô Song đứng bên cạnh lão mẹ Mạc Phàm ngây ngốc, trong mắt nhìn Tiểu Tuyết hiện lên dị sắc. Tiểu Tuyết, cháu là Tiểu Tuyết sao? Bạch Vô Song hơi kích động nói. Khi cô rời khỏi Bạch gia, Tiểu Tuyết còn nhỏ. Tuy con gái 18 tuổi sẽ thay đổi, nhưng Tiểu Tuyết vẫn có nét giống trước đây. Huống chi bên cạnh Tiểu Tuyết là Bạch Tiểu Hàn và Bạch Tiểu Manh cô từng gặp trước đó, càng có khả năng là Tiểu Tuyết. Cô! Vẻ mặt Bạch Tiểu Tuyết khẽ đổi, không tự chủ nói. Chuyện Bạch Vô Song ở Mạc gia, Mạc Phàm đã nói cho cô, chắc chắn Mỹ Phụ có vài phần tương tự cha cô là cô của cô rồi. Đôi mắt Bạch Vô Song ửng đỏ, sợ hãi vui mừng hiện lên trong mắt cô. Tiểu Ngọc, mau gọi chị ấy là Tiểu Tuyết tỷ mẹ từng nói với con. Bạch Vô Song vội vàng nói với Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc nhút nhát nhìn Bạch Tiểu Tuyết, một lúc lâu sau mới nói mấy chữ. Tiểu Tuyết tỷ, em là Tiểu Ngọc. Tiểu Tuyết cười thân thiết, đi đến nắm tay Tiểu Ngọc, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Anh, Tiểu Ngọc và Tiểu Tuyết là chị em, anh và Tiểu Tuyết tỷ có quan hệ gì thế? Tiểu Vũ ở bên cạnh che má, tò mò hỏi. Cô ấy là bạn gái của anh, sau này là chị dâu của em, biết chưa? Mạc Phàm nhếch miệng, cười khẽ nói. Mạc Phàm vừa nói những lời này, không ít người sửng sốt, sau đó vui mừng hiện lên trên mặt không ít người, cũng có mấy người lộ ra vẻ phức tạp.
Tiểu Phàm, Bạch tiểu thư là bạn gái con sao? Một lát sau, lúc này lão mẹ Mạc Phàm mới lấy lại tinh thần hỏi. Nếu Giang Nam có bảng tiểu thư Khuê Các, nhất định đại tiểu thư Bạch gia sẽ đứng đầu, có không biết bao nhiêu đệ tử Giang Nam muốn cưới đại tiểu thư Bạch gia về nhà. Nhưng Bạch gia là thế gia số một tỉnh Giang Nam, trừ phi là thế gia ngàn năm như mặt trời ban trưa ở tỉnh Giang Nam, nếu không cho dù ngàn năm cũng không cưới được đại tiểu thư Bạch gia. Bà vốn có ý thúc giục Mạc Phàm nhanh tìm bạn gái, ai biết Mạc Phàm dẫn đại tiểu thư Bạch gia trở về, giống như nằm mơ. Chào chú gì, cháu tên là Bạch Tiểu Tuyết, bạn gái của Tiểu Phàm. Tiểu Tuyết khẽ cúi người chào cha mẹ Mạc Phàm, thoải mái nói. Đây là bà nội Tiểu Phàm cho gì, dì tặng cháu, nếu sau này tiểu tử này bắt nạt cháu, cháu cứ nói cho dì biết, dì chút giận giúp cháu. Lão mẹ Mạc Phàm lấy vòng tay trên cổ tay như do kê huyết ngọc mài thành, đưa cho Tiểu Tuyết. Dì, chuyện này. Tiểu Tuyết lộ ra vẻ khó xử, nhìn về phía Mạc Phàm. Cô thân là đại tiểu thư Bạch gia, tất nhiên kiến thức không kém. Kê huyết ngọc này vốn hiếm có, chế tác lại tinh tế như thế, còn lâu năm, chắc chắn không phải thứ bình thường, huống chi chuyện này còn một tầng ý khác. Em nhận lấy đi. Mạc Phàm cười nói. Chiếc vòng tay này là bảo vật tổ truyền của Mạc gia, có lịch sử trên trăm năm, cho dù là lúc Mạc gia gặp khó khăn, lão mẹ cũng không bán chiếc vòng này đi, muốn để lại cho con dâu. Kiếp trước lão mẹ không đợi được đến lúc đưa cho Tiểu Tuyết, một đời này có thể bỏ qua được sao? Cảm ơn mẹ. Bạch Tiểu Tuyết vươn một cánh tay trắng nõn ra, cười nói. Lão mẹ Mạc Phàm cười hài lòng, đeo vòng tay cho Tiểu Tuyết. Mẹ cho chị dâu. Vậy đồ cưới của con thì sao? Tiểu Vũ thấy Tiểu Tuyết nhận lễ vật, nghịch ngợm nói. Con lớn như vậy còn bắt anh trai ôm, không gả được, không có đồ cưới. Lão mẹ Mạc Phàm nói đùa. Làm sao có thể, người ta đáng yêu như thế, có phải không anh? Tiểu Vũ bĩu môi bất mãn nói. Mạc Phàm sờ đầu Tiểu Vũ, người một nhà nói cười cười đón đám Tiểu Tuyết vào trong động thiên Mạc gia. Vừa mới tiến vào động thiên Mạc gia không lâu, cha Mạc Phàm do dự vài lần, vẫn mở miệng. Tiểu Phàm, hình như người khiêu chiến con rất lợi hại, con có nắm chắc đối phó ông ta không? Lúc ông chưa tu luyện, còn không biết tu sĩ lợi hại biết bao nhiêu. Mấy ngày nay ông tiếp xúc với công phu, mới biết được đáng sợ trong đó. Điều này cũng như không trèo lên núi không biết núi cao, không xuống biển không biết biển sâu thế nào. Vạn thiên tuyệt này có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Cho dù là vũ khí tiên tiến cũng không chắc làm được như thế, chắc chắn vạn thiên tuyệt không kém. Cha Mạc Phàm mới mở miệng, sắc mặt không ít người khó coi, vùng mây đen hiện lên trên lông mày. Mạc Phàm đã tiếp chiến thư, hắn quyết chiến với vạn thiên tuyệt là không thể tránh khỏi. Tuy bọn họ từng thấy Mạc Phàm ra tay vài lần, mỗi lần đều rung động thật sâu, thực lực của Mạc Phàm vô cùng cường đại là không thể nghi ngờ. Nhưng Mạc Phàm có phải đối thủ của vạn thiên tuyệt hay không? Bọn họ không biết. Dù sao tất cả mọi người biết Vạn Thiên Tuyệt rất lợi hại, nhưng không ai biết Vạn Thiên Tuyệt lợi hại đến mức nào, đây mới là đáng sợ nhất. Anh, nếu anh không đánh lại được người kia, hay là khoan hãy đánh, em luyện công với anh trong động thiên, đợi luyện công xong lại đánh với ông ta cũng không muộn. Vẻ mặt Tiểu Vũ nghiêm túc nói. Sư phụ, Tiểu Vũ nói không sai, hay là chúng ta trốn đi trước, sư phụ còn trẻ đã lợi hại như vậy. Đợi 10 năm nữa, ai có thể là đối thủ của người? Tiểu Ngọc cũng khuyên. Xung quanh, tuy đám cha mẹ, bác cả Mạc Phàm không nói gì, nhưng rõ ràng là tán thành ý của Tiểu Vũ và Tiểu Ngọc. Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Nếu Mạc Phàm không phải đối thủ của Vạn Thiên Tuyệt, không bằng trốn đi. Theo bọn họ Vạn Thiên Tuyệt là như cấp ông nội Mạc Phàm, khiêu chiến Mạc Phàm giống như bắt nạt người trẻ tuổi, Mạc Phàm không chiến mà trốn cũng không mất mặt. Tiểu Tuyết im lặng không nói, nhưng tay nắm chặt tay Mạc Phàm. Mạc Phàm cảm nhận được lực tay của Tiểu Tuyết, hơi nhếch miệng, cho mọi người ánh mắt yên tâm. Cha, nếu cần trốn Vạn Thiên Tuyệt, con nhất định sẽ trốn, nhưng Vạn Thiên Tuyệt hiện giờ còn chưa có bản lĩnh này. Mạc Phàm cười nhạt nói, trong giọng điệu nói chuyện không có chút lo lắng. Ê ấp ê ê á á ấp ố Tiểu Phàm, con không cần nói để mọi người yên tâm đâu. Con nói cho mẹ biết con nắm chắc bao nhiêu phần trăm đối phó Vạn Thiên Tuyệt. Lão mẹ Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Bà biết Mạc Phàm ít khi hành động theo cảm tính, nhưng dù sao chuyện này liên quan đến tính mạng của Mạc Phàm, không có khả năng coi là trò đùa.
Nếu bây giờ Vạn Thiên Tuyệt muốn khiêu chiến con chỉ nắm chắc 50%, nhưng người chết cuối cùng là ông ta, không phải con. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, vô cùng tự tin nói. Tuy hắn chưa nhìn thấy Vạn Thiên Tuyệt, nhưng thông qua khí tức Vạn Thiên Tuyệt truyền tới, hắn cảm ứng được thực lực của Vạn Thiên Tuyệt đã đến cảnh giới hư đan, còn không phải hư đan bình thường, hư đan ngưng thực, gần như so sánh được với tu sĩ kim đan tu chân. Thực lực như vậy, trên địa cầu ít có ai là đối thủ của ông ta. Nhưng với thực lực hiện giờ của hắn đối phó Vạn Thiên Tuyệt, cũng có 50% nắm chắc đối phó được ông ta. Nhưng nếu Vạn Thiên Tuyệt liều mạng với hắn, người chết là Vạn Thiên Tuyệt. Vì sao người chết lại là Vạn Thiên Tuyệt? Cha Mạc Phàm cảm thấy khó hiểu hỏi. Nếu nắm chắc 50%, vậy cơ hội hai người bị giết là như nhau mà. Bởi vì con còn là Y Tu. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nói. Ở tu chân giới, sức chiến đấu của Y Tu không thể so được với chiến tu sinh ra vì chiến đấu, nhưng bản lĩnh hộ mệnh thì những tu sĩ khác không so được. Bị thương, Y Tu có thể chữa trị. Không đủ linh khí, Y Tu có thuốc. Một vị sư huynh đồng môn của hắn, vừa chữa thương cho mình vừa chiến đấu với người khác, cuối cùng khiến tu sĩ kia thổ huyết mà chết, đây là điểm đáng sợ của Y Tu. Phần thắng ngang nhau, ít ai nguyện ý liều mạng với Y Tu, bởi vì 10 người làm vậy thì 9 người chết, 1 người còn lại là Y Tu giả. Y Tu là gì vậy anh? Vẻ mặt Tiểu Vũ mờ mịt nói. Em có thể hiểu là bác sĩ biết pháp thuật được rồi, cụ thể thế nào sau này anh nói cho em. Mạc Phàm cười giải thích. Vậy nếu 3 ngày sau thì sao, Tiểu Phàm, con nắm chắc mấy phần? Trong mắt lão mẹ Mạc Phàm hiện lên chút chờ mong, 3 ngày có thể làm được rất ít việc, nhưng bà vẫn hỏi. Nắm chắc 50% là quá nhỏ, cho dù nắm chắc 70-80%, bà cũng không muốn Mạc Phàm đi mạo hiểm. Nếu là 3 ngày sau, con sống ông ta chết, không có khả năng khác. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ nói. Vạn Thiên Tuyệt đến Giang Nam không lập tức tìm hắn quyết đấu, lại định thời gian là 3 ngày sau, đây là chuyện hối hận cuối cùng của Vạn Thiên Tuyệt. Bởi vì đối với những người khác là 10 năm mài một kiếm, nhưng đối với Y Tiên Bất Tử hắn thì là một ngày đi ngàn dặm. Tiểu Phàm, anh có biện pháp gì sao? Trước mắt Tiểu Tuyết sáng lên, hơi kích động hỏi. Nếu Mạc Phàm nắm chắc 100%, vậy không còn gì tốt hơn. Có cả đống biện pháp đối phó Vạn Thiên Tuyệt, nhưng đều không cần. Ngày mai anh muốn đến một nơi bế quan 3 ngày sau sẽ là ngày chết của Vạn Thiên Tuyệt. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nơi nào mà lợi hại như vậy? Tiểu Tuyết tò mò hỏi. Con đường võ đạo quá khó khăn, trong 100 người có 99 người chỉ tới cảnh giới nội kình. Một người còn lại thì tới 90% chỉ tới cảnh giới tiên thiên. Số người còn lại thì một đời không thể tăng thực lực lên. Nơi nào có thể khiến Mạc Phàm nắm chắc 100% giết chết Vạn Thiên Tuyệt trong 3 ngày, gần như là không thể. Dù sao đến cảnh giới của Mạc Phàm, tiến thêm một bước đều khó như lên trời. Nếu thật sự có nơi như Mạc Phàm nói, chỉ sợ có không biết bao nhiêu người tranh sức ra đầu đi vào. Chẳng lẽ là tiên cảnh nhân gian? Tiểu Tuyết nhướn mày, hỏi tiếp. Dựa theo ghi chép của Bạch gia bọn họ, trên địa cầu có một số nơi có thể ngộ nhưng không thể cầu khiến người ta bạch nhật phi thăng, được gọi là tiên cảnh nhân gian. Trong sách của Bạch gia bọn cô có viết, ở Triều Minh có lão khất cái đói đến mức đầu váng mắt hoa, dọc đường xin ăn không ai bố thí cho miếng bánh bao. Khi lão khất cái đi ngang qua vũng bùn, trượt chân rơi vào bên trong. Tất cả mọi người đều nghĩ lão khất cái này bị chết đuối, ai biết hơn một tháng sau, lão khất cái mặc bộ đồ trắng. Tiên phong đạo cốt bay từ trong vũng bùn ra. Vũng bùn kia lập tức biến thành hồ nhỏ trong suốt thấy đáy, thành phi tiên hồ sau này. Nếu là nơi có thể khiến Mạc Phàm tăng thực lực trong vòng 3 ngày, chỉ có tiên cảnh nhân gian. Nhưng nghe nói nơi này là hình chiếu của tiên giới ở địa cầu, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chỉ sợ không dễ tìm như vậy. Đến nơi đó em sẽ biết. Mạc Phàm không nói thẳng ra, cười thần bí nói. Đến cảnh giới này của hắn. Quả thật muốn tăng tu vi rất khó, hắn vốn định tiến vào phủ đệ của tiên nhân kia trước, rồi đi chỗ này. Nếu Vạn Thiên Tuyệt đến đây, vậy hắn đến nơi này xem trước vậy. Tiểu Tuyết thấy Mạc Phàm không nói, cô cũng không hỏi nhiều. Ngày mai mọi người đi theo tôi. Mạc Phàm chỉ đám Tiểu Tuyết, cùng với Tiểu Vũ, Tiểu Ngọc, Khương Nguyệt và A Hào nói. Bọn em cũng đi sao? Vẻ mặt Tiểu Tuyết ngây ngốc, hỏi. Ừ.
Mạc Phàm gật đầu. Nếu muốn đi đến đó, thì cùng đi, cũng để đám tiểu vũ tăng tu vi thêm. Mạc Phàm giải thích như vậy, lúc này người nhà Mạc Phàm mới yên tâm hơn, đám người ra khỏi động thiên. Đám tiểu tuyết được sắp xếp trong phòng khách Mạc gia, những người khác tản đi. Mạc Phàm nói chuyện với tiểu tuyết một lát, lúc này mới rời khỏi phòng tiểu tuyết. Hắn không quay về phòng ngủ của mình, trái lại nhìn thoáng qua một phía. Không biết nơi đó có bị ai phát hiện ra không? Sáng sớm hôm sau, Mạc Phàm dẫn tiểu tuyết và đám người đến trong đình ở đỉnh vách núi. Nói là vách núi thực ra chỉ cao chưa tới 100 mét, đứng trên vách núi treo leo, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy hồ nhỏ mênh mông sương mù phía dưới vách núi. Chỉ rộng khoảng 10 thước vuông, khó khăn lắm mới xây được lương đình chứa 7-8 người, mấy gốc cây xung quanh lương đình đều nghiêng ngả xuyên vào trong vách núi đá, có khả năng rơi xuống bất cứ lúc nào. Một bên vách núi là bậc thang, một bên khác vươn ra phía ngoài, giống như mỏ chim hạc. Anh, đây là nơi anh nói sao? Tiểu Vũ được Mạc Phàm ôm vào trong ngực, duỗi cổ nhìn thoáng qua vách núi, vội vàng rụt cổ lại, hơi sợ hãi nói. Không sai, là nơi này. Mạc Phàm cười nhạt gật đầu. Linh khí nơi này cũng không nồng đậm lắm, có phải chúng ta đến nhầm nơi rồi không? Tiểu Vũ cảm thấy khó hiểu nói. Cô đã đến cảnh giới trúc cơ, biết tu luyện không thể tách rời linh khí. Gió ở vách núi này rất mạnh, nhưng linh khí còn không bằng biệt thự số 9 ở Đông Hải, càng không nói đến trang viên Giang Nam. Nơi như vậy không thích hợp để bế quan. Không ở trên vách núi, ở phía dưới Huyền Vũ Nhai. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên chút cảm xúc, nói. Bởi vì xung quanh đều là vách núi nên được gọi là Huyền Vũ Nhai, là một trong những địa điểm du lịch ở Giang Nam, bình thường có rất nhiều người tới nơi này du lịch. Đương nhiên cũng là nơi hắn tự tử ở kiếp trước. Kiếp trước vì bị Lâm Khuynh Thiên ép đến đường cùng, hắn đã nhảy từ nơi này xuống. Nhưng hắn không chết đuối trong hồ nước dưới Huyền Vũ Nhai, mà tiến vào trong bí cảnh, thông qua bí cảnh này, lúc này hắn mới thành đệ tử của Thần Nông Tông, rồi trở thành Y Tiên Bất Tử. Bí cảnh này nối thẳng đến tu chân giới, linh khí bên trong đã không thể dùng hai chữ nồng đậm để hình dung, đây là mục đích tới nơi này của hắn. Ý của anh là chúng ta phải nhảy từ nơi này xuống sao? Tiểu Tuyết nhìn thoáng qua hồ nước dưới vách núi, nhíu mày hỏi. Nếu bí cảnh ở phía dưới, chắc chắn phải nhảy xuống rồi. Như vậy có bị rơi chết không? Mặt Bạch Tiểu Manh trắng bệch, sợ hãi nói. Tuy vách núi này không cao, nhưng gần 100 mét, tương đương với tòa nhà mấy chục tầng. Tuy phía dưới có cái hồ nhỏ, nhưng cô không biết võ công, nhảy từ đây xuống sẽ hữu tử vô sinh. Hàng năm nơi này đều có tiểu cô nương thất tình nhảy xuống, rơi xuống dốc núi tử vong. Trực tiếp nhảy từ nơi này xuống, quả thật sẽ bị ngã chết, nhưng nếu mở bí cảnh ở dưới, thì không sao. Mạc Phàm giải thích. Kiếp trước hắn nhảy từ nơi này xuống vốn dĩ phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ai biết hắn nhảy đúng lúc bí cảnh mở ra, còn phù hợp điều kiện tiến vào bí cảnh, lúc này mới còn sống, nếu không hắn sẽ như những tiểu cô nương thất tình, bị rơi tan xương nát thịt, thành đồ ăn cho tôm cá trong hồ. Mở bí cảnh. Vẻ mặt đám tiểu tuyết mờ mịt. Có tôi ở đây, sẽ không để mọi người có việc, yên tâm đi. Mạc Phàm mỉm cười nói. Nếu có hắn ở đây, còn để vài người ngã chết ở Huyền Vũ Nhai, vậy hắn còn là Y Tiên Bất Tử sao? Hắn khẽ búng ngón tay, từng đạo linh khí xuất hiện trên đầu ngón tay hắn, bắn lên 6 cột gỗ khắc hình rồng trong lương đình, cột gỗ sáng lên. Chỉ thấy 12 kim tuyến bắn từ trong cột gỗ hình rồng ra, hình thành trận pháp màu vàng hình vòng tròn trên đỉnh lương đình. Trận pháp trôi nổi trong không trung, chậm rãi chuyển động liên tục. Hửm! Mạc Phàm nhìn chằm chằm trận pháp xoay tròn này. Nhớn mày, trong mắt chớp lóe dị sắc. Làm sao vậy, Mạc Phàm, có phải anh làm hỏng rồi không? An Hiểu Hiên nhận ra được dị dạng trong mắt Mạc Phàm, tức giận hỏi. Từ khi Mạc Phàm thổ lộ với Bạch Tiểu Tuyết, cô càng nhìn Mạc Phàm càng không vừa mắt, nhìn thế nào cũng giống người đàn ông xấu xa đoạt người phụ nữ của cô. Có người vào bí cảnh này trước rồi. Mạc Phàm không chấp nhận với An Hiểu Hiên, nhìn trận pháp màu vàng kia nói. Còn ai biết bí cảnh này nữa? Tiểu Tuyết lo lắng hỏi. Chúng ta vào xem thì biết. Mạc Phàm cười nhạt nói. Kiếp trước lúc bí cảnh mở ra hắn đúng lúc nhảy xuống, cho nên trên địa cầu có ai đó mở được bí cảnh cũng không hề kỳ lạ. Nếu không có ai mở ra được, năm đó hắn đã thành thi thể,
không có Y Tiên Bất Tử, cũng không có hắn hiện giờ. Chỉ là lúc này có người vào trong bí cảnh, sẽ là ai đây? Chúng ta phải nhảy sao, anh? Tiểu Vũ hơi sợ hãi nói. Cô đã đến cảnh giới trúc cơ, nhảy từ nơi cao như vậy xuống cô vẫn rất sợ. Không cần, chúng ta có thể đi vào. Mạc Phàm cười nói. Một tay hắn vươn về phía trận pháp màu vàng trên đỉnh chóp lưng đình, tay khẽ kéo, trận pháp giống như chịu một lực lượng khiên dẫn, bay về phía tay hắn. Cùng lúc đó, trong hồ nước dưới vách núi, một quang môn xuất hiện. Chỉ trong phút chốc, quang môn này như thang máy di chuyển từ dưới chân núi lên đến chỗ đám Mạc Phàm. Xoèn xoẹt, tiếng tảng đá ma sát vang lên, kim quang ở hai bên thu lại, cửa đá mở ra, linh khí như thủy triều phả vào mặt, cảm nhận được rõ như nước hất vào, toàn thân không ẩm ướt, nhưng sảng khoái nói không nên lời. Nơi này là tiên cảnh nhân gian đó sao? Tiểu Tuyết kinh ngạc vui mừng nói. Cô thân là đại tiểu thư Bạch gia, lớn như vậy mà chưa từng thấy linh khí nồng đậm đến thế. Đây mới là bên ngoài, nếu vào bên trong không biết linh khí khủng bố bao nhiêu. Vào thôi. Mạc Phàm nhìn thoáng qua quang môn, cười nói với đám tiểu tuyết. Đám tiểu tuyết nhìn thoáng qua quang môn, Bạch Tiểu Hàn và A Hào ở phía trước, Mạc Phàm đi sau cùng, đám người chậm rãi đi vào quang môn. Bọn họ vừa vào quang môn, bao gồm Mạc Phàm trong đó, mọi người lập tức bị vùng kim quang bao phủ. Kim quang chỉ chớp lóe, liền lùi lại như thủy triều, lộ ra một cảnh tượng khác. Trước người bọn họ không có vách núi, cũng không có hồ nước. Trước mắt hoàn toàn là nơi khác. Một vùng rừng rậm mênh mông vô bờ, đại thụ chọc trời, đại thụ mấy người ôm không hết có ở khắp nơi. Sâu trong rừng rậm là kiến trúc hình kim tự tháp ba tầng đứng sừng sững, những đại thụ chọc trời có vẻ nhỏ đi nhiều ở trong kim tự tháp. Cầu trong rừng rậm nối thẳng đến dưới chân kim tự tháp. Nhưng rừng rậm phía trước bị một con sông rộng gần 100 mét ngăn trở, một đoạn cầu vượt sông mà đứng. Ở giữa có lỗ hổng rất to, giống như có người cố ý làm vậy. Ngoại trừ rừng rậm, kim tự tháp, sông rộng và đoạn cầu ra, linh khí nồng đậm như tìm được nơi phát tiết, chui vào trong cơ thể mấy người. Đám Tiểu Hàn, Tiểu Vũ thì không sao, bọn họ đã có tu vi, có thể khống chế những linh khí này. Tiểu Tuyết và Tiểu Manh là người bình thường, linh khí nhập thể quá nhiều là độc, khuôn mặt hai người lập tức đỏ bừng. Mạc Phàm tạo pháp ấn. Hai màn hào quang xuất hiện trên người bọn họ, bao bọn họ ở bên trong, lúc này sắc mặt hai người mới khá hơn chút. Nhưng đúng lúc này một giọng nói chói tai truyền từ bên cạnh đến. Đúng là oan gia ngõ hẹp, vậy mà gặp được cậu ở đây, Mạc tiên sinh. Đám người Mạc Phàm nghe thấy tiếng liền quay đầu nhìn, chỉ thấy mấy bóng dáng 20 tuổi chớp lóe vài cái, từng người xuất hiện trong không khí. Là đám người đó. An Hiểu Hiên nhìn thấy mấy người, lông mày nhíu lại. Lạnh lùng nói. Đám người này không phải ai khác, đúng là đám La Phi thành viên tạm thời của Long Hoa Hội cô và Mạc Phàm gặp ở Đại học Đông Hải ngày hôm qua. Hiên Hiên, cậu quen bọn họ sao? Sắc mặt Tiểu Tuyết khẽ đổi, hỏi. Cô và An Hiểu Hiên lớn lên với nhau từ nhỏ, những người An Hiểu Hiên quen cô đều biết gần hết, khẩu âm của mấy người kia giọng Bắc Kinh, rõ ràng là người gần thủ đô, cô không nhớ rõ An Hiểu Hiên có bạn như vậy. Người của Long Hoa Hội. Tối qua khi anh và An Hiểu Hiên đến Bạch Gia, bọn họ đến tìm anh. Mạc Phàm liếc mắt nhìn đám La Phi một cái, trả lời. Hắn vốn tưởng là ai mở bí cảnh này, không ngờ là người của Long Hoa Hội. Chỉ hơi suy nghĩ một chút, hắn thoải mái hơn. Long Hoa Hội có thế lực lớn như vậy, tụ tập đại lão cấp cao hoa hạ, sẽ không chỉ mượn chút tâm đầu ý hợp để thành lập, chắc chắn sau lưng có lực lượng người bình thường không thể tưởng tượng được. Long Hoa Hội. Nghe thấy mấy chữ này, sắc mặt Bạch Tiểu Tuyết khẽ đổi. Người khác không biết Long Hoa Hội, nhưng tổ chức này không phải bí mật với Bạch Gia cô. Tổ chức này thành lập chưa tới 100 năm, thế lực không kém bất luận gia tộc ngàn năm nào, lấy bất kỳ người nào trong đó đều là đại quan tướng soái, xưng bá một phương, ví dụ như Âu Dương Minh Nhật ở Giang Nam. Trước khi Âu Dương Minh Nhật bị Mạc Phàm giết, có thể nói là người có danh tiếng nhất Giang Nam. Tứ đại gia tộc Giang Nam đều phải khách sáo với ông ta. Tuy sau tên đám người này có tạm thời, còn chưa tính là thành viên chính thức của Long Hoa Hội, nhưng như thái tử gia thời cổ, có thể nói là vô pháp vô thiên ở thủ đô, không ai dám trêu chọc. Đảng thái tử thủ đô, đua xe nhất tộc mà tin tức hay nhắc tới là đám người này, vậy mà bọn họ gặp người của Long Hoa Hội ở đây. Có khả năng lần này gặp phiền phức rồi.
Đám người này tìm Mạc Phàm chắc chắn là xử lý chuyện Âu Dương Minh Nhật, bọn họ còn tới bí cảnh này trước, chỉ sợ không dễ giải quyết như vậy. Vậy mà Mạc tiên sinh vẫn nhận ra chúng tôi, đúng là vinh hạnh của chúng tôi rồi. Nguyên Kiệt nuôi tóc dài hơi nhếch miệng, cười mỉa nói, giọng điệu nói chuyện không có chút vinh hạnh nào. Xung quanh ngoại trừ Lam Phi ra, những người khác cười lạnh lùng, tựa như đang nhìn một tên tù nhân sắp chấp hành tử hình. Mạc Phàm tiếp chiến thư của Vạn Thiên Tuyệt, 3 ngày sau sẽ là ngày Mạc Phàm chịu hình phạt, một người bị phán tử hình, bọn họ không cần phải khách sáo. Nói xong rồi hả? Mạc Phàm ôm Tiểu Tuyết liếc mắt nhìn Nguyên Kiệt một cái, trên mặt không có chút gợn sóng hỏi. Đương nhiên là chưa, không phải Mạc tiên sinh tiếp chiến thư của Vạn Thiên Tuyệt sao, sao lại đến nơi này, còn dẫn theo nhiều mỹ nữ và trẻ con như vậy, không phải cậu định cho Vạn Thiên Tuyệt leo cây đấy chứ? Nguyên Kiệt cười nói. Anh ta không biết sao Mạc Phàm biết bí cảnh này, so với chuyện vì sao Mạc Phàm biết bí cảnh này, anh ta càng quan tâm Mạc Phàm tới nơi này làm gì. Nếu Mạc Phàm tới chạy nạn, vậy phải nói tiếng xin lỗi, anh ta cũng không phải người biết giữ bí mật gì. Leo cây, Mạc tiên sinh là người như vậy sao? Một mỹ nữ trong đám Lam Phi âm dương quái khí nói. Chuyện này thì ai biết được, nhưng nếu Mạc tiên sinh thật sự không nắm chắc, có thể gia nhập Long Hoa Hội chúng tôi. Hàng năm Long Hoa Hội chúng tôi đều tuyển một số long tướng, với thực lực của Mạc tiên sinh, chắc chắn có thể thành long tướng của Long Hoa Hội chúng tôi. Chỉ cần Mạc tiên sinh gia nhập Long Hoa Hội chúng tôi, đến lúc đó Long Hoa Hội sẽ ra mặt, bảo Vạn Thiên Tuyệt hủy bỏ quyết đấu lần này, Vạn Thiên Tuyệt sẽ không diệt Long Hoa Hội chúng tôi, Mạc tiên sinh có hứng thú làm long tướng của Long Hoa Hội không? Nguyên Kiệt cười hỏi. Anh ta vừa nói xong, ngay cả Lam Phi cũng cười. Mỹ nữ kia lại càng nhếch miệng cười khanh khách. Những người khác giơ ngón cái với Nguyên Kiệt, trên mặt tràn đầy tán thành. Hôm qua ở Đại học Đông Hải, bọn họ rời đi với vẻ chật vật, tất cả mọi người đều ôm đầy bụng lửa giận, nếu không phải bận đến nơi này, hôm nay bọn họ đã đến Mạc gia thăm hỏi một phen, thuận tiện chế nhạo Mạc Phàm luôn. Một câu của Nguyên Kiệt không chỉ khiến lửa giận trong lòng bọn họ mất đi, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Long Hoa Hội bọn họ tuyển long tướng, nói dễ nghe là cung phụng, nói không xuôi tai thì là tay chân. Đường đường là Mạc Phàm Đông Hải tới Long Hoa Hội lại làm tay chân, sảng khoái hơn tát Mạc Phàm mấy cái trước mặt mọi người, một chiêu này đúng là quá độc. Đám Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày, sắc mặt khó coi, lộ ra vẻ tức giận. Trong mắt A Hào chớp lóe ánh sáng lạnh, quả đấm nắm chặt lại, chân khẽ nâng lên, khi hạ xuống như cự nhân chúng tên ngã xuống đất, khiến đất đai run rẩy. Chân vừa hạ xuống, thân thể cường tráng của anh ta liền xuất hiện trước người Nguyên Kiệt, cũng nhấc cổ áo Nguyên Kiệt lên, dễ dàng như nắm một con gà. Tiểu tử, dám vô lễ với Mạc tiên sinh của chúng tôi, cậu chán sống rồi à? A Hào trầm giọng nói. Sắc mặt đám Lam Phi khẽ đổi, lập tức khôi phục như thường. Thân là thành viên tạm thời của Long Hoa Hội, sao bọn họ chưa từng gặp tình cảnh này, bọn họ sớm quen rồi. Tiểu tử, cho anh 3 giây. Mau lấy tay anh ra, nếu không tôi sẽ khiến anh đẹp mặt. Nguyên Kiệt không phản kháng, khóe miệng hơi nhếch lên, lạnh lùng nói. Anh ta vừa nói xong. Có vài tiếng vù vù, vang lên, từng đợt gió lạnh xuất hiện, 4 bóng dáng nhoáng lên một cái liền đến xung quanh anh ta, bao vây A Hào ở trong. 4 người khoảng 30 tuổi, trước ngực thêu chữ Long phồn thể, trong mắt chớp lóe tinh quang, khí tức trên người như đao, ép người ta không thở nổi. 4 người này đúng là long tướng của Long Hoa Hội, bọn họ thân là thành viên tạm thời của Long Hoa Hội, tất nhiên đi ra ngoài phải có người bảo vệ. Tiểu tử, nhanh bỏ Nguyên thiếu ra, nếu không cậu sẽ chết. Một người trong 4 người trầm giọng uy hiếp. Bầu không khí lập tức khẩn trương hơn. Trong đôi mắt lạnh lùng của Bạch Tiểu Hàn chớp lóe sắc bén, trong chớp mắt đồng tử biến thành màu trắng, muốn ra tay. Mạc Phàm cười dịu dàng, ngón tay sáng lên. 3 túi kẹo xuất hiện trong tay hắn, hắn xé vỏ đưa cho Tiểu Vũ, Tiểu Ngọc và Tiểu Khương Nguyệt, không để uy hiếp của những người này vào mắt. Chị dâu, mấy chị ăn kẹo đi. Tiểu Vũ nhảy khỏi người Mạc Phàm, ngoan ngoãn cầm kẹo đưa cho đám Tiểu Tuyết. Đám Lam Phi nhíu mày, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ nghi ngờ. Bên này sắp đánh nhau rồi, vậy mà bên phía Mạc Phàm lại chia kẹo cho 3 tiểu nha đầu. Mạc tiên sinh, cậu suy nghĩ thế nào về đề nghị vừa rồi của tôi? Nếu cậu không nói gì, có khả năng chúng tôi phải dọn dẹp nô tài không biết mình là ai này. Nguyên Kiệt cười mỉa nói.
một hạ nhân bên cạnh Mạc Phàm cũng dám ra tay với anh ta, không biết sống chết. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn về phía đám Nguyên Kiệt, ánh mắt phát lạnh. Muốn tôi làm long tướng của Long Hoa Hội các anh đúng không? Không sai. Long Hoa Hội các anh không mời nổi đâu. Mạc Phàm gọn gàng dứt khoát nói. Đám Lam Phi nhướng mày, sắc mặt khó coi hơn. Mạc Phàm có thể tưởng tượng được tình hình bên trong Long Hoa Hội bọn họ được sao, ở Hoa Hạ còn chưa có ai bọn họ không mời nổi. Khẩu khí của Mạc Tiên Sinh quá lớn rồi, trái lại Mạc Tiên Sinh có thể nói điều kiện, xem Long Hoa Hội chúng tôi mời nổi cậu không. Lam Phi hơi nhếch miệng, khinh thường nói. Bỏ ân oán cá nhân sang một bên không nói, nếu Mạc Phàm thật sự đồng ý làm long tướng của Long Hoa Hội bọn họ, tiêu phí giá lớn cũng đáng, dù sao gần đây danh tiếng của Mạc Phàm rất lớn, tương lai sẽ không kém Vạn Thiên Tuyệt và Lâm Thiên Nam. Thu Mạc Phàm làm long tướng, như dưỡng con rồng làm chó, chỉ có lợi không có hại với Long Hoa Hội bọn họ. Muốn mời tôi phải có 9 viên long nguyên, 9 giọt phượng huyết, đây là thù lao năm đầu, sau này hàng năm phải nhân 9, các người trả được sao? Mạc Phàm hỏi. Khi ở tu chân giới, cả tu chân giới có không biết bao nhiêu gia tộc nắm giữ mấy tinh cầu, đều không mời nổi hắn cung phụng, chỉ là Long Hoa Hội cũng muốn mời hắn gia nhập, ha ha. 9 viên long nguyên, 9 giọt phượng huyết. Cho dù là Lam Phi hay những người khác đều đưa mắt nhìn nhau, trợn mắt há miệng. Long nguyên và phượng huyết đều là thứ trong truyền thuyết, quả thật Long Hoa Hội bọn họ có một viên long nguyên, nhưng Mạc Phàm mở miệng lại là 9 viên, còn cộng thêm 9 giọt phượng huyết. Sau này hàng năm phải nhân 9. Mạc Phàm đúng là công phu sư tử ngoạc, cho dù là hội trưởng bọn họ muốn mời Mạc Phàm, cũng không lấy được nhiều thứ như thế. Chỉ trong chớp mắt sắc mặt đám Lam Phi rất khó coi, bọn họ muốn nhân cơ hội nhục nhã Mạc Phàm một phen, kết quả không chỉ không thành công, trái lại còn bị Mạc Phàm tát ngược lại. Sắc mặt Nguyên Kiệt âm tình bất định, trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Xem ra Long Hoa Hội chúng tôi không có biện pháp mời Mạc Tiên Sinh làm long tướng rồi. Vậy các người còn thất thần làm gì, không thấy sinh mệnh tôi đang bị người ta uy hiếp à, còn không nhanh đánh gãy tay tên này. Mạc Phàm chỉ thu con trâu chấu mà thôi, không nhảy được mấy ngày, anh ta không tin Mạc Phàm đã khiêu chiến với Vạn Thiên Tuyệt, còn dám là kẻ địch với Long Hoa Hội bọn họ nữa. A Hào, đánh gãy tay anh ta, tôi muốn nhìn xem những người này đánh gãy tay anh thế nào. Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng nói. Bọn họ nghĩ rằng có Vạn Thiên Tuyệt thì có thể dẫm lên hắn sao? Cho dù là lão hổ ở đây, rồng nước cũng là rồng, không phải người có thể để đám ruồi bỏ Nguyên Kiệt khiêu khích nhiều lần. Khi nói chuyện hắn vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, khí tức đè lên người bốn long tướng. Sắc mặt bốn long tướng khó coi, như gan heo phơi vài ngày, từng đôi mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ kinh ngạc. Dạ, Mạc tiên sinh. A Hào gật đầu. Không đợi Nguyên Kiệt phản ứng kịp. Tay anh ta lấy tốc độ cực nhanh nắm lấy tay Nguyên Kiệt, trên tay hơi dùng lực, tựa như quăng củi đốt. Răng rác, một tiếng, cánh tay Nguyên Kiệt như mì sợi mềm xuống, sau đó cánh tay lay động, nhìn làm ra đầu người ta run lên. A, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết truyền vang trong bí cảnh. Làm xong những chuyện đó, A Hào ném Nguyên Kiệt xuống đất như chó chết. Mạc Phàm, cậu dám làm tôi bị thương, cậu. Vẻ mặt Nguyên Kiệt hung dữ, giận dữ hét. Anh ta đường đường là thành viên tạm thời của Long Hoa Hội, đảng thái tử ở thủ đô, đến Giang Nam lần đầu tiên đã bị Mạc Phàm ngược thương tích đầy mình, mặt xám như cho tàn rời đi. Lần này lại bị đánh gãy tay, anh ta không thể chịu đựng được chuyện này. Bây giờ các người muốn hỏi gì, cứ việc hỏi đi. Mạc Phàm không thèm nhìn Nguyên Kiệt ở trên đất, nhìn chằm chằm đám Lam Phi thản nhiên nói. Sắc mặt đám Lam Phi lại khó coi, trong mắt chớp lóe lửa giận. Không dám làm bừa như trước. Mạc Phàm dám ra tay với Nguyên Kiệt, đã nói lên Mạc Phàm không để bọn họ vào mắt, vẫn đừng nên trêu chọc Mạc Phàm tốt hơn, dù sao Mạc Phàm không nhảy nhót được mấy ngày, 3 ngày sau thu thập Mạc ra cũng không sao. Đến lúc đó, chỉ sợ không cần bọn họ ra tay, sẽ có không biết bao nhiêu người đối phó với Mạc ra, không cần vội. Ấp ế ế ế ế Mạc tiên sinh, Nguyên Kiệt bất kính với cậu, cậu xử phạt anh ta chúng tôi không có gì để nói. Nhưng nơi này là bí cảnh của Long Hoa Hội chúng tôi, không biết Mạc Tiên Sinh đến đây làm gì, nếu không có chuyện gì, mời Mạc Tiên Sinh rời đi. Lam Phi không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Tôi đến đây, cần giải thích với các anh sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt hỏi. Cho dù là hội trưởng Long Hoa Hội đến đây,
cũng không có tư cách khiến hắn giải thích, càng không nói đến đám Lam Phi. Mạc Phàm, cậu biết cậu đang làm gì không? Cuối cùng mỹ nữ kia không nhịn được, tức giận quát lớn. Mạc Phàm không gia nhập Long Hoa Hội bọn họ thì không nói, đánh gãy tay Nguyên Kiệt cũng không nói, đến bí cảnh của Long Hoa Hội bọn họ, còn dám hung hãn như vậy. Làm gì sao, vậy tôi nói cho cô biết, trước kia nơi này có thể là của Long Hoa Hội, nhưng từ giờ trở đi không phải, là của Mạc Phàm tôi. Mạc Phàm khinh thường nói, cho dù là cướp đồ của người khác, trên mặt hắn không có một chút gợn sóng. Cho dù là nơi của Long Hoa Hội thì thế nào, con đường tu luyện vốn là cá lớn nuốt cá bé, cướp được là của mình. Nếu không có chút giác ngộ đó, chỉ có thể làm thịt cá trên thớt gỗ, mặc người ta sâu xé, huống chi nơi này là bí cảnh của Long Hoa Hội à. Bí cảnh này không chỉ có linh khí sung túc, 9 cái linh trì, còn có trận pháp thông đến tu chân giới, là tinh trận của Thần Nông Tông, Bạch Nhật Tông và mấy môn phái cùng tu luyện, những chuyện này là hắn đến Thần Nông Tông mới biết được. Nếu nhất định phải phán thuộc về ai, cũng là đồ của Thần Nông Tông Sư Môn Há và Bạch Nhật Tông, không thuộc về Long Hoa Hội. Cái gì? Đám Lam Phi nhíu mày, sắc mặt thay đổi. Long Hoa Hội bọn họ phát hiện nơi này từ mấy chục năm trước, linh khí bên trong nồng đậm hiếm có, chỉ có thành cổ dưới đất ở thủ đô mới so được với nơi này. Mỗi thế hệ thành viên tạm thời của Long Hoa Hội đều có một cơ hội tiến vào bí cảnh tiếp nhận lễ rửa tội, đây là một trong những mục đích bọn họ tới Giang Nam. Có ai ngờ Mạc Phàm không chỉ tiến vào, còn muốn lấy bí cảnh này làm của riêng. Trên cả địa cầu không tìm được mấy cái như bí cảnh này, sao có thể để Mạc Phàm nói lấy đi là lấy đi. Mạc tiên sinh, cậu không thấy mình làm như vậy hơi quá đáng sao? Lam Phi cau mày nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng. Hắn vốn không có qua lại với Long Hoa Hội, Âu Dương Minh Nhật dựa vào thân phận thành viên của Long Hoa Hội muốn chèn ép Mạc ra hắn. Hắn vừa từ Mạc Bắc quay về Giang Nam, đám Lam Phi lại đến khiêu khích. Vạn Thiên Tuyệt khiêu chiến với hắn, đám Lam Phi lại trào phúng. So với hành động việc làm của Long Hoa Hội, hắn đã nhân từ hơn nhiều. Tôi cảm thấy tôi còn làm được nhiều hơn nữa, các người tự mình rời đi, hay là tôi bảo người đưa các người rời đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói, giọng nói như chui từ trong vết nứt vạn năm ra. Mạc Phàm, cho dù cậu đạt được bí cảnh này thì thế nào, không có Long Hoa Hội chúng tôi, chắc chắn cậu không thể vào trong bí cảnh. Linh khí ở đây so với bên trong bí cảnh, vốn dĩ không đáng nhắc tới. Mỹ nữ Long Hoa Hội kia lạnh lùng nói. Nếu bí cảnh này có thể ra vào tùy tiện, đã sớm có người vào rồi. Cô nói tôi không vào được sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khinh thường. Kiếp trước hắn tay trói gà không chặt vẫn có thể tiến vào bí cảnh này, càng không nói hiện giờ. Không sai. Hai tay mỹ nữ kia vòng quanh bộ ngực cao ngất, trong lòng đã có dự tính nói. Bí cảnh này được một đại sư của Long Hoa Hội tìm thấy, sau khi tìm được vẫn không có biện pháp đi vào, nhất định phải là người có quan hệ với bí cảnh này mới vào được. Vị đại sư kia tốn 30 năm mới tìm được một người có thể tiến vào bí cảnh rồi sử dụng tinh huyết của người đó luyện chế 9 lệnh bài, mới có thể để bọn họ tự do ra vào bí cảnh. Cho dù bọn họ đưa bí cảnh cho Mạc Phàm cũng phải có bản lĩnh đi vào mới được. Mạc Phàm liếc mắt nhìn bí cảnh một cái. Sau đó rời mắt nhìn đám người. Nếu tôi có thể đi vào thì sao? Mạc Phàm cười như không cười hỏi. Mạc Phàm vừa nói xong, trên mặt đám Lam Phi xuất hiện cười mỉa lần nữa. Đám bọn họ không làm gì được Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm nói có thể đi vào bí cảnh là nói dối. Nếu Mạc Phàm có thể đi vào được, thành viên của Long Hoa Hội bọn họ cũng không cần tốn 30 năm mới tìm được người tiến vào bí cảnh. Như vậy đi Mạc tiên sinh, chúng ta đánh cược. Nếu cậu có thể đi vào bí cảnh này, Long Hoa Hội chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm chuyện Mạc tiên sinh xâm nhập bí cảnh của Long Hoa Hội chúng tôi, nhưng nếu Mạc tiên sinh không vào được, tôi không yêu cầu Mạc tiên sinh thành Long tướng miễn phí của Long Hoa Hội chúng tôi, không phải Mạc tiên sinh là thần y sao, chỉ cần Mạc tiên sinh chữa khỏi tay cho Nguyên Kiệt, xin lỗi Long Hoa Hội chúng tôi là được, thế nào? Lam Phi mỉm cười nói, trong mắt lóe lên thông minh. Nếu Mạc Phàm có thể đi vào bí cảnh, bọn họ muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Nếu không thể, đặt cược này vừa không khiến Mạc Phàm thẹn quá thành giận, cũng lấy lại chút mặt mũi cho bọn họ. Mạc tiên sinh có dám đánh cược hay không? Nếu cậu dám đánh cược, bản tiểu thư sẽ liều mình cùng cậu, chỉ cần cậu đi vào được bí cảnh này, bổn đại tiểu thư sẽ mặc cậu xử trí.
Vị mỹ nữ kia lấy một ngọc bài huyết sắc ra cầm trong tay, không kiêng nể gì nói. Nguyên Cẩn, cô nói chuyện với Mạc tiên sinh như vậy, cẩn thận tay cô cũng bị gãy đó. Một người khác trêu chọc nói. Mạc tiên sinh đường đường là Mạc đại sư, sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu. Nguyên Cẩn cười nói. Cô ta là phụ nữ, không tin Mạc phàm sẽ làm gì cô ta. Mạc tiên sinh, cậu có dám đánh cược không? Mạc phàm nhìn ngọc bài trong tay Nguyên Cẩn, trong mắt hơi híp lại, ánh sáng lạnh xuất hiện trong mắt. Bí huyết linh bài. Bí huyết linh bài bình thường dùng tinh huyết của yêu thú luyện chế thành, mang bí huyết linh bài có thể có được khí tức tương đồng với linh thú. Nếu là yêu thú cường đại, có thể chấn nhiếp yêu thú khác, tóm lại là có rất nhiều tác dụng huyền diệu. Trừ chuyện đó ra, có một số bí huyết linh bài lấy tinh huyết người luyện chế thành, như vậy sẽ có cùng huyết mạch với người kia, có thể tự do ra vào bí cảnh hạn chế huyết mạch. Ví dụ như bí cảnh trước mặt bọn họ, là như vậy. Long Hoa Hội cầm bí huyết linh bài, có nghĩa là bọn họ rút tinh huyết người khác để tiến vào bí cảnh này. Vậy mà Mạc tiên sinh biết thứ này. Không sai, đúng là bí huyết linh bài. Nguyên Cẩn nhướn mày, hơi bất ngờ nói. Mạc phàm lắc đầu, cười khẽ. Hắn khẽ vươn tay ra, tiểu vũ thè lưỡi làm mặt quỷ, lại nhảy vào trong lòng hắn. Lúc này Mạc phàm mới nhìn về phía đám Lam Phi, nheo mắt lại. Đặt cược này quá nhỏ, không thú vị, đổi cái khác đi. Mạc phàm không nóng không lạnh nói. Đánh rắn phải đánh dập đầu, nếu đám người này muốn chơi với hắn. Vậy thì chơi lớn một chút, để sau này bọn họ không dám gây sự với hắn. Mạc tiên sinh muốn chơi thế nào, cậu nói thử xem, chúng tôi sẽ chơi với cậu. Lam Phi khẽ nâng mắt hỏi. Bọn họ đánh cược với người khác ở thủ đô, động một tí là quyền sở hữu công ty đưa ra thị trường, đánh cược với Mạc Phàm là ít nhất. Nếu không phải không đối phó được Mạc Phàm, anh ta đã mặc kệ Mạc Phàm rồi. Vậy mà Mạc Phàm thấy quá nhỏ, vậy thì quá tốt. Như vậy đi, tôi dẫn mọi người đi vào, còn khiến người Long Hoa Hội các anh không thể vào được, nếu bọn họ có một người không vào được, các anh có một người đi vào, tôi sẽ lập tức xin lỗi và chữa khỏi cánh tay anh ta, sau đó rời khỏi bí cảnh này, nếu không các người quỳ ở đây đến lúc tôi đi từ trong ra đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cái gì? Đám Lam Phi vốn sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Bọn họ tưởng Mạc Phàm chơi thế nào, ai biết là tự tìm đường chết. Một mình Mạc Phàm đi vào đã rất khó khăn, năm đó thực lực của vị đại sư Long Hoa Hội không kém Mạc Phàm, dựa vào sức mạnh không thể xông vào, thiếu chút nữa chết ở bên trong, chắc chắn Mạc Phàm cũng như vậy. Vậy mà Mạc Phàm còn bảo dẫn từng người vào, nghĩ hay quá nhỉ? Chuyện này còn chưa tính, có lẽ Mạc Phàm thật sự có pháp lực thông thiên, dẫn tất cả mọi người vào trong được. Nhưng Mạc Phàm còn muốn không cho bọn họ vào. Bọn họ cầm theo bí huyết linh bài. Mạc Phàm khiến bọn họ không vào được thế nào, tôi cá, chỉ có điều một câu xin lỗi thì thôi, tôi muốn đánh gãy hết tay chân anh ta, dù sao Mạc tiên sinh là thần y, chuyện này chỉ là cử động tay một cái mà thôi, thế nào, Mạc đại sư. Nguyên Kiệt ôm tay bị gãy, cười âm hiểm nói. Mạc Phàm dám sai người đánh gãy tay anh ta, dù thế nào cũng phải đòi lại gấp bội. Mạc tiên sinh, như vậy không được tốt lắm, có phải quá bắt nạt cậu rồi không? Nguyên Cẩn giả mù sa mưa nói. Mạc Phàm dám đánh cược, bọn họ gần như không có khả năng bại, không khác gì bắt nạt Mạc Phàm lắm. Mạc Phàm cười nhạt, vừa định mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên Tiểu Tuyết kéo tay Mạc Phàm lắc đầu với hắn. Mạc Phàm có thể đưa bọn họ tới đây, chắc chắn có biện pháp đi vào, chỉ cần bọn họ đi vào là được, không cần đánh cược với đám người đó. Bí cảnh này liên quan đến nhất chiến sinh tử giữa Mạc Phàm và Vạn Thiên Tuyệt 3 ngày sau. Không thể có sai lầm vì mấy người. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì. Mạc Phàm tự tin nói. Chỉ thu thập mấy con ruồi mà thôi, chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu hắn. Nếu Mạc tiên sinh có hứng thú như vậy, chúng ta bắt đầu đi, Mạc tiên sinh vào trước đi, chúng tôi theo sau. Lam Phi cười nhạt nói. Những người khác cũng cười tươi, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay. Cho dù là ai tiến vào, kết quả đều như nhau. Chắc chắn Mạc Phàm sẽ thua. Tiểu Hàn, cô vào trước đi. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nói với Bạch Tiểu Hàn. Tôi sao? Bạch Tiểu Hàn chỉ mình, nghi ngờ nói. Bên trong bí cảnh này được đại trận bao vây, cô thật sự đi vào được à? Đi từ đoạn cầu vào trong là được, còn lại giao cho tôi. Mạc Phàm sắp xếp. Đám Lam Phi lắc đầu cười,
giống như nghe được chuyện rất buồn cười. Nếu trực tiếp đi vào trong được, trận pháp bí cảnh dùng để trang trí rồi. Bạch Tiểu Hàn do dự một lát, bóng dáng nhoáng lên một cái đến tận cùng đoạn cầu. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Bạch Tiểu Hàn. Chỉ cần Bạch Tiểu Hàn không vào được, Mạc Phàm sẽ thua. Lông mày Bạch Tiểu Hàn nhíu lại, giơ chân đi lên đoạn cầu. Không đợi Bạch Tiểu Hàn hạ chân xuống, một đạo quang tuyến lập tức lóe lên trước người cô. Ánh sáng kéo sang hai bên, hình thành một thứ tương tự cái gương, quét người Bạch Tiểu Hàn. Cái gương này vừa xuất hiện, đám Lam Phi nhếch miệng. Mạc tiên sinh, tốt nhất là cậu nên chuẩn bị đỡ, chuyện bị bí cảnh ném ra, không dễ chịu lắm đâu. Lam Phi cười nhắc nhở. Nếu là người bị bí cảnh từ chối, nhẹ thì bị bí cảnh ném ra, nặng sẽ khiến các loại pháp thuật tấn công. Tỷ lệ Bạch Tiểu Hàn có thể đi vào không đủ một phần vạn. Đã quên nói với anh, cô ấy là người Bạch gia, cũng là một tiên thiên tông sư. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cho dù Bạch Tiểu Hàn bị ném ra, cũng không cần hắn đỡ. Vậy sao, vậy phải xem vị Bạch cô nương này rồi. Lam Phi nhíu mày nói. Tất nhiên anh ta biết Bạch gia Giang Nam, một gia tộc bảo thủ không chịu thay đổi đang trên đường xuống dốc, không có gì hay để nói. Nhưng Bạch Tiểu Hàn không nhiều tuổi lắm, lại là tiên thiên tông sư, chuyện này đáng sợ rồi. Anh còn nhiều chuyện để xem lắm. Mạc Phàm cười khẽ nói. Vậy sao, tôi muốn xem tôi khinh thường vị Bạch cô nương này điểm nào? Lam Phi khinh thường nói. Tiên thiên tông sư thì sao? Tiên thiên tông sư ở Long Hoa hội bọn họ chỉ là một đám nô lệ mặc bọn họ sử dụng. Lam Phi vừa nói xong, giọng một lão giả trầm thấp truyền từ đoạn cầu đến. Huyết mạch Bạch gia, có thể tiến vào. Giọng nói này không nói nhiều lắm, từng chữ đều như kinh lôi từ trên trời giáng xuống đánh vào mặt đám Lam Phi, mặt bọn họ vô cùng khó coi. Tìm bừa một cô gái tới, vậy mà có thể đi vào bí cảnh này. Không chỉ bọn họ. Chỉ sợ vị đại sư Long Hoa hội biết chuyện này cũng tức đến mức thổ huyết. Tìm 30 năm thử vô số người, nhưng không dùng người Bạch gia thử một lần. Chuyện này. Giọng nói này vang lên xong, cái gương kia biến mất, dưới chân Bạch Tiểu Hàn chớp lóe kim quang, từng khối đá lát xuất hiện dưới chân Bạch Tiểu Hàn, bổ sung đầy đủ đoạn cầu bị gãy, biến thành cây cầu đầy đủ. Bạch Tiểu Hàn cũng hơi sửng sốt, trái tim thả lỏng xuống, dẫm lên đoạn cầu đi vào trong. Cô mới đi qua đoạn cầu, giữa cây cầu lại bị đứt một đoạn, vẫn là đoạn cầu lúc trước. Chỉ có một người đi vào mà thôi, Mạc tiên sinh tiếp tục đi. Mỹ nữ tên Nguyên Cẩn kia khinh thường nói. Cô ta không tin những người này đều là huyết mạch Bạch gia. A Hào, anh cũng vào đi. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nói với A Hào. A Hào gật đầu, sải bước đi đến đoạn cuối cầu đứt. Võ giả Long Quyền, mời vào. A Hào đi vào đoạn cầu khác. Sắc mặt đám Lam Phi khó coi, giống như bị người ta tát một cái không tiếng động. Nhất là Nguyên Cẩn, khuôn mặt tinh xảo khó coi như gan heo phơi vài ngày. Bạch Tiểu Hàn có huyết mạch Bạch gia còn chưa tính, một thuộc hạ bên cạnh Mạc Phàm cũng có thể đi vào. Sau đó Bạch Tiểu Manh, An Hiểu Hiên, Tiểu Ngọc và Khương Nguyệt đều vào được, không một ai bị chắn ở ngoài. Mỗi một người thông qua, đám Lam Phi tựa như bị tát mạnh một cái. Sắc mặt khó coi hơn chút. Bọn họ muốn vào bí cảnh phải dùng bí huyết linh bài mới được, những người này đều không cần linh bài, trong chớp mắt cao ngạo của bọn họ không đáng một đồng. Chúng ta đi thôi. Mạc Phàm ôm Tiểu Vũ và Tiểu Tuyết ở bên cạnh cười nhạt nói. Ừm. Tiểu Tuyết gật đầu, ba người đi lên đoạn cầu, cái gương kia lại xuất hiện trước người Mạc Phàm, như máy quét quét bọn họ. Ngay sau đó kim quang lóe lên trên cầu, không chỉ có đoạn cầu được bổ sung. Một đám người mặc cổ trang màu vàng xuất hiện ở hai bên cầu, xếp thành hai hàng cung kính cúi người với đám Mạc Phàm, cảnh tượng rất xa hoa, giọng nói vô cùng cung kính vang lên trên không bí cảnh. Cung nghênh hậu nhân Hồng Liên và huyết mạch Chí Tôn Bạch gia tiến vào bí cảnh. Nghe thấy giọng nói này, vẻ mặt đám Lam Phi sửng sốt, sắc mặt khó coi tới cực hạn. Đám Mạc Phàm đi vào hết đã khiến thể diện của bọn họ mất sạch, vậy mà còn xuất hiện cảnh tượng lớn như vậy. Long Hoa hội bọn họ có không ít người tiến vào bí cảnh này, chưa từng thấy ai giống như vậy. Không chỉ đám Lam Phi sửng sốt, Tiểu Tuyết, Tiểu Vũ giống như bị cảnh tượng này dọa sợ, trên mặt đều là kinh ngạc. Chỉ có Mạc Phàm là lạnh nhạt, như sớm dự đoán được. Kiếp trước hắn đi đến cây cầu này, cũng là cảnh tượng như vậy.
anh, cái gì là hậu nhân Hồng Liên và huyết mạch chí tôn Bạch gia? Tiểu Vũ nhìn chằm chằm người mặc cổ trang cúi đầu, tò mò hỏi. Em biết rất lợi hại là được. Mạc Phàm cười khẽ, giải thích. Tiểu Vũ cái hiểu cái không gật đầu, không hỏi nhiều. Ai thắng ai thua còn chưa biết được, Mạc tiên sinh, cậu đừng vui mừng quá sớm. Nguyên Cẩn nghiến răng, phẫn nộ nói. Đánh cược không chỉ là tất cả đám Mạc Phàm có thể đi vào, còn có bọn họ không vào được, chỉ mới hoàn thành bước đầu tiên mà thôi, bây giờ đã vui mừng thì hơi sớm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, bàn tay vung lên, những bóng người màu vàng hóa thành cát vàng biến mất. Hắn ôm Tiểu Vũ và Tiểu Tuyết đi qua đoạn cầu bổ sung, sau đó xoay người nhìn về phía đám Lam Phi. Đến lượt các người, chỉ cần các người có một người vào được, thì coi như các người thắng. Đôi mắt Mạc Phàm như giếng cổ, không có một chút gợn sóng, thản nhiên nói. Mạc Phàm, bổn đại tiểu thư sẽ khiến cậu thua tâm phục khẩu phục. Nguyên Cẩn hừ lạnh một tiếng, mũi chân điểm xuống đất, thân thể nhảy lên, khi hạ xuống đã đến đoạn cầu, nhẹ như linh miêu. Cô ta thuần thục lấy bí huyết linh bài ra, rót nội khí vào trong linh bài. Huyết quang trên linh bài chớp lóe, một đạo huyết quang bay từ trong linh bài ra, biến mất vào trong cơ thể cô ta. Làm xong những chuyện này, cô ta nhấc chân đi đến đoạn cầu, mấy chữ thốt từ trong miệng cô ta ra. Mở cửa cho tôi. Chiếc gương kia lập tức xuất hiện, xẹt qua người cô ta rồi lùi về. Mạc Phàm, lúc này cậu thua rồi. Nguyên Cẩn nhìn Mạc Phàm với vẻ khinh miệt, khóe miệng hơi nhếch lên, nắm chắc thắng lợi trong tay nói. Đây là lần thứ hai cô ta đạt được cơ hội rửa tội, lần trước cô ta đã tiến vào bí cảnh, sao có thể xảy ra vấn đề. Cô ta vừa dứt lời, bầu trời trong bí cảnh mây đen dày đặc, giống như bão táp đột nhiên tới, âm thanh như kinh lôi lập tức vang lên. Đầy tớ phương nào, dám xông vào bí cảnh nhân gian của tôi, cút. Âm thanh này còn chưa kết thúc, một đạo sấm sét nổ tung giữa không trung, như một cây gậy từ trên trời giáng xuống bay về phía Nguyên Cẩn. Không hay rồi. Sắc mặt bốn long tướng thay đổi, chân khẽ cử động, thân thể như mũi tên rời cung bay về phía Nguyên Cẩn. Không đợi bọn họ đến trước người Nguyên Cẩn, đạo lôi điện kia giống như cảm nhận được có người muốn ngăn cản nó phạt cảnh cáo, bùng nổ âm âm, từ một phân thành ba, tốc độ tăng không chỉ gấp ba, trong chớp mắt đã đến trước người Nguyên Cẩn, tiếng sấm nổ bùm bùm trên người cô ta. Bùm bùm, tiếng sấm nổ tung. Cửa thông tới bí cảnh không mở ra, trái lại Nguyên Cẩn như diều đứt dây bay về phía xa. Sắc mặt bốn long tướng kia thay đổi, vội vàng đỡ lấy Nguyên Cẩn tỏa ra khói đen, cho cô ta uống mấy viên đan dược. Khói đen trên người Nguyên Cẩn nhanh chóng mất đi, mãi một lúc sau cô ta mới tỉnh lại, vẻ mặt khó mà tin. Đây là lần thứ hai cô ta tiến vào bí cảnh này, sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Sắc mặt đám Lam Phi cũng thay đổi, khó mà tin vào một màn trước mắt. Sau khi bí cảnh này được Long Hoa Hội làm thông, chỉ cần đeo bí huyết linh bài sẽ không xảy ra vấn đề như vậy. Sao Mạc Phàm đi vào một lần, bọn họ sẽ thành người xâm nhập? Sao có thể như vậy? Đám Bạch Tiểu Tuyết vốn hơi lo lắng, sợ Mạc Phàm bại bởi đám Long Hoa Hội, phải rời khỏi bí cảnh này. Nhưng nhìn thấy Nguyên Cẩn bị lôi điện làm nổ tung lúc này lông mày mới giãn ra. Tuy bọn họ không biết vì sao lại như vậy, nhưng cuối cùng có thể thả lỏng rồi. Các người còn ai muốn thử không? Nếu không có, các người quỳ xuống đó đi. Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Sắc mặt đám Lam Phi khó coi, mãi mà không ai động. Nếu là lúc trước, chắc chắn bọn họ sẽ vào bí cảnh không thể nghi ngờ. Nhưng có Nguyên Cẩn làm ví dụ, bọn họ bắt đầu không tin bí huyết linh bài trong tay nữa rồi. Lôi điện này không dễ chơi. Từng có thành viên Long Hoa Hội muốn tự mình thử xem có thể tiến vào bí cảnh mà không cần bí huyết linh bài hay không, kết quả bị lôi điện ở bí cảnh khiến tàn tật cả đời, lập tức từ thành viên tạm thời của Long Hoa Hội thành một người tàn tật. Nguyên Cẩn có thể bình an vô sự, xem như là vận khí tốt. Bọn họ không muốn mạo hiểm, cho dù không vào được bí cảnh, chuyện này sẽ có người của Long Hoa Hội đi thu thập Mạc Phàm, bọn họ không thể xảy ra chuyện. Một lúc lâu sau, không một ai dám cử động. Mạc Phàm, cậu đừng quá đắc ý, tôi tới thử một lần. Nguyên Kiệt nhíu mày, tức giận nói. Nếu không ai thử, chẳng khác nào bọn họ thua. Không chỉ không có biện pháp báo thù, còn quỳ đến khi Mạc Phàm đi ra. Chỉ cần anh ta có thể tiến vào bí cảnh, đám người Mạc Phàm có thể đi vào bí cảnh cũng phải đi ra, sau đó tiếp nhận trừng phạt của bọn họ.
Nói ngắn gọn, bọn họ còn phần thắng rất lớn, vì sao không thử một lần? Anh ta không tin bí cảnh này, nghe Mạc Phàm như vậy, nói không cho bọn họ đi vào là không thể đi vào. Nguyên Kiệt lấy bí huyết linh bài ra, đi đến đoạn cầu. Mở cửa cho tôi. Anh ta kích hoạt bí huyết linh bài, giơ chân đi đến gần đoạn cầu bị đứt. Cái gương kia lại xuất hiện, quét tới quét lui trên người Nguyên Kiệt. Ngoại trừ Mạc Phàm ra, trái tim mọi người lại treo cao, nhìn chằm chằm Nguyên Kiệt. Chỉ cần Nguyên Kiệt có thể đi vào, Mạc Phàm sẽ thua. Chỉ trong phút chốc, giọng nói trầm thấp vang lên. Huyết mạch thần nông, có thể tiến vào. Sắc mặt đám Bạch Tiểu Tuyết lập tức khó coi, thầm kêu không hay rồi. Cùng là bí huyết linh bài, Nguyên Cẩn đi qua phải chịu trừng phạt, Nguyên Kiệt có thể đi vào, lần này không ổn rồi. Đám Lam Phi nhướn mày, trước mắt sáng lên, khóe miệng nhếch lên tươi cười đắc ý. Bọn họ tưởng rằng bí huyết linh bài xảy ra vấn đề, chuyện như vậy có thể lắm. Không ngờ Nguyên Cẩn chỉ là ngoài ý muốn, bí cảnh này vẫn cho anh ta vào. Mạc Phàm, dựa theo quy định lúc trước, cậu thua, cậu còn gì để nói, còn không nhanh đi ra xin lỗi chúng tôi, chữa khỏi tay cho tôi nữa, sau đó tôi đánh gãy chân tay thuộc hạ của cậu. Nguyên Kiệt thở phào một hơi, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, cười mỉa nói. Anh ta không còn gì để mất, đơn giản là muốn liều mạng, ai biết liều mạng khiến anh ta thắng rồi. Mạc Phàm. Không phải cậu muốn lật lọng đấy chứ? Nguyên Cẩn nói. Tuy cô ta bị sét đánh một lần, chưa tới 10 ngày nửa tháng đừng mơ khôi phục hoàn toàn, nhưng Nguyên Kiệt đi vào được rất đáng. Mạc Phàm nhìn thoáng qua Nguyên Kiệt và Nguyên Cẩn, cười nhạt. Anh vào được sao? Đám Nguyên Kiệt và Lam Phi nhíu mày, bình thường có thể đi qua, đoạn cầu sẽ bổ sung đoạn còn thiếu. Nguyên Kiệt nhận được cho phép, đoạn cầu vẫn không có động tĩnh gì. Nguyên Kiệt mau quay lại. Lam Phi nhìn bầu trời trên đỉnh đầu Nguyên Kiệt, sắc mặt thay đổi, vội vàng nói. Chỉ thấy bỗng nhiên bầu trời trên đỉnh đầu Nguyên Kiệt tràn đầy hỏa vân, giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực trên bầu trời, hơi nóng khiến nhiệt độ xung quanh tăng lên. Đại thủ nhanh chóng thành hình trong hỏa vân, âm thanh vô cùng đáng sợ vang lên. Huyết mạch thần nông có thể tiến vào, nhưng người ăn trộm huyết mạch thần nông phải chết. Giọng nói vừa vang lên, đại thủ ngọn lửa đánh xuống. Giống như mãnh thú viễn cổ vươn cự trảo, đánh về phía Nguyên Kiệt. Nguyên Kiệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt anh ta thay đổi, muốn chạy trốn nhưng anh ta chỉ có tu vi trúc cơ, hai chân như dính trên đất dưới cự trảo, không thể nhúc nhích, không thể chạy thoát được. Nếu không chạy thoát, có khả năng anh ta chết dưới đại thủ ngọn lửa này mất. Thấy đại thủ ngọn lửa như thiên thạch rơi xuống, mắt Nguyên Kiệt mở to, vội vàng bóp nát ngọc bội bên hông, màn hào quang bao quanh anh ta ở bên trong. Bùm, một tiếng thật to, cả bí cảnh đều rung lên, đại thủ ngọn lửa trực tiếp đè Nguyên Kiệt cộng cả màn hào quang xuống đoạn cầu, ngọn lửa như nham thạch nóng chảy nhanh chóng bao phủ Nguyên Kiệt. Một lát sau ngọn lửa mất đi, có màn hào quang ở đây, trái lại Nguyên Kiệt không bị hỏa thiêu, nhưng thất khiếu chảy máu hôn mê rồi, bụng vẫn lên xuống chứng tỏ anh ta còn sống. Các người còn muốn thử không? Mạc Phàm không thèm nhìn Nguyên Kiệt, thản nhiên hỏi. Ồ, toàn thân đám Lam Phi đổ mồ hôi lạnh, không ai dám nói chuyện. Nguyên Cẩn chỉ bị lôi điện đánh trúng, nếu Nguyên Kiệt không có pháp khí bảo vệ, có khả năng đã thành người chết. Bọn họ đi lên sẽ có kết cục như Nguyên Kiệt, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Trừ Lam Phi ra, những người khác đều lùi về sau. Lam Phi nhíu chặt mày, không lùi về sau cũng không nói gì, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm. Nếu không dám thử, vậy thì tất cả quỳ xuống đi. Mạc Phàm thấy không ai trả lời, nhân tiện nói. Mạc Phàm cậu chắc chắn muốn gây khó dễ cho Long Hoa hội chúng tôi sao? Ánh mắt Lam Phi dữ dằn, nghiến răng trầm giọng nói. Mạc Phàm nhướng mày, không đợi hắn mở miệng, An Hiểu Hiên hừ lạnh một tiếng xen miệng vào. Là các người gây khó dễ cho Mạc Phàm mới phải. Vạn Thiên Tuyệt không xuất quan, Long Hoa hội không dám nói gì, Vạn Thiên Tuyệt vừa xuất quan, lập tức phái người tới mời Mạc Phàm đến thủ đô. Đến bí cảnh này cũng vậy, nếu Mạc Phàm không cứng rắn, chắc chắn bị gây khó dễ là Mạc Phàm. Bây giờ Mạc Phàm đánh cược thắng, mấy người lại lấy Long Hoa hội đè ép bọn họ, rõ ràng chính bọn họ gây khó dễ cho Mạc Phàm, còn đẩy trách nhiệm lên người Mạc Phàm. Cô từng thấy không ít người không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy ai không biết xấu hổ như vậy. An Hiểu Hiên, ở đây đến lượt cô xen mồm sao? Lam Phi lạnh lùng liếc An Hiểu Hiên một cái, trầm giọng nói.
An Hiểu Hiên tức đến mức giậm chân, nhưng không nói gì nữa. Ở Giang Nam cô không phải là đại tiểu thư nhà giàu có đứng đầu, càng không thể so sánh được với mấy thành viên tạm thời của Long Hoa Hội như Lam Phi. Mạc Phàm cười khẽ, môi khẽ mở. Tôi gây khó dễ với các người, Long Hoa Hội các người làm gì được tôi? Những lời này vừa vang lên, áp lực cực lớn đè về phía đám Lam Phi. Hắn muốn đối nghịch với Long Hoa Hội thì thế nào, đừng nói là một Long Hoa Hội, cho dù là 100 Long Hoa Hội, hắn cũng không do dự. Mạc Phàm, xem như cậu lợi hại, chúng tôi sẽ nhớ chuyện hôm nay, nếu cậu có thể sống đến thủ đô, đến lúc đó chúng ta tính món nợ này. Lam Phi nhíu mày thành chữ hỏa, nghiến răng nói. Vậy chúng ta gặp ở thủ đô, bây giờ các anh có thể quỳ xuống rồi. Bàn tay Mạc Phàm vung lên, bóng dáng cổ trang màu vàng biến mất lúc trước xuất hiện bên cạnh đám Lam Phi, bên cạnh mỗi người là hai người, một trái một phải. Những kim ảnh này giơ tay ấn lên vai đám Lam Phi. Đám Lam Phi chỉ cảm thấy hai vai trầm xuống, giống như bị hai ngọn núi đè. Một đám người kêu lên đau đớn, toàn bộ đều quỳ trên đất, trên mặt là vẻ khó coi. Bọn họ đường đường là thành viên tạm thời của Long Hoa Hội, từ nhỏ đã tài trí hơn người, đến Giang Nam lại bị một tiểu tử Đông Hải làm không thể tiếp nhận rửa tội, còn quỳ trên đất, chuyện này còn thống khổ hơn giết bọn họ. Mạc Phàm, tôi sẽ đợi. Cuối cùng Lam Phi không thể duy trì bình thản nữa, giận dữ hét. Không nói đến Mạc Phàm chưa chắc đã là đối thủ của Vạn Thiên Tuyệt, cho dù Mạc Phàm giết Vạn Thiên Tuyệt, đợi đến thủ đô Long Hoa Hội bọn họ sẽ có biện pháp đối phó Mạc Phàm. Quỳ ngày hôm nay, anh ta nhất định phải khiến Mạc Phàm trả lại gấp trăm lần. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, một tay ôm Tiểu Vũ, một tay nắm lấy Tiểu Tuyết, đi vào kim tự tháp ở sâu trong bí cảnh. Còn chưa đi xa, An Hiểu Hiên không nhịn được. Mạc Phàm, vì sao bọn họ không vào được? Long Hoa Hội quen thuộc nơi này như thế, không có khả năng không thể tiến vào bí cảnh, chắc chắn là do Mạc Phàm dở trò. Tôi nói sau này nơi này là của tôi, địa bàn của tôi muốn cho bọn họ vào bọn họ mới được vào, không cho bọn họ vào thì bọn họ không vào được. Mạc Phàm cười khẽ giải thích. Long Hoa Hội có thể đi vào bí cảnh này, chỉ vì dùng chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Hắn thân là hậu nhân Hồng Liên, vào bí cảnh, tất nhiên bí cảnh này là của hắn. An Hiểu Hiên liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ, không nói thêm gì nữa. Bí cảnh này thành của Mạc Phàm có thể thu thập người của Long Hoa Hội, thu thập cô chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu, vẫn nên đừng chọc Mạc Phàm tốt hơn. Anh thật lợi hại. Tiểu Vũ véo mũi Mạc Phàm, nghịch ngợm nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, để mặc Tiểu Vũ hổ nháo. Tiểu Phàm, anh vẫn nên cẩn thận người Long Hoa Hội tốt hơn. Người của Long Hoa Hội có thể điều động những vũ khí tiên tiến. Tiểu Tuyết nhíu mày nói. Có lẽ súng ống, đạn pháo bình thường không thể làm gì Mạc Phàm, nhưng vũ khí tiên tiến Mạc Phàm chưa chắc chống đỡ được. Ví dụ như đạn hạt nhân, vũ khí sóng siêu âm, vũ khí sóng âm, pháo quỹ đạo, pháo điện, vân vân. Một khi bắt đầu dùng những vũ khí này, có khả năng Mạc Phàm sẽ gặp nguy hiểm. Một khi Mạc Phàm uy hiếp đến sự tồn tại của Long Hoa Hội, không phải không có khả năng dùng thủ đoạn đó. Không phải Long Hoa Hội chưa từng làm như vậy, trước đây có tiền lệ rồi. Nghe nói Lâm Thiên Nam được mời đến thủ đô, lúc đó tan rã trong không vui với một cấp cao Long Hoa Hội, còn ra tay giáo huấn cấp cao Long Hoa Hội đó. Kết quả thiếu chút nữa Lâm Thiên Nam không thể rời khỏi thủ đô, tĩnh dưỡng một thời gian dài mới nhậm chức lại. Từ đó về sau, Lâm Thiên Nam không đến thủ đô nữa. Hoa Hạ lúc đó ngoại trừ những ẩn thế tông môn ra, chỉ có vũ khí tiên tiến mới đối phó được Lâm Thiên Nam. Mạc Phàm lấy bí cảnh này, còn khiến thành viên tạm thời của Long Hoa Hội quỳ xuống, khi Mạc Phàm tới thủ đô, chắc chắn Long Hoa Hội sẽ không bỏ qua. Bọn họ dám ra tay với Long Vương và Thiếu tướng Hoa Hạ sao? Ngón tay Mạc Phàm sáng lên lấy lệnh bài Thanh Long nói. Anh là Long Vương của tiểu đội Thanh Long Long Tổ sao? Tiểu Tuyết khẽ nhướng mày. Kinh ngạc nói. Không chỉ có cô, Tiểu Hàn, Tiểu Manh còn cả An Hiểu Hiên đều sửng sốt. Mạc Phàm ngoại trừ là Mạc Đại Sư danh chấn Giang Nam gia, còn là Long Vương của tiểu đội Thanh Long Long Tổ. Đội trưởng Long Tổ đều là thiếu tướng, thời gian lâu dài sẽ lên trung và thượng tướng. Lúc này Mạc Phàm mới chưa tới 20 tuổi, đã thành thiếu tướng. Chuyện này, nếu anh là Long Vương, ít nhiều gì bọn họ sẽ e sợ một chút. Nhưng anh vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn.
Tiểu Tuyết vẫn lo lắng nói. Thiếu tướng ở một nơi nhỏ rất oai phong, nhưng không tới kinh không biết quan nhỏ, thiếu tướng không là gì trước mặt Long Hoa Hội. Yên tâm đi, cho dù anh không phải là thiếu tướng, không phải đội trưởng của tiểu đội Thanh Long, thì Long Hoa Hội vẫn không đối phó được, chúng ta đi thôi. Mạc Phàm cười khẽ nói. Vũ khí tiên tiến sao, hiện giờ hắn đã là kim cương bất diệt thể, nếu Long Hoa Hội muốn ra tay, hắn muốn xem những vũ khí đó có lực uy hiếp với hắn lớn cỡ nào. Tuy lông mày Tiểu Tuyết không giãn ra, nhưng không nói gì nữa, đoàn người đi về phía kim tự tháp. Không lâu sau, bọn họ đến trên kim tự tháp có tổng cộng 3 tầng, tầng 1 hình tam lăng, tầng 2 năm lăng, đỉnh chóp là một vòng tròn. Trên 3 góc nền tầng 1 có 3 linh trì, tầng thứ 2 có 5 linh trì, đỉnh chóp có 1, cho nên có tổng cộng 9 linh trì. Bên cạnh linh trì khắc đầy trận pháp, nước linh trì quanh có khúc khuỷu như bảo châu tỏa ra ánh sáng. Từng đóa liên hoa nở rộ trong linh trì, linh khí nồng đậm tỏa từ trong ra, khiến tinh thần người ta sảng khoái, thoải mái không nói nên lời. Mạc Phàm nhìn những linh trì này, cười khẽ. Kiếp trước, sau khi hắn nhảy xuống Huyền Vũ Nhai, bắt đầu từ nơi này. 3 linh trì ở tầng thứ nhất phân biệt là tinh, khí, thần, nếu như có thể thừa nhận thống khổ tẩy tủy dịch kinh phạt thần bên trong, sau khi ra khỏi 3 linh trì này, có thể biến từ người thường thành tiên thiên tông sư. Năm linh chỉ tầng trên đối ứng là ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, có thể dựa theo thân thể của mình lựa chọn thuộc tính mong muốn, người tiến vào trong linh chỉ có thể đạt tới cảnh giới tiên thiên đỉnh phong. Cuối cùng là hóa long trì, làm cho người ta ngưng tụ kim đan, sau đó đi đến tu chân giới, đương nhiên phải trải qua thống khổ gấp 9 lần trước. Những linh chỉ này trải qua nhiều người sử dụng như vậy, hiệu quả sẽ kém hơn một chút, nhưng như vậy đủ rồi. Anh, chúng ta tới nơi này luyện công sao? Tiểu Vũ nhìn linh trì rực rỡ lóa mắt, hỏi. Đứng trên trận pháp kia, trận pháp sẽ truyền tống mọi người đến không gian bế quan, thông qua những linh trì này, tu vi của mọi người sẽ tăng lên nhiều, Mạc Phàm chỉ một bậc thềm bên cạnh linh trì nói. Đám Tiểu Vũ không hoài nghi, đứng trên bậc thềm kia. Trận pháp sáng lên, đám Tiểu Vũ lập tức biến mất, mỗi một người tiến vào, sẽ có một đóa liên hoa trong linh trì khép lại. Em và Tiểu Manh cũng cần tu luyện sao? Tiểu Tuyết nhíu mày hỏi. Những người khác đều có tu vi trong người, nhưng cô và Tiểu Manh là người thường. Ý niệm Mạc Phàm vừa động, mấy pháp ấn bay từ giữa ngón tay hắn ra, bắn vào người Tiểu Tuyết và Tiểu Manh. Trên màn hào quang của hai người lập tức có kinh văn chuyển động, theo kinh văn chuyển động, bỗng nhiên linh khí dịu ngoan hơn nhiều, tự động tiến vào trong cơ thể bọn họ. Mạc Phàm lại điểm lên mi tâm hai người, truyền cho bọn họ Bạch Nhật Thần Công lúc trước truyền cho Bạch Tiểu Hàn. Dẫn đạo trận có thể giúp bọn họ tẩy tủy phạt mao, công pháp có thể khiến bọn họ chuyển hóa linh khí thành tu vi, tiến vào linh trì cũng không có vấn đề gì. Bây giờ hai người có thể đi vào rồi. Bạch Tiểu Tuyết và Bạch Tiểu Manh sửng sốt, sau đó biến mất ở bậc thang. Làm xong những chuyện này, Mạc Phàm nheo mắt lại, nhìn về phía hóa long trì ở tầng 3. Hắn vốn có thể dùng từng linh trì củng cố thực lực, ít nhất tăng tu vi lên tới tiên thiên đỉnh phong. Nhưng thời gian chỉ có 3 ngày, vậy chỉ có thể lựa chọn một cái. Dưới chân hắn vừa động, thân thể khẽ bay lên, hạ xuống hóa long trì ở tầng cao nhất. Kiếp trước, sau khi trải qua lễ rửa tội ở linh trì này, hắn trực tiếp được truyền tống đến tu chân giới. Bây giờ sao, có đến tu chân giới hay không phải xem tâm tình hắn. Giữa ngón tay hắn sáng lên, 81 chủy thủ khắc đầy ma văn xuất hiện trong tay hắn. Hắn ném chủy thủ về phía không trung. Chủy thủ như pháo hoa bùng nổ. Phập phập phập, chủy thủ đâm vào mặt đất trên đài, khớp với trận pháp. Ngay sau đó chủy thủ như bị hòa tan biến thành nước thép chay vào mặt đất không thấy, chỉ còn lại hư ảnh của chủy thủ trôi nổi ở đó. Hắn cười khẽ, đi đến bậc thềm linh trì, bóng dáng lập tức biến mất. Trong linh trì, chỉ có một đóa liên hoa khép kín. Trong liên hoa, Mạc Phàm ngồi khoanh chân trên đài sen, linh khí ở đây nồng đậm hơn bên ngoài nhiều. Hắn vừa ngồi xuống, rễ cây của 3 đóa liên hoa màu xanh dâng lên, lực hút cường đại lập tức xuất hiện, tinh huyết, linh khí, thần thức trong cơ thể hắn lập tức như không thể khống chế chảy về phía rễ cây 3 liên hoa xanh. Đây không phải là lần đầu tiên Mạc Phàm tới đây, sớm đã không xa lạ với nơi này, không có chút hoảng sợ. Chỉ cần linh khí, tinh khí, thần thức trên người hắn đủ cường đại, 3 đóa liên hoa này sẽ nở hoa, dung hợp lại,
kết quả có thể đến cảnh giới hư đan. Nhưng ý niệm hắn vừa động, ánh sáng ngũ sắc trên người sáng lên, tinh huyết còn chưa chảy vào trong rễ cây thanh liên liền dừng lại. Cửu chuyển hỗn nguyên công vận chuyển theo, linh khí lập tức dừng lại. Chỉ có thần thức như nước suối, chảy từ giữa mi tâm hắn ra, nhập vào trong rễ cây thanh liên. Theo thần thức tiến vào trong, rễ cây thanh liên nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, một cây liên hoa xanh mơn mởn dài ra, tỏa ra ánh sáng màu xanh, duyên dáng yêu kiều. Hai rễ cây thanh liên khác không lấy tinh huyết và linh khí Mạc Phàm, trên rễ cây vươn ra một cái lá giống như bàn tay nhỏ, điểm lên mi tâm Mạc Phàm. Chỗ mi tâm hắn chấp lóe thanh quang, thần thức chia ra làm ba, chảy vào trong từng thanh liên. Nhìn thần thức chảy vào thanh liên, khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên. Thân thể và tu vi của hắn còn chưa tới cảnh giới kim đan, tuy dựa vào thần thức có thể tam hoa tụ đính, ngưng tụ ra kim đan, nhưng cấp độ kim đan đó quá kém, không phải thứ hắn muốn. Vậy thì đi con đường khác, ngưng tụ tinh nguyên, khí nguyên và thần nguyên, đợi tam nguyên hoàn thành, tam nguyên hợp nhất rồi ngưng tụ kim đan như vậy là cửu chuyển kim đan, mạnh hơn kim đan bình thường nhiều. Hắn đến Hóa Long chỉ là muốn ngưng tụ thần nguyên. Có thần nguyên này, đủ để đối phó vạn thiên tuyệt. Hắn khép hai mắt, vận khởi diễn thiên thần quyết. Kinh văn lưu chuyển trong thức hải hắn, hồn lực trong linh trì như long hấp thủy tiến vào trong mi tâm hắn, được thần thức của hắn chuyển hoán, thần thức lại chảy vào trong ba thanh liên kia. Thanh liên nhanh chóng lớn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khai nhánh tán diệp. Cùng lúc đó, linh áp cường đại như tòa đại sơn vô hình, xuất hiện trong bí cảnh. Đây là... Bên ngoài đoạn cầu, sắc mặt đám Lam Phi quỳ trên mặt đất thay đổi, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía kim tự tháp. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta tới bí cảnh này, cũng từng tới với cao thủ Long Hoa Hội đột phá, nhưng linh áp cường đại như vậy vẫn là lần đầu tiên. Chẳng lẽ tiểu tử này đang đột phá tầng thứ ba? Nguyên Cần nhíu mày, nghi ngờ nói. Kim tự tháp có tổng cộng 3 tầng, tầng 1 có thể đột phá cảnh giới tiên thiên, tầng 2 có thể đột phá cảnh giới tiên thiên đỉnh phong. Hai tầng này đều không có uy áp cường đại như vậy. Nghe nói tầng cuối cùng có thể khiến người ta một bước lên trời, đột phá đến thần cảnh trong truyền thuyết. Tuy đến nay người của Long Hoa Hội còn chưa đi đến tầng cuối cùng, đạt tới thần cảnh. Nhưng chỉ có tầng này, mới có loại uy áp đó. Rất có khả năng. Lam Phi gật đầu. 3 ngày sau Mạc Phàm sẽ quyết đấu với Vạn Thiên Tuyệt, không có khả năng đến đây không có lý do. Chắc chắn là muốn thông qua nơi này đột phá, đánh bại Vạn Thiên Tuyệt. Vậy chúng ta có cần làm gì hay không? Trong mắt Nguyên Cần lóe lên hung ác nham hiểm, lấy một ngọc phù trong túi ra. Trong bí cảnh không thể dùng di động, chỉ có thể thông qua ngọc phù này. Mạc Phàm dám đột phá ở đây, vậy thì quá tốt. Chỉ cần có người quấy rầy Mạc Phàm, cho dù Mạc Phàm không tẩu hỏa nhập ma mà chết, cũng bị trọng thương, chắc chắn 3 ngày sau không là đối thủ của Vạn Thiên Tuyệt. Không cần, lúc này Vạn Thiên Tuyệt đã đến Long Đảo, đột phá thần cảnh có động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn Vạn Thiên Tuyệt sẽ cảm nhận được, vốn dĩ không cần chúng ta thông báo, hơn nữa. Lam Phi lắc đầu cười, chỉ nói một nửa. Hơn nữa cái gì? Nguyên Cẩn tò mò hỏi. Trước kia bí cảnh này còn đột phá được đến thần cảnh, bây giờ sao? Lam Phi cười nói. Vài chục năm nay, Long Hoa Hội bọn họ có không ít đại sư tiên thiên đỉnh phong đi lên tầng 3. Nhưng không một ai thành công đột phá đến thần cảnh, sao Mạc Phàm có thể đột phá được? Mạc Phàm lựa chọn đột phá lúc này, vậy nói lên thực lực của Mạc Phàm còn chưa bằng Vạn Thiên Tuyệt, hôm nay bọn họ ăn khổ rồi. Ngoài bí cảnh, trên Huyền Vũ Nhai. Mọi người xem, đó là cái gì? Một đám người chỉ lên bầu trời Huyền Vũ nhau kêu lên. Chỉ thấy trên không Huyền Vũ Nhai, rõ ràng nơi khác đều là bầu trời quang đãng, nơi này thì một vùng mây đen trôi nổi trong không trung. Mới đầu mây đen này chỉ to bằng cái nồi, thong thả chuyển động như vòng xoáy. Mỗi khi chuyển động một vòng, thì to hơn một chút, tầng mây càng ngày càng dày, màu sắc cũng càng ngày càng nhạt, bên trong giống như có lôi quang chớp lóe, lực lượng khiến tim người ta đập nhanh tản ra. Ông trời của tôi, không phải trời sắp sập đấy chứ, nhanh đi thôi. Có người hoảng sợ nói, nhanh chóng chạy xuống núi, một đám người khẩn trương xuống núi. Gần đây tỉnh Giang Nam có rất nhiều việc lạ, vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn. Không chỉ những người này, tất cả cao thủ tiên thiên gần tỉnh Giang Nam đều nhìn về phía Huyền Vũ Nhai. Linh áp thật mạnh, ai đang đột phá thần cảnh sao?
Trong lúc này, cao thủ như măng mọc sau mưa ló đầu ra, nhìn Huyền Vũ Nhai với vẻ kỳ lạ. Ba ngày sau là ngày quyết chiến giữa Mạc Phàm và Vạn Thiên Tuyệt, lúc này xuất hiện một người trùng kích thần cảnh, Giang Nam sắp loạn rồi. Trên Long Đảo, Vạn Thiên Tuyệt ngồi trên tảng đá cao nhất, chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía Huyền Vũ Nhai. Làm sao vậy, sư phụ? Bên cạnh Vạn Thiên Tuyệt, một đồ đệ tò mò hỏi. Tên tiểu tử kia đang đột phá thần cảnh. Vạn Thiên Tuyệt lạnh nhạt nói. Đột phá thần cảnh có uy áp lớn như vậy, tuy cách xa vài trăm dặm, nhưng có thể giấu được ông ta sao, có cần chúng con đi phá không? Đồ đệ kia do dự nói. Lúc này đi quấy rối, chắc chắn bay ngày sau Mạc Phàm hữu sinh vô tử. Không cần, tiểu tử kia không đến được thần cảnh đâu. Vạn Thiên Tuyệt lạnh nhạt nói. Vì sao ạ? Đồ đệ kia cảm thấy khó hiểu nói. Khi sư phụ ngưng tụ hư đan, con thấy lôi vân không? Vạn Thiên Tuyệt không đáp hỏi ngược lại. Nếu tinh khí thần cân bằng, đây là tương sinh phối hợp, tất nhiên có thể ngưng tụ thành kim đan. Nếu tinh khí thần không đều, cộng thêm sốt ruột, sẽ dẫn phát năng lượng cường đại va chạm, sản sinh lôi kiếp, cho nên lôi kiếp như điểm báo tẩu hỏa nhập ma. Lúc này Mạc Phàm lựa chọn đột phá, đúng là không sáng suốt. Chúng ta có cần ngừa ngộ nhỡ không? Đồ đệ kia vẫn hơi lo lắng, nói tiếp. Không cần, cho dù tiểu tử kia sống qua tẩu hỏa nhập ma và lôi kiếp, đến cảnh giới bán thần cũng vô dụng, bởi vì sư phụ đã sớm đến rồi, đợi xem, ba ngày sau tiểu tử kia sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Trong mắt Vạn Thiên Tuyệt chớp lóe tinh quang, tự tin cường đại tỏa ra bốn phía. Ông ta nhắm mắt lại tiếp tục luyện hóa long nguyên trong cơ thể, khí tức càng ngày càng ngưng thực. Gợn sóng như bão sắp tới, mang theo khói thuốc súng nồng đậm dập dờn ở Giang Nam. Lúc bên ngoài bùng nổ, Mạc Phàm ngồi trong linh chỉ đó là gần ba ngày. Ba ngày sau, theo thần thức được rút ra, ánh sáng ngũ sắc trên người Mạc Phàm càng ngày càng mờ, hô hấp càng ngày càng yếu, ngay cả làn da như đồ sứ của hắn cũng màu đỏ sậm, tựa như lão nhân gần đất xa trời. Ba cây thanh liên trước người hắn đã sớm hóa thành một cây, một đóa liên hoa giống như thủy tinh mài thành nở rộ trên cây, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Một sáng một tối, hình thành tương phản rõ rệt. Lúc ánh sáng của liên hoa muốn bao phủ người Mạc Phàm, đúng lúc này. Bỗng nhiên Mạc Phàm đang nhắm chặt hai mắt mở ra, lộ ra đôi mắt ảm đạm không ánh sáng. Ngưng! Mạc Phàm quát khẽ. Theo chữ này vang lên, trong chớp mắt hoa quang trên liên hoa nở rộ, bao phủ Mạc Phàm bên trong. Trong hoa quang, giữa liên hoa có một viên cầu trong suốt cỡ long nhãn chậm rãi xuất hiện. Theo viên cầu chậm rãi xuất hiện, rễ cây, cành lá, đóa hoa của liên hoa nhanh chóng héo rũ, suy bại, tiêu tan. Chỉ trong phút chốc, liên hoa mất sạch, chỉ có viên cầu trôi nổi trước người Mạc Phàm. Mạc Phàm liếc mắt nhìn hạt sen này một cái, cố gắng nặn ra nụ cười. Ngồi ba ngày, cuối cùng cũng ngưng tụ thần nguyên. Còn thiếu bước cuối cùng, đến đây đi. Hắn nhìn thoáng qua bầu trời. Trên đài sen hắn ngồi, liên hoa giãn ra lộ ra cái miệng. Trong bí cảnh, trận pháp bảo hộ bí cảnh mở ra một cái miệng. Hồ nhỏ dưới Huyền Vũ Nhai, bỗng nhiên mặt nước xuất hiện một cái động to, thông qua cái động này có thể nhìn thấy đám lam phi đang quỳ trên đất. Ba cái miệng này vừa mở ra, tầng mây giống như phi thuyền cỡ lớn trên bầu trời giống như tìm được mục tiêu. Rất nhiều năng lượng tìm được điểm phát tiết. Giữa tầng mây sáng lên, lôi điện có kích thước như lu nước đánh bùm bùm xuống, rất dễ trông thấy lúc chạng vạng. Lôi điện xuyên qua trận pháp bí cảnh, đánh lên hạt sen trước người Mạc Phàm. Ngay sau đó tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, tựa như trăm vạn tấn thuốc nổ nổ tung trong thời gian chưa tới một giây, không chỉ đất đai lay động, bầu trời cũng như bị phá vỡ, mãi mà không bình ổn. Trong bí cảnh, nhìn lôi điện kích thước lu nước đánh xuống, đám lam phi vốn khiếp sợ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Báo ứng, báo ứng. Long Hoa hội bọn họ có ghi lại không ít về thăng lên thần cảnh, trong tình huống bình thường, không có khả năng có lôi kiếp, chắc chắn khi Mạc Phàm đột phá xảy ra vấn đề ở đâu đó. Nếu vấn đề xảy ra sớm một chút, y thuật Mạc Phàm cao còn chữa trị được, hôm nay đã là ngày thứ ba, cách quyết chiến mấy tiếng. Cho dù Mạc Phàm chống đỡ lôi kiếp cường hãn như vậy, nhưng lấy gì đối phó Vạn Thiên Tuyệt? Chuyện này như hai quyền anh thế lực ngang nhau đấu trên võ đài, trước khi chiến đấu một người đại chiến mười mấy hiệp với năm sáu thục nữ xinh đẹp trên giường, sao có thể là đối thủ của người kia? Mạc Phàm,
cậu còn sống được sao, xem lần này cậu chết thế nào. Nguyên Kiệt đã tỉnh lại cười điên cuồng nói. Tuy những người khác quỳ trên đất 3 ngày, nhưng lúc này trên mặt bọn họ đều lộ ra vui mừng vì thù lớn được báo. Trong lôi quang, Mạc Phàm thở phào, lôi điện đánh lên hạt sen trong suốt trôi nổi trước người hắn, hạt sen to như long nhãn lập tức biến nhỏ. Thể tích nhỏ đi nhiều, nhưng giống như biến từ khối băng thành bi thép, ngưng thực rất nhiều, năng lượng khiến người ta sợ hãi tỏa ra. Thành. Mạc Phàm khẽ nhếch miệng cười nhạt nói. Hắn tu luyện diễn thiên thần quyết lâu như vậy, cho nên hồn lực ngưng tụ thần nguyên kích cỡ một hạt sen. Tuy nhỏ một chút, nhưng cuối cùng vẫn thành. Ý niệm hắn khẽ động, hạt sen bay vào trong mi tâm hắn. Hoa quang ngũ sắc nở rộ trên người hắn, trong chớp mắt làn da đỏ sậm như ngọc. Hắn khẽ hút, đạo lôi trụ tiếp thiên liên địa còn lại lôi điện chi lực, như nuốt trôi biển rộng được hắn hấp thu hết. Trong chớp mắt lôi vân trên huyền vũ nhai tản ra, lộ ra trời đêm sáng sủa, dày đặc ngôi sao, chỉ thiếu ánh trăng chưa lên. Hắn đứng dậy, muốn đi ra ngoài. Bỗng nhiên trận pháp trên đài sáng lên, bầu trời tối như mực xuất hiện ngũ giác tinh mang, giữa ngũ giác tinh mang như có cánh cửa mở ra. Một đạo bạch quang bắn từ giữa cánh của trong ngũ giác tinh mang ra, gắn vào liên trì Mạc Phàm đang ở. Lực hút mạnh tự nhiên xuất hiện, kéo hắn lên trên không. Mạc Phàm nhớn mày cười khẽ. Kiếp trước, sau khi hắn ngâm trong linh trì này, muốn rời đi tìm Lâm Khuynh Thiên báo thù. Nhưng không thể chống lại đại trận truyền tống đến tu chân giới. Khi quay về đã là 100 năm sau, Lâm Khuynh Thiên và những kẻ thù của hắn đã hóa thành đất vàng. Hiện giờ hắn vẫn còn một số chuyện chưa hoàn thành, ví dụ như giết Vạn Thiên Tuyệt, sao có thể rời đi. Ngón tay hắn kết thành lan hoa chỉ. 81 chủy thủ hắn bố trí lúc trước sáng lên, phân cách trận pháp trên bình đài thành một đoạn, ngũ giác tinh mang lập tức biến mất. Thân thể Mạc Phàm hóa thành một đạo lưu quang, bay từ trong đóa liên hoa ở linh trì ra, thân thể xuất hiện trên đài tầng 1. Hắn vừa đi ra, vẻ mặt đám tiểu tuyết, tiểu vũ đã rời khỏi linh trì tràn đầy lo lắng, vội vàng đi tới. Anh không sao chứ? Tiểu vũ kéo tay Mạc Phàm, trong đôi mắt ngập nước tràn đầy lo lắng. Một đạo lôi điện vừa rồi thật đáng sợ. Cô đã có thực lực tiên thiên sơ kỳ, nếu đổi lại là cô, chắc chắn không chống đỡ được. Không sao rồi. Mạc Phàm sờ đầu tiểu vũ, cười nói. Cô đọng tam nguyên khác với cô đọng kim đan, tam nguyên phải trải qua địa diệt, linh tuyệt, thiên chu mới có thể ngưng tụ tinh nguyên, khí nguyên và thần nguyên. Thiên chu là lôi kiếp, có thể kháng cự lôi kiếp ngưng tụ ra mới gọi là thần nguyên, nếu không thì là hư đan bình thường. Hắn đã ngưng tụ thần nguyên, không có gì tốt hơn bây giờ. Tiểu Phàm, anh thật sự không sao chứ? Bạch Tiểu Tuyết vẫn lo lắng, hỏi. Mạc Phàm đột phá thần cảnh lại đưa tới lôi kiếp, dựa theo lệ thường chắc chắn thất bại rồi. Lúc này không ổn lắm, bởi vì sắp đến lúc quyết chiến. Tuyết Nhi, em đã mở bạch nhãn, chẳng phải nhìn sẽ biết sao? Mạc Phàm cười nói. Chỉ trong 3 ngày, Tiểu Tuyết đã đến cảnh giới trúc cơ. Bạch nhãn đã mở. Ý niệm của Bạch Tiểu Tuyết vừa động, đồng tử lập tức biến thành màu trắng, cũng biến thành một đóa hoa. Khí tức vô cùng hùng hậu trên người Mạc Phàm lập tức xuất hiện trước mắt cô, cường đại đến mức cô không nhìn thấu, tựa như dùng mắt thường nhìn bầu trời. Nhất là chỗ mi tâm, càng như có vũ trụ nhỏ vô cùng vô tận, lực lượng khiến tim người ta đập nhanh nở rộ mà ra. Chuyện này, đi thôi. Mạc Phàm nhìn Tiểu Tuyết đang vô cùng khiếp sợ, cười khẽ, ôm lấy eo thon nhỏ của Tiểu Tuyết, một đám người đi đến đoạn cầu. Vừa đến đoạn cầu, giọng nói chói tai của Nguyên Kiệt vang lên. Mạc Phàm vậy mà cậu còn sống, đúng là khiến người ta bất ngờ. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Nguyên Kiệt một cái, cười khẽ. Lát nữa sẽ có chuyện càng khiến các người bất ngờ hơn. Nguyên Kiệt nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra. Thế nào, Mạc Phàm? Cậu còn muốn quyết chiến với Vạn Thiên Tuyệt à, tuy cậu ngụy trang rất khá, nhưng cậu nghĩ bây giờ cậu là đối thủ của Vạn Thiên Tuyệt sao? Một đạo lôi quang như vậy đánh xuống, sao Mạc Phàm có thể không sao, chắc chắn là Mạc Phàm giả bộ, đến cảnh giới này của Mạc Phàm, muốn thay đổi khí tức và trang dung của mình quá dễ dàng. Mạc Phàm, tôi thấy cậu nên chịu thua đi, hay trốn ở đây đừng ra ngoài, nói không chừng Vạn Thiên Tuyệt thấy cậu tự mình hiểu lấy, sẽ tha cho cậu khỏi chết. Nguyên Cẩn cười nói, Mạc Phàm, nếu bây giờ cậu quỳ xuống xin lỗi,
Long Hoa hội chúng tôi còn giúp cậu hòa giải một phen. Lam Phi hơi nhếch miệng mỉm cười nói. Bọn họ đã ầm ĩ với Mạc Phàm đến nước này, không cần thiết phải khách sáo với Mạc Phàm nữa. Những người khác không nói gì, nhưng đều lộ vẻ đắc ý. Bọn họ quỳ ba ngày, sớm đã kìm nén đầy bụng lửa giận, nhìn thấy Mạc Phàm trùng kích thần cảnh thất bại, sao có thể không vui. Ngụy trang sao? Mạc Phàm lắc đầu cười. Nhìn đạo lôi kia, khiến không ít người cho rằng hắn tấn chức thần cảnh thất bại. Hắn chẳng muốn giải thích, ý niệm vừa động, đám kim ảnh đè đám Lam Phi biến mất, đám Lam Phi cảm thấy trên người nhẹ hơn. Đám Lam Phi nhướng mày, lộ ra vẻ bất ngờ. Mạc Phàm, cậu cứ nhận lỗi với chúng tôi như vậy à? Nguyên Cẩn cười mỉa nói. Bọn họ chào phúng Mạc Phàm như vậy, Mạc Phàm không chỉ không tức giận, trái lại còn thả bọn họ đi, chắc chắn là Mạc Phàm đột phá thất bại. Cậu bảo chúng tôi quỳ, chúng tôi liền quỳ, cậu bảo chúng tôi đứng thì phải đứng, cậu nghĩ chúng tôi là ai, muốn chúng tôi đứng dậy cũng được, bảo cô bé bên cạnh cậu tới đỡ tôi đi. Nguyên Kiệt chỉ Tiểu Tuyết bên cạnh Mạc Phàm nói. Tôi muốn cô bé kia. Những người khác cười to, nhao nhao lựa chọn đám Bạch Tiểu Tuyết bên cạnh Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn đám Lam Phi quỳ trên mặt đất không chịu đứng dậy, không thèm để ý bọn họ nữa, đi về phía đoạn cầu gãy. Đoạn cầu lập tức bổ sung đầy đủ, một cánh cửa xuất hiện trước người hắn. Hắn dẫn đám Tiểu Tuyết đi qua cánh cửa đó. Hiện giờ hắn không có gì để nói với đám Lam Phi. Ở trong mắt hắn, đám người này không khác đứa nhóc đùa giỡn với người lớn, vốn dĩ không cần để ý. Đám Lam Phi hơi sửng sốt, vẻ mặt mờ mịt. Vậy mà Mạc Phàm cứ rời đi như vậy, có ý gì? Các anh muốn quỳ thì quỳ đi, tôi chụp mấy bức ảnh cho các anh. An Hiểu Hiên lấy điện thoại ra, mỉm cười, chụp mấy tấm cho bọn họ. Sắc mặt đám Lam Phi thay đổi, một đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong đầu vẫn trống rỗng. Lam Phi, đây là tình huống gì thế, không phải Mạc Phàm. Nguyên Cẩn cảm thấy khó hiểu hỏi. Mạc Phàm bình tĩnh như vậy, hẳn là đột phá đến thần cảnh mới đúng. Không có khả năng, nơi này đã không thể tiến vào thần cảnh. Lam Phi im lặng một lát, lúc này mới mở miệng. Nếu bí cảnh này còn tăng lên đến thần cảnh, Long Hoa hội bọn họ sớm đã có cao thủ thần cảnh rồi. Nhưng mà, không cần phải gấp, quyết chiến ngay tối nay, tiểu tử này thành thần thật hay giả, chúng ta đến Long Đảo sẽ biết, tóm lại không có ai nhục nhã Long Hoa hội chúng ta mà không trả giá thật nhiều. Trong mắt Lam Phi hiện lên tàn nhẫn nói, bọn họ không được làm lễ rửa tội, còn quỳ ở đây ba ngày, thù này cho dù Mạc Phàm thành cao thủ thần cảnh cũng không thể bỏ qua. Trước kia thần cảnh chỉ có thể dùng thần cảnh đối phó, hiện giờ thần cảnh như con kiến trước mặt Long Hoa hội bọn họ. Đám người Mạc Phàm vừa xuống Huyền Vũ Nhai, thì thấy Tống Minh Huy đứng trước một chiếc xe mobile home vô cùng xa hoa, bộ dạng như đợi đã lâu. Bọn họ vừa đi đến bên xe, Tống Minh Huy vội vàng mở cửa xe. Mạc tiên sinh, chúng ta đi đâu đây? Long Đảo. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạc tiên sinh, cậu thật sự muốn đi sao? Tống Minh Huy cau mày, nhỏ giọng nói. Mạc Phàm quyết đấu với Vạn Thiên Tuyệt, nhà giàu có, giới quý tộc, thế gia hoa hạ gần như không ai không biết, thậm chí thế lực quốc tế đều chú ý đến trận quyết đấu này. Bởi vì trận quyết đấu này, một tiểu đảo hẻo lánh như Long Đảo thành nơi có lượng người đến đông nhất gần đây, không chỉ chi phí khách sạn tăng lên gấp bội lần, ngay cả giá cả lều trại đều tăng cao, tất cả mọi người đều mong đợi trận chiến này. Nếu Mạc Phàm có thể thắng, tất nhiên ông ta không nói gì. Nếu Mạc Phàm thua, Tống gia ông ta cũng gặp xui xẻo theo. Thế nào, ông không tin tưởng tôi à? Mạc Phàm nhướng mày, cười hỏi. Trên mặt Tống Minh Huy lộ ra vẻ bối rối, không dám nói tiếp. Mạc tiên sinh, tự cậu xem đi. Tống Minh Huy lấy điện thoại ra, mở một video clip đưa cho Mạc Phàm bằng hai tay. Ba ngày nay chỗ Vạn Thiên Tuyệt không yên bình. Có không ít người đi khiêu chiến Vạn Thiên Tuyệt đợi ở Long Đảo, đây là video clip ông ta phái người quay. Trần Vô Phong cao thủ thái cực môn khiêu chiến Vạn Thiên Tuyệt, chưa đi đến bên cạnh Vạn Thiên Tuyệt đã quỳ trên đất, bây giờ còn chưa đứng dậy. Long Thiên Quyền tông sư của Hình Ý Môn, bị một trưởng của Vạn Thiên Tuyệt đánh chết. Hoa Vấn Kiếm đại gia chủ của kiếm đạo thế gia bị Vạn Thiên Tuyệt đánh chết bằng 3 chiêu. Tổng cộng có 9 cao thủ, tuy không ở trên hắc bảng. Nhưng đều là lão quái vật lánh đời rất lâu, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường.
những lão quái vật này nhiều nhất chỉ đỡ được ba chiêu của Vạn Thiên Tuyệt, cũng là Hoa Vấn Kiếm số 1 hắc bảng lúc trước, đầy đủ để thấy Vạn Thiên Tuyệt đáng sợ thế nào. Cuối video clip là tờ số liệu đánh cược, dưới tên Mạc Phàm là 100, Vạn Thiên Tuyệt là 1. Mạc Phàm nhìn thoáng qua con số này, cười nhạt. Tỷ lệ đặt cược giữa hắn và Vạn Thiên Tuyệt là 100 so với 1, cho dù hắn thắng đặt 1 tệ có thể đạt được 100 tệ. Xem ra không ai cảm thấy tôi sẽ thắng. Mạc Phàm cười nhạt nói. Không chỉ không ai cảm thấy Mạc Tiên Sinh sẽ thắng, mà phần lớn Giang Nam hy vọng Mạc Tiên Sinh thua. Tống Minh Huy nói. 3 ngày qua đi, tin tức La Gia bị diệt đã sớm lan truyền tới Giang Nam, những thế lực bám vào La Gia không chỉ không cúi đầu, trái lại đặt cược tiền hết lên Vạn Thiên Tuyệt, đợi Mạc Phàm chết dưới tay ông ta. Sao Mạc Phàm có thể không hiểu ý Tống Minh Huy, hắn nhướng mày. Sau đó thì sao? Một nữ sĩ quan họ Long phụ tá của Giang Thành Giang Tư lệnh tới tìm tôi, bảo tôi chuyển lời cho Mạc Tiên Sinh, nếu Mạc Tiên Sinh không có phần thắng, cô ấy có thể điều binh đuổi Vạn Thiên Tuyệt đi, Mạc Tiên Sinh có cần không? Tống Minh Huy liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái nói. Ê, ông ta không biết quan hệ giữa Mạc Phàm và Giang Thành là tư lệnh của một quân khu, hoàn toàn có thể làm được chuyện đó. Nếu Giang Thành phái binh đuổi Vạn Thiên Tuyệt, vừa không làm Mạc Phàm mất mặt, cũng tránh quyết chiến. Long Nhược Tuyết. Mạc Phàm cười khẽ, nhà đầu này cũng không tin hắn. Ông chỉ cần làm hai chuyện là được, chuyện này ông đừng xen vào. Mạc Tiên Sinh có gì dặn dò? Tống Minh Huy cung kính nói. Thứ nhất, ông đưa bọn họ đến Long Đảo, tìm một nơi an toàn quan sát. Không thành vấn đề. Thứ hai, đặt tất cả tiền bạc của ông lên tôi thắng. Chuyện này. Tống Minh Huy lộ ra vẻ khó xử. Tuy đều đặt Mạc Phàm là một cơ hội, nhưng Mạc Phàm có thể thắng được sao? Chuyện thứ hai tùy ông, lái xe đi. Mạc Phàm ngồi trên xe, lạnh nhạt nói. Cho dù cả thế giới không tin hắn thắng, thì thế nào, tối nay hắn sẽ khiến mọi người biết bọn họ sai rồi. Nghĩ đến chuyện này, chiến ý hừng hực nở rộ trên người hắn, bỗng nhiên kình phong nổi lên. Xe khởi động lái về phía Long Đảo. Đại chiến sắp bắt đầu. Long Đảo. Ở nơi ra biển Trường Giang, nghe nói là một đảo nhỏ do bùn lắng đọng. Vì vậy đảo không phải nơi du lịch, trên đảo cũng có rất nhiều rắn độc, không cẩn thận sẽ bị rắn cắn chúng, bình thường không có nhiều người tới đảo du ngoạn. Nhưng lúc này trên đảo giống như Tết Nguyên Tiêu, tụ tập vô số người. Nhất là nơi gần Long Sơn, lại càng tấp nập người. Trong đám người, không chỉ có võ giả và pháp sư Hoa Hạ, còn có một số võ giả Nhật Quốc, mục sư, tăng lữ. Thầy tu phương Tây, võ sư Đông Nam Á, khí tức mỗi người đều không kém. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Long Sơn. Long Sơn không hề cao, chỉ 5-60 mét, thay vì nói là sơn, chẳng bằng nói là một đống đất. Bởi vì bình thường đống đất này có rất nhiều rắn, lúc này mới được xưng là Long Sơn. Lúc này Long Sơn không chỉ không có nửa con rắn, chỉ có 9 thi thể và long thi to lớn. 9 thi thể kia là mấy cao thủ thế hệ trước ở Hoa Hạ khiêu chiến Vạn Thiên Tuyệt, sau khi bị Vạn Thiên Tuyệt đánh chết, phơi ở Long Sơn vài ngày mà không ai dám đi nhặt. Long thi vòng quanh tảng đá, hai mắt Vạn Thiên Tuyệt nhắm nghiền, mặc trang phục luyện võ màu trắng ngồi khoanh chân, toàn thân tỏa ra bạch quang nhàn nhạt, theo ông ta hít thở, không gian xung quanh giống như túi hơi không ngừng co rút, biến to, co rút lại, biến to co rút lại. Nhìn Vạn Thiên Tuyệt, sắc mặt không ít người âm tình bất định. Khí tức như long, Vạn Thiên Tuyệt không hổ là cao thủ số 2 hắc bảng, chẳng trách Hoa Vấn Kiếm chết dưới tay cậu ta trong chớp mắt. Một lão giả tóc tuyết trắng cảm thán nói. Nghe nói khi chân long thở, một lần hít thở đều khiến không khí co rút lại, Vạn Thiên Tuyệt cũng như vậy, đủ để thấy ông ta đáng sợ thế nào. Dùng rồng để hình dung Vạn Đại Sư, có phải hơi coi thường Vạn Đại Sư hay không? Một lão giả chống trượng gỗ ở bên cạnh nhìn chằm chằm long thi mà Vạn Thiên Tuyệt đang ngồi. Thận trọng nói. Có lẽ người khác không biết long thi mà Vạn Thiên Tuyệt ngồi, nhưng ông ta biết. Con rồng này thường xuyên lui tới biển Hoa Hạ, có ghi chép lại từ thời Đường, gặp con rồng này cho dù là thuyền cỡ lớn dùng vượt biển trước đây, hay là quân hạm hiện giờ đều không còn xuất hiện nữa. Vì tìm hải long này, Hoa Hạ từng triệu tập lượng lớn cao thủ đi tìm, ông ta là một trong số đó. Quả thật bọn họ tìm được hải long này. Nhưng vũ khí trên chiến hạm không có tác dụng với hải long, trái lại tàu tuần dương được tính bằng vạn tấn như giấy dán bị con hải long này phá một cách dễ dàng,
ba chiến thuyền tàu Tuần Dương không kiên trì được 10 phút đều chìm xuống biển. Những người được mời đi là võ đạo tông sư và tiên thiên chân nhân, có khoảng chừng 20 người, ở trước mặt Hải Long này như chuột thấy mèo, hoàn toàn là bị giết sạch, may mà vận khí của ông ta tốt nên mới chạy thoát quay về, cho nên có ấn tượng rất sâu với Hải Long này. Ba chiến thuyền tàu Tuần Dương cộng thêm 20 cao thủ cảnh giới tiên thiên đều không làm gì được Hải Long, nhưng nó lại bị Vạn Thiên Tuyệt giết chết. Ngay cả rồng đều giết được, sao có thể dùng rồng sinh vật cấp thấp như vậy so với Vạn Thiên Tuyệt? Vậy dùng gì để hình dung Vạn Đại Sư? Lão giả tóc tuyết trắng hỏi. Thần. Lão giả cầm trượng gỗ nói. Hiện giờ chỉ có chữ này mới so được với Vạn Thiên Tuyệt. Thần, Vạn Thiên Tuyệt như vậy, tên tiểu tử Mạc Phàm là đối thủ của Vạn Đại Sư sao? Một người khác chen miệng hỏi. Nếu Mạc Phàm không cố chấp đột phá thần cảnh, có lẽ cậu ta còn nắm chắc một hai phần, bây giờ sao? Lão giả cầm trượng gỗ cười lạnh lùng nói. Mạc Phàm từ một tên tiểu tử vô danh, đến bây giờ đứng vị trí thứ ba hắc bảng, thực lực không thể khinh thường. Cho dù gặp Lâm Thiên Nam và Vạn Thiên Tuyệt, tuy sẽ thua không thể nghi ngờ, cũng có thể đánh một trận. Nhưng Mạc Phàm lựa chọn đột phá thần cảnh trong 3 ngày, chuyện này không khác gì tự hủy hoại tương lai. Vì đột phá thần cảnh, có không biết bao nhiêu người bế quan vài năm thậm chí là mấy chục năm trong đó có ông ta, vậy mà Mạc Phàm chỉ dùng 3 ngày. Nếu trong 3 ngày có thể đột phá đến thần cảnh, thì thần cảnh đã không khó như thế, chính những lão già như bọn họ đã không sống như chó rồi. Đột phá thần cảnh là một quá trình bò thang lên trời, nếu bò không cẩn thận sẽ rơi xuống, nhất là người vì cái trước mắt, tổn thương sẽ càng lớn hơn. Cho dù Mạc Phàm có thể sống sót trong thất bại đột phá, nhưng một hai phần nắm chắc không còn nữa. Bây giờ thế nào? Có người tò mò hỏi. Mạc Phàm hiện giờ có thể tới tham gia quyết đấu đã là kỳ tích, đến đây sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Lão giả cầm trượng gỗ nói vô cùng chắc chắn. Lôi vân trên Huyền Vũ nhai mạnh như vậy, cho dù ở thành phố Bắc Xuyên ông ta cũng cảm nhận được. Lôi kiếp đánh xuống, lúc này Mạc Phàm còn sống hay không đều không biết được, càng không nói tới tham gia quyết đấu. Vậy chẳng phải tối nay không được xem quyết đấu rồi sao? Có người thất vọng hỏi. Chuyện này thì tôi không biết, cho dù có cũng không đặc sắc, không khác gì đám hoa vấn kiếm là mấy, không đỡ được mấy chiêu của Vạn Đại Sư. Lão giả này giống như biết rõ thực lực của Mạc Phàm nói. Mạc Đại Sư không yếu như vậy đâu, ông quá coi thường Mạc Đại Sư rồi. Tôn Huyền Cơ nghe người này đánh giá Mạc Phàm như vậy, cau mày phản bác. Huyền Cơ huynh, không phải Tôn gia am hiểu bói toán nhất sao, có dám đánh cược với tôi không, trong vòng 10 chiêu Mạc Phàm sẽ phải chết. Lão giả liếc mắt nhìn Tôn Huyền Cơ một cái, cười tự tin nói. Mạc Phàm đỡ lôi kiếp, không mạnh hơn Hoa Vấn Kiếm bao nhiêu. Hoa Vấn Kiếm chỉ đỡ được 3 chiêu của Vạn Thiên Tuyệt, Mạc Phàm có thể đỡ 5, 6 chiêu của Vạn Thiên Tuyệt đã là cực hạn, 10 chiêu sẽ phải chết. Sắc mặt Tôn Huyền Cơ khó coi, mắt khẽ đảo, lo lắng hiện lên trong mắt ông ta không để ý lão gia cầm trượng gỗ kia nữa. Ông ta từng thấy Mạc Phàm ra tay. Mạc Phàm có phải đối thủ của Vạn Thiên Tuyệt hay không ông ta không nắm chắc, nhất là. Nghe lão giả phân tích, trong đám người, đám AB cô âm dương sư nhà Miyamoto và công tước Rose đều nhếch miệng, cười đắc ý. Bọn họ đang lo lắng Mạc Phàm đối phó được Vạn Thiên Tuyệt, không ngờ Mạc Phàm lại tự hủy tu vi của mình. Thực lực của Mạc Phàm vốn không bằng Vạn Thiên Tuyệt, bây giờ có thể là đối thủ của Vạn Thiên Tuyệt sao? Bây giờ nghĩ lại Mạc Phàm muốn diệt thế lực sau lưng bọn họ. Đúng là chuyện viễn tưởng. Theo mặt trăng chậm rãi lên cao, đám người càng ngày càng sao động. Vạn Thiên Tuyệt đã đến từ sớm, nhưng mãi mà chưa thấy bóng dáng Mạc Phàm. Mạc Đại Sư Đông Hải gì chứ, lúc này còn chưa tới, có phải sợ Vạn Thiên Tuyệt, không dám tới hay không? Đúng vậy, nếu không dám tới thì đừng tiếp chiến thư. Có người không kiên nhẫn nói. Hay là chúng ta đến Mạc gia, tìm cho ra Mạc Đại Sư. Không uổng công chúng ta đi từ xa đến đây một chuyến. Đúng lúc này, không biết trong đám người có ai kêu lên, đến rồi, ở phía bắc. Giọng nói này như cục đá ném vào trong hồ nước, nhanh chóng hình thành hiệu ứng gợn sóng trong đám người, mọi người đều nhìn về phía bắc. Mọi người nhìn về phía bắc, chỉ thấy trên bầu trời có 4 thanh trường kiếm màu trắng, màu đỏ, màu bạc, màu vàng chớp lóe ánh sáng, như 4 vì sao xẹt qua bầu trời đêm. Nhìn thấy 4 thanh kiếm này, sắc mặt không ít người thay đổi. Phi kiếm,
Phi kiếm là pháp khí cấp cao trong truyền thuyết, uy lực vô cùng mạnh, cho dù cách xa ngàn dặm, cũng có thể chém đầu người. Nghe nói trước đây có thủ lĩnh phản quân, tự cho là mình đứng đầu thiên hạ, tuyên bố chỉ cần hoàng đế lúc đó đưa cung điện, hoàng hậu, hoàng thái hậu cho ông ta sẽ không đánh tới kinh đô. Kết quả hôm sau thủ lĩnh phản quân này đầu thân hai nơi, một thanh phi kiếm trôi nổi trước người thủ lĩnh phản quân một tháng, đợi thi thể thủ lĩnh phản quân hư thối mới rời đi. Đó là phi kiếm của Mạc Phàm, không phải cậu ta muốn giết Mạc Phàm bằng phi kiếm đấy chứ? Có người nghi ngờ nói. Quả thật phi kiếm có thể giết người cách ngàn dặm, nhưng cũng phải xem giết người nào. Người giống Vạn Thiên Tuyệt, dựa vào phi kiếm giết được sao? Bốn thanh phi kiếm bay đến nơi cách Long Sơn 100 mét, cắm thẳng xuống mặt đất. Phập một tiếng, bốn thanh kiếm cùng cắm xuống mặt đất, trận pháp lập tức xuất hiện giữa bốn thanh kiếm. Trận pháp sáng lên, đất đá xung quanh như còn sống, tụ tập về phía trận pháp, rất nhanh hình thành một cái đài cao bằng Long Sơn. Đài cao vừa hình thành, chuôi kiếm sáng lên vùng ánh sáng trắng, bạch quang thu lại, lộ ra Mạc Phàm vẻ mặt lạnh nhạt đứng khoanh tay. Mạc Phàm vừa xuất hiện như vậy, không ít người khẽ cau mày. Trong số bọn họ có rất ít người từng gặp Mạc Phàm, tuy theo lời đồn Mạc Phàm chưa tới 20 tuổi, nhưng không ngờ Mạc Phàm còn trẻ như vậy. Tiểu tử này là Mạc Phàm sao? Một đám dấu chấm hỏi hiện lên trên đỉnh đầu không ít người. Không đợi bọn họ đạt được đáp án, trên Long Sơn, Vạn Thiên Tuyệt khẽ mở mắt, bầu trời lập tức như có hai đạo thiểm điện, không gian sáng lên, đôi mắt ông ta lạnh lùng nhìn Mạc Phàm, khóe miệng hơi nhếch lên. Mạc Phàm, quả nhiên cậu không khiến tôi thất vọng, vẫn tới ứng chiến. Vạn Thiên Tuyệt thản nhiên nói. Dưới lôi kiếp, không ai có thể không bị thương. Đổi lại là những người khác, chắc chắn sẽ tránh ứng chiến, vậy mà Mạc Phàm vẫn tới đây. Mạc Phàm nhìn lướt qua Vạn Thiên Tuyệt, cười nhạt. Ông còn chưa đến mức khiến tôi tránh ứng chiến, ba ngày trước chưa đến mức, bây giờ càng chưa đến mức. Mạc Phàm mới mở miệng, không ít người lắc đầu, lộ ra vẻ thất vọng. Còn trẻ tuổi đã càn rỡ như vậy. Nếu Mạc Phàm nói những lời này ba ngày trước, có lẽ còn có người tin. Dù sao Vạn Thiên Tuyệt bế quan 10 năm không ai biết thực lực của ông ta. Nhưng trong 3 ngày Vạn Thiên Tuyệt giết 9 cao thủ, còn chém Hải Long, thực lực thần cảnh không thể nghi ngờ. Mạc Phàm thì ngược lại, bây giờ cậu ta là người bị thương. Như vậy Mạc Phàm đã không có tư cách nói thế. Vạn Thiên Tuyệt cũng không tức giận, trái lại cười lạnh lùng. Khẩu khí lớn thật, có chút tương tự lão phu lúc trẻ, nhưng với tình trạng này của cậu không đủ tư cách nói chuyện với lão phu. Mạc Phàm lắc đầu cười, trên mặt vẫn vân đạm phong khinh như cũ, không thấy một chút bối rối. Có tư cách hay không không phải do ông định đoạt. Lão Phu nói như vậy, chuyện này là thật. Vẻ mặt Vạn Thiên Tuyệt không đổi nói. Giọng nói như sấm, cuồn cuộn lan ra xung quanh, mãi mà không tán đi. Vậy sao? Mạc Phàm cười nhạt một tiếng, không phản bác. Có phải hay không lát nữa cậu sẽ biết, nhưng mà... Vạn Thiên Tuyệt dừng lại. Mọi người lập tức nhướng mày, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ nghi ngờ. Nhưng mà tôi niệm tình cậu còn trẻ tuổi tu hành không dễ, tôi cho cậu hai lựa chọn. Thứ nhất, chỉ cần cậu đồng ý bái tôi làm thầy, mặc kệ cậu tiếp được mấy chiêu của tôi không những không giết cậu, còn có thể dạy cậu pháp môn trùng kích thần cảnh. Thứ hai, cậu quỳ xuống dập đầu lạy tôi, lạy mấy cái, tôi sẽ cho cậu chuẩn bị thêm mấy ngày, cậu lựa chọn cái nào. Vạn Thiên Tuyệt nheo mắt lại, cười nói. Mạc Phàm còn trẻ tuổi đã có thực lực như vậy, nếu có thể nhận cậu ta làm đồ đệ, trăm năm sau sẽ không có ai dám động vào Thanh Bang. Cho dù Mạc Phàm không chịu, cho cậu ta thêm chút thời gian có là gì, bị lôi kiếp đánh bị thương, tu vi không dễ khôi phục như vậy. Nếu Mạc Phàm không dập đầu, dùng thời gian kéo dài mà ông ta hào phóng cho, ông ta sẽ trực tiếp giết Mạc Phàm. Một người dập đầu, không có tư cách đạt được cơ hội của ông ta. Vạn Thiên Tuyệt vừa nói những lời này, trong đám người giống như có ai ném một quả bom vào, bỗng nhiên gợn sóng xuất hiện. Sắc mặt không ít người thay đổi, nhao nhao hít vào một hơi khí lạnh. Không hổ là Vạn Thiên Tuyệt. Chỉ cần Mạc Phàm đồng ý dập đầu, Vạn Thiên Tuyệt dám cho Mạc Phàm thời gian chuẩn bị. Nếu không đủ cường đại, sẽ dám làm như vậy sao? Phải biết rằng Mạc Phàm không phải người bình thường, trong một năm từ tiểu tử Đông Hải vô danh. Đến bây giờ thành thứ ba hắc bảng, chỉ dưới Lâm Thiên Nam và Vạn Thiên Tuyệt,
không phải trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng khôi phục thực lực, dù sao Mạc Phàm cũng là thần y. Trừ chuyện đó ra, Vạn Thiên Tuyệt còn nhận Mạc Phàm làm đồ đệ, truyền cho Mạc Phàm pháp môn đột phá thần cảnh. Chuyện này càng khiến không ít người hâm mộ, nhất là trước mắt mấy lão nhân sáng lên, giống như nhìn thấy núi vàng núi bạc. Trăm năm qua Hoa Hạ không có ai đột phá thần cảnh, không chỉ linh khí khô kiệt, tài nguyên ít, còn thiếu pháp môn đột phá thần cảnh. Pháp môn như một con đường, không có đường cho dù có tài nguyên cũng không thể vào cửa. Mà cánh cửa này ngăn rất nhiều người. Mạc Phàm, cậu còn không nhanh đồng ý. Có lão nhân sốt ruột nói. Cơ hội tốt như vậy, nếu đổi thành bọn họ đã lập tức quỳ xuống dập đầu, bái lạy Vạn Thiên Tuyệt, thậm chí bảo bọn họ làm gì cũng được, tăng lên thần cảnh đó. Vừa vào thần cảnh, đó là tiên. Tiểu tử, cậu còn do dự gì nữa, cậu vốn dĩ không phải đối thủ của Vạn Đại Sư, có thể được Vạn Đại Sư nhìn chúng, là phúc khí của cậu. Những người khác kêu lên, giống như Mạc Phàm nên bái Vạn Thiên Tuyệt làm vi sư, nếu không sẽ là vong ân phụ nghĩa. Mạc Phàm, tôi cho cậu 10 giây suy nghĩ, 10 giây sau nói cho tôi biết đáp án. Vạn Thiên Tuyệt nghe giọng nói xung quanh, mỉm cười nói. Mạc Phàm nhìn thoáng qua người xung quanh, sau đó rời mắt nhìn Vạn Thiên Tuyệt, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn vốn không bị thương, cần dùng quỳ xuống dập đầu tranh thủ thời gian sao? Hắn đường đường là y tiên bất tử, cần một phàm nhân đưa pháp môn tiến vào thần cảnh. Điều kiện của Vạn Thiên Tuyệt vô cùng hấp dẫn với người bình thường. Nhưng hắn có cảm giác như một con khỉ nói với võ đạo tông sư, quỳ lạy tôi sẽ dạy cậu hầu quyền lợi hại nhất. Võ đạo tông sư đều không cần, y tiên bất tử hắn cần sao? Pháp môn tiến vào thần cảnh, hắn tiện tay có thể lấy ra rất nhiều loại. Không nói đến những chuyện này, Thanh Bang liên tục ra tay với Mạc Gia, Vạn Thiên Tuyệt sai người đi bắt Tuyết Nhi còn muốn hủy trang viên Mạc Gia, cho dù hắn không có những pháp môn này, cũng không phải y tiên bất tử, hắn có thể cúi đầu với Vạn Thiên Tuyệt sao? Vạn Thiên Tuyệt, ông ở đây đợi 3 ngày chỉ vì muốn nói những lời này sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Mạc Phàm vừa nói câu này xong, không ít người sửng sốt, sau đó hổn hển nói. Mạc Phàm, cậu có biết cậu bỏ lỡ gì không, cậu sẽ hối hận cả đời. Hửm. Vạn Thiên Tuyệt cũng nhướng mày, lông mày lập tức nhíu lại. Tiểu tử, cậu đây là từ chối sao? Tôi là tới giết ông, không phải tới nói điều kiện với ông. Mạc Phàm nói. Muốn chiến thì chiến, nói nhiều lời vô nghĩa làm gì? Áo những lời này vừa vang lên, sắc mặt mọi người thay đổi. Mạc Phàm từ chối Vạn Thiên Tuyệt đã là hành động vô cùng ngu ngốc, vậy mà còn dám nói tới giết Vạn Thiên Tuyệt, giống như Mạc Phàm thật sự có thể giết ông ta. Không có thuốc nào cứu được. Những lão nhân thở hổn hển lắc đầu nói. Người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi, chỉ là người ngông cuồng, hoàn toàn không biết tự lượng sức mình. Trong đám người, Abeco, công tước Rose và một đám phú hào giang nam đều cười nham hiểm, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết. Bỗng nhiên vừa rồi Vạn Thiên Tuyệt đề xuất muốn nhận Mạc Phàm làm đồ đệ, hay cho Mạc Phàm thời gian khôi phục, chỉ cần Mạc Phàm đồng ý dập đầu, bọn họ sẽ bị dọa chảy đầy mồ hôi lạnh. Hai lựa chọn này bất luận Mạc Phàm lựa chọn loại, tính mạng của bọn họ đều gặp nguy hiểm, ai biết Mạc Phàm vẫn muốn quyết đấu với Vạn Thiên Tuyệt. Biết rõ núi có hổ, còn cố chấp đi lên. Bọn họ muốn chết trên tay Mạc Phàm cũng không cho bọn họ cơ hội này, vẻ đắc ý xuất hiện trên mặt bọn họ. Vạn Thiên Tuyệt nhíu mày, đắc ý trên mặt mất đi, thay vào đó là sương lạnh bao phủ. Không đợi Vạn Thiên Tuyệt tức giận, trong mắt mấy đồ đệ của Vạn Thiên Tuyệt hiện lên lửa giận. Mạc Phàm không còn ở thời kỳ toàn thắng, vậy mà dám cản rỡ như thế. Tiểu tử, vậy mà cậu dám nói với sư phụ tôi như vậy, muốn chết à? Một người trong đó nắm chặt tay, bỗng nhiên khí kình xuất hiện, dưới chân vừa động, muốn lao về phía Mạc Phàm. Các con lui ra. Vạn Thiên Tuyệt khẽ nhúc nhích môi, chậm rãi đứng dậy, vẫy vẫy tay với 4 đồ đệ kia. Dạ, sư phụ. 4 người trừng Mạc Phàm một cái. Bóng dáng nhoáng lên rời khỏi Long Sơn. Trong mắt Vạn Thiên Tuyệt chớp lóe ánh sáng lạnh, nhìn về phía Mạc Phàm. 5 ngón tay ông ta mở ra, long thi khổng lồ kia giống như sống lại, thân thể như bơi về phía ông ta. Ngưng! Ông ta khẽ quát một câu, bỗng nhiên long thi khổng lồ thu nhỏ lại, từng đợt khói xanh tỏa từ long thi ra, chỉ trong phút chốc long thi uốn quanh Long Sơn biến thành một đại kiếm hình rồng 7 thước,
sắc bén khiến tim người ta đập nhanh lan tràn ra xung quanh. Long thi hóa kiếm sao? Trong khoảng thời gian ngắn như vậy long thi được vạn thiên tuyệt ngưng tụ thành kiếm, sắc mặt mọi người thay đổi, không khỏi thầm than. Tối nay đúng là không tới vô ích. Không nói đến Mạc Phàm thế nào, chỉ riêng chiêu thức của vạn thiên tuyệt đã không tầm thường. Trong số người tới có không ít người tinh thông luyện khí, nhưng cho dù là gia chủ luyện khí thế gia nổi danh cũng không làm được như vạn thiên tuyệt, dùng cánh tay luyện nguyên liệu thành pháp khí. Tuy toàn thân long thi đều là bảo vật, nhưng phải biết rằng càng là nguyên liệu tốt càng khó tế luyện, nhưng điều này không thành lập trước mặt vạn thiên tuyệt. Chuyện này, được lắm, Mạc Phàm, cậu đã muốn chết như vậy, tôi sẽ thành toàn cho cậu, để tôi xem Mạc Đại Sư Đông Hải trong truyền thuyết có bản lĩnh thế nào. Nếu không để ông ta sử dụng, vậy thì không cần phải nói gì nữa, chỉ có thể giết chết. Dưới chân hắn vừa động, âm thanh như vạn tấn thuốc nổ bùng nổ lập tức vang lên, gần như mọi người đều vội vàng che lỗ tai. Từng đạo vết rạn sâu không thấy đáy xuất hiện trên Long Sơn, lập tức lan tràn ra. Không chỉ cả Long Sơn chia ra theo vết rạn, mặt đất xung quanh Long Sơn cũng như đáy sông khô cạn, tứ phân ngũ liệt. Mượn lực lượng này, vạn thiên tuyệt giống như máy bay ném bom bay với tốc độ siêu âm mang theo bạo âm, lập tức bay lên không. Mãi đến bầu trời cách trăm mét, trường kiếm hình rồng trong tay chém xuống. Giống, tiếng long ngâm vang lên, một đạo kiếm khí hình rồng khoảng chừng hơn 50 mét phá kiếm mà ra, giống như ác long hùng hổ mà đến. Không gian giống như thủy tinh bị đập phá, vết rách mang theo tiếng vỡ răng rắc nhanh chóng lan tràn về phía Mạc Phàm. Trong không gian, mấy chú chim nhỏ đúng lúc đi ngang qua, mới bay qua không gian vỡ vụn, thì bị kiếm khí hình rồng phía sau xoắn thành mảnh nhỏ. Tuy lực lượng đáng sợ không đến chỗ người vây xem xung quanh, nhưng khiến không ít người đổ mồ hôi lạnh, mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống liên tục. Đây là cường giả thần cảnh sao, còn là con người à? Động một tí là như máy bay tốc độ siêu âm, một kiếm có thể xé rách không gian, chắc chắn con người không làm được. Nhanh lùi về sau. Có người cuống quýt kêu lên. Thực lực của vạn thiên tuyệt đáng sợ hơn bọn họ nghĩ một chút, gần như vậy rất dễ bị lan đến gần. Mọi người trên Long đảo lập tức di chuyển, nhanh chóng lùi ra xa Long Sơn. Cách Long Sơn không xa, Mạc Phàm nheo mắt lại, nhìn kiếm khí hình rồng từ trên trời giáng xuống, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Cho dù tôi không dùng toàn bộ thực lực, tối nay ông cũng phải chết. Hắn chậm rãi nhấc một tay lên, tiếng tảng đá ma sát lập tức vang lên. Xèo xèo. Theo tiếng tảng đá ma sát, mặt đất bắt đầu lắc lư, giống như động đất. Cự kiếm do đất đá ngưng tụ dưới chân hắn chậm rãi rút khỏi mặt đất. Cự kiếm mấy chục mét tựa như một tòa đại lâu, tỏa ra bạch quang nhàn nhạt, trôi nổi bên cạnh hắn. Mạc Phàm nheo mắt, hoa quang nở rộ ra. Chạm. Năm ngón tay hắn nắm chặt, không tiếc rót tất cả linh khí vào trong cự kiếm. Cự kiếm mấy chục mét phải mấy vạn cân, vậy mà hắn cầm rất nhẹ nhàng trong tay, tựa như một thanh kiếm bình thường. Răng rắc một tiếng sấm vang lên, trên cự kiếm chớp lóe điện quang, hai đạo long toàn phong cuồn cuộn nổi lên, đón đạo kiếm khí mà vạn thiên tuyệt chém tới. Cự kiếm khiến không ít người sửng sốt. Bọn họ tưởng cự kiếm là nơi Mạc Phàm đặt chân, không ngờ nó là binh khí của Mạc Phàm. Không thể ngờ được Mạc Phàm có thể ngự thổ thành binh, còn sử dụng binh khí dài như vậy, chắc chắn thực lực không tầm thường. Nhưng rất nhanh không ít người lắc đầu. Kiếm của vạn thiên tuyệt do thi thể hải long luyện thành, long thi hơn 50 mét được ngưng tụ thành 7 thước. Cho dù kiếm của Mạc Phàm dài 7-80 mét, to như sơn nhạc, nhưng chỉ là cát đá bình thường ngưng tụ, tính chất không bằng kiếm của vạn thiên tuyệt, trình độ ngưng tụ cũng hoàn toàn không bằng trường kiếm hình rồng của ông ta. Một căn tinh cương tạo ra tú hoa châm, cùng với một thanh mộc kiếm do cọc gỗ tạo thành, cái nào mạnh hơn thấy rõ. Khi tâm tư mọi người bay xa, không gian liệt phùng đã đến trước cự kiếm của Mạc Phàm. Bùm, một tiếng thật lớn, vang vọng bầu trời, cho dù ở tỉnh Giang Nam đều nghe thấy được. Bầu trời lắc lư dữ dội theo, không ít người ở đây là cao thủ võ đạo, pháp đạo, trong chớp mắt ngã xuống một vùng lớn. Trên bầu trời, chỗ không gian liệt phùng và cự kiếm tiếp xúc, không gian liệt phùng biến mất không thấy, một cái động to xuất hiện, tựa như bầu trời bị chọc thủng. Không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi xuất hiện. Lực hút vô cùng cường đại chen chúc mà ra, hút mọi thứ bay vào trong. Cái động này vừa xuất hiện, cự kiếm của Mạc Phàm bị cắn nuốt sạch sẽ trong chớp mắt. Sau đó kiếm khí hình rồng 50 mét tiến đến,
chém về phía đầu Mạc Phàm, giống như một con ác long muốn vồ mồi. Mạc Phàm chặn kiếm khí tạo thành không gian liệt phùng, nhưng trong chớp mắt rơi vào nguy hiểm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 37.